Phổ Kiến cùng Đinh Tứ cùng một chỗ tại đỉnh Lập Kiến thiết công nhân phối hợp xuống tiến vào địa động, đi vào không bao lâu liền ra, Phổ Kiến phán đoán chính xác không sai, phía dưới là một cái trộm động, đổ sụp bộ phận vừa lúc là trộm động yếu kém bộ phận, bởi vì phát hiện suối nước nóng, luân phiên thi công dẫn đến đổ sụp, tướng phía dưới trộm động bạo lộ ra, trộm động hướng vào phía trong thông hướng cổ hầm ao, hướng phía ngoài kéo dài đến nhà máy rượu bên ngoài. Chứng minh đạo tặc hẳn là từ bên ngoài tiến hành đào móc, một mực đào được nhà máy rượu cổ hầm ao dưới đáy, đầu này trộm động có chừng hơn 40 mét, tồn tại khẳng định có tương đối dài một đoạn thời gian, đào trộm động có khác một thân. Bọn hắn cùng đi bên ngoài nhìn một chút căn cứ đại khái phương vị phán đoán, trộm động nơi mở đầu là đã đi qua ngư thủy tình tiệm cơm, hiện tại đã san thành bình địa. Hứa Thuần Lương nhớ tới mình mới tới Nguy Sơn đảo lúc ngư thủy tình đã từng phát sinh khí ga bạo tạc, lúc ấy đầu bếp Lưu Hải Dư bị chôn ở phế tích phía dưới, về sau trải qua nhiều mặt nghĩ cách cứu viện may mắn chạy trốn. Sau để chứng minh cái kia Lưu Hải Dư vẫn luôn là dùng thân phận giả, kia khởi khí ga bạo tạc án cũng không phải ngẫu nhiên ngoài ý muốn, mà là Nguy Sơn đảo Đại Hồ hồi thu công ty hai tên tội phạm áp dụng cùng một chỗ trả thù sự kiện. Hứa Thuần Lương nhớ kỹ cái này Lưu Hải Dư tên thật là Lưu Mãn Ý. Kia hai tên tội phạm một cái tên hiệu Lão Tam, một cái gọi Độc Nhãn Long, hai người kia đều nói Lưu Hải Dư nuốt bảo bối của bọn hắn, chẳng lẽ bảo bối chính là nhà máy rượu hạ chỗ trộm mộ. Kết hợp chuyện trước này, cả một chuyện mạch lạc bắt đầu trở nên rõ ràng. Trần Thiên Phàm lúc trước để mắt tới nhà máy rượu cũng là bởi vì nhà máy rượu dưới mặt đất đồ vật, đoán chừng con hàng này hẳn là rõ ràng phía dưới đến cùng có cái gì. Cái đạo động này lộ ra ánh sáng vừa đúng. Hứa Thuần Lương mặc dù không có đào đến dưới đất bảo bối, nhưng là có thể đối với chuyện này hảo hảo làm một lần văn chương. Xế chiều hôm đó Đông Châu tự nhiên tài nguyên cục quản lý chấp pháp giám sát khoa khoa trưởng Ngụy Hồng Tuyền liền chạy tới Nguy Sơn đảo. Diêm Phương Minh xuất lĩnh thăm dò đội bị Nguy Sơn đảo nơi đó đồn công an giam về sau, tự nhiên tài nguyên cục quản lý người đứng đầu Tạ Trung Tín tức giận không thôi, không chỉ bởi vì Diêm Phương Minh là em vợ hắn, càng bởi vì một cái nhỏ trấn ban tử cố tình làm bậy. Hành vi của bọn hắn liền là công nhiên đối pháp luật pháp quy khiêu chiến, đối Đông Châu thị tương quan điều lệ chế độ miệt thị, càng là đối với mình quyền lực xem thường. Tạ Trung Tín người ở kinh thành họp, hắn điều khiển chỉ phất tay Ngụy Hồng Tuyền liền có thể tiến về Nguy Sơn đảo xử lý chuyện này, hắn thấy Ngụy Hồng Tuyền cùng Hồ Sơn trấn người đứng đầu Tần Chính Dương thân phận ngang nhau, nên có thể đủ giải quyết chuyện này. Sự kiện lần này cùng tự nhiên tài nguyên cục quản lý có quan hệ. Nhưng là bị bắt chụp tất cả nhân viên đều thuộc về sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn, bọn hắn tổng giám đốc Hạ Hành Kiện tại Đông Châu cũng là bối cảnh thâm hậu nhân vật, Hạ Hành Kiện cực yêu mặt mũi, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngụy Hồng Tuyền đến Nguy Sơn đảo về sau, thủ đi trước Hồ Sơn trấn đồn công an, hắn đạt tới thời điểm, 11 tên nhân viên công tác đã chép xong khẩu cung. Diêm Phương Minh đám người này đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn hắn đánh lấy khảo sát cờ hiệu trộm mộ cổ văn vật, ai đều không phải người ngu. Đều rõ ràng trộm mộ cổ văn vật kia là hành vi phạm tội. Vừa lúc bắt đầu Diêm Phương Minh còn tưởng rằng Hồ Sơn Trấn không dám động đến bọn hắn, bị bắt được đồn công an về sau, tất cả mọi người công cụ truyền tin đều bị mất, nhân viên cảnh sát từng cái tra hỏi, lúc này mới ý thức được sự tình trở nên có chút nghiêm trọng. Xui xẻo nhất là, Diêm Phương Minh bình thường thích chơi cổ ngọc, trên thân vừa vặn đeo hai khối cổ ngọc không rõ lai lịch, lần này cũng bị xem như tang vật cho đoạt lại, đồn công an làm việc nghiêm cẩn. Không buông tha bất kỳ một cái nào nhưng có thể, tướng khảo sát đội thành viên trên người đồ chơi văn hóa phối sức một mẻ hốt gọn, lý do rất đơn giản, ai biết các ngươi những vật này là không phải từ dưới mặt đất móc ra. Bất quá Diêm Phương Minh vẫn cho rằng chuyện này rất nhanh liền có thể có được giải quyết, Ngụy Hồng Tuyền tới gặp hắn thời điểm Diêm Phương Minh như là gặp được cứu tinh một dạng, Ngụy ca, ngài cuối cùng tới, nhanh đem chúng ta cứu ra ngoài, đám người này quá dã man, hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngụy Hồng Tuyền hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dù sao bên cạnh còn có cảnh sát cùng đi, trưng cầu một chút đồn công an phương diện ý kiến, đối phương cũng không đồng ý bọn hắn đơn độc gặp mặt, lý do là Diêm Phương Minh một đám trước mắt dính líu trộm đào cổ văn vật, tại đồn công an chỉ đạo viên Triệu Hoành giám sát dưới, Ngụy Hồng Tuyền từ Diêm Phương Minh nơi đó hiểu được chuyện này phát sinh toàn bộ quá trình. Diêm Phương Minh phi thường phiền muộn, cho rằng chuyện này chính là Hứa Thuần Lương một tay đạo diễn cái bẫy. Bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết dưới nền đất có cái gì cổ văn vật, trộm mộ mà nói càng là trống rỗng nói xấu. Ngụy Hồng Tuyền vốn định trước đem đám người này cho bảo đảm ra, đồn công an biểu thị không được, chuyện này đã báo cáo, cục thành phố cũng phái người đến đây, tại sự tình tra rõ ràng trước đó, còn tạm thời không thể đem Diêm Phương Minh đám người này cho thả.
Ngụy Hồng Tuyền nhìn ra đám này đồn công an cũng không có quyền lực gì, thừa dịp không có tan tầm, nhanh đi Hồ Sơn trấn chính phủ, dựa theo Diêm Phương Minh thuyết pháp, cả kiện sự tình đều là phó trấn trưởng Hứa Thuần Lương làm ra, hắn cũng phải sẽ biết cái này dám công nhiên cùng tự nhiên tài nguyên cục quản lý đối nghịch ra hỏa, xem hắn đến tột cùng lai lịch gì. Hứa Thuần Lương dẫn đầu tổng hợp chấp pháp xử lý, đồn công an tiến về nhà máy rượu chấp pháp, bắt được khảo sát nhân viên xây cất tin tức cũng chuyển đến bí thư Tần Chính Dương trong lỗ tai. Tần Chính Dương đối Hứa Thuần Lương muốn gây sự sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới hắn vừa lên đến liền chơi như thế lớn, vậy mà cùng trộm mộ cổ văn vật lại có liên lạc, đây chính là một đỉnh chụp mũ, hợp pháp công dân ai cũng mang không dậy nổi, con hàng này thật sự là quá dám chơi. Tần Chính Dương dự cảm đến một trận mưa gió chính đang áp sát Nguy Sơn đảo, hắn bây giờ nghĩ rút về quyết định cũng không kịp, là hắn đem sự tình giao cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương lực phá hoại thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Hứa Thuần Lương đã đem nhà máy rượu sự tình báo lên Đông Châu Cục Văn hóa Khảo cổ, thì Cục Văn hóa Khảo cổ lãnh đạo đối phát hiện của bọn họ phi thường trọng thị, đã an bài chuyên gia học giả đến đây khảo sát, nhắc nhở Hứa Thuần Lương phải làm cho tốt văn vật hiện trường bảo hộ công việc. Ngụy Hồng Tuyền tại chính đảng phòng làm việc tổng hợp chủ nhiệm Lữ Ái Hà dẫn dắt xuống tới đến Hứa Thuần Lương trong văn phòng, Hứa Thuần Lương cúp điện thoại. Lữ Ái Hà hướng hắn giới thiệu một chút Ngụy Hồng Tuyền thân phận, Hứa Thuần Lương cũng không có đứng dậy ý tứ, hướng Ngụy Hồng Tuyền nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào, "Ngụy khoa trưởng, ngồi đi." Ngụy Hồng Tuyền trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi này đủ ngạo mạn a, ta mặc dù là khoa cấp cán bộ, nhưng là ta chính khoa dù sao cũng so ngươi môn phụ lớn a. Ngươi liền đứng lên nghênh tiếp một chút cũng không chịu, càng là địa phương nhỏ, thói quan liêu càng nghiêm nặng. Ngụy Hồng Tuyền ngồi xuống, Lữ Ái Hà dùng duy nhất một lần chén trà rót cho hắn chén nước. Hứa Thuần Lương nói, "Ngụy khoa trưởng tìm ta có chuyện gì a?" Ngụy Hồng Tuyền nói, "Là như thế này, ta nghe nói hôm nay Hứa trấn trưởng tiến về nhà máy rượu suối nước nóng khảo sát hiện trường chấp pháp, giam chúng ta 11 tên nhân viên công tác, tịch thu tất cả khảo sát công cụ." Hứa Thuần Lương nói, "Kia 11 tên người bị tình nghi nguyên lai là các ngươi người a?" Ngụy Hồng Tuyền sửng sốt một chút, "Người có ý tứ gì?" Hứa Thuần Lương nói, "Người hiểu qua tình huống không có. Hiện tại kia 11 người dính líu lấy khảo sát làm tên trộm mộ cổ văn vật." Ngụy Hồng Tuyền nói, "Hứa trấn trưởng, người có chứng cứ gì nói bọn hắn là tại trộm mộ cổ văn vật?" Hứa Thuần Lương nói, "Người nói cho ta biết trước bọn họ có phải hay không tự nhiên tài nguyên cục quản lý người?" Ngụy Hồng Tuyền nháy nháy mắt, cái này có chút khó trả lời, Hứa Thuần Lương một mực chắc chắn bọn hắn 11 người tất cả đều là nghi phạm, nếu như mình nói là, tương đương với đem tự nhiên tài nguyên cục quản lý dính dáng vào, châm trước một chút phương mới hồi đáp, công tác của bọn hắn đơn vị là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn, nhưng là bọn hắn lần này khảo sát là đạt được chúng ta tự nhiên tài nguyên cục quản lý đồng ý. Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào ngắt lời hắn, đó chính là nói bọn hắn không phải là các ngươi đơn vị, đã dạng này. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng tranh đoạt vũng nước đục này, đám người này đều không phải là vật gì tốt, 10/8/9 đánh nếu các ngươi cờ hiệu làm như phạm pháp câu đương nhiên ta tin tưởng các ngươi khẳng định là bị che đậy, hẳn là đối bọn hắn hành động trái luật không biết rõ tình hình. Ngụy Hồng Tuyền có chút sở khóc sở cười, bọn hắn sao có thể không rõ ràng. Hắn thở dài nói, Hứa trấn trưởng, ta nghĩ các ngươi là sai lầm, bọn hắn không có khả năng trộm mộ văn vật, chỉ là trùng hợp xuất hiện tại hiện trường. Người nguyện ý vì bọn họ cam đoan sao? Người có thể vì chuyện này phụ trách sao? Ngụy Hồng Tuyền bị Hứa Thuần Lương đang hỏi, mọi thứ đều có vạn nhất, hắn không muốn phụ trách, hắn cũng không có tư cách kia phụ trách, tại tự nhiên tài nguyên cục quản lý hắn chính là cái nho nhỏ khoa cấp cán bộ, hôm nay tới cũng chỉ là dò xét đường. Hứa Thuần Lương nói, tại bọn hắn khảo sát hiện trường phát hiện trộm động thông hướng nhà máy rượu cổ hầm ao dưới mặt đất. Bên trong văn vật bị cướp sạch không còn cục văn hóa khảo cổ chuyên gia ngay tại chạy đến, cục thành phố cũng phái tới hình sự trinh sát chuyên gia, làm không tốt đây chính là năm gần đây Đông Châu phát sinh cùng một chỗ lớn nhất trộm mộ văn vật án, Ngụy khoa trưởng, vì tự nhiên tài nguyên cục quản lý danh dự, ta nhìn ngươi vẫn là đừng nhúng vào. Ngụy Hồng Tuyền cũng không nghĩ tới chuyện này tính chất nghiêm trọng như vậy, chính muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, cục thành phố phái tới phá án nhân viên đến. Lần này tới chính là Lục Kỳ cùng Lý Trung. Hai người bọn họ sở dĩ có thể tới, là bởi vì lần trước Đại Hồ hồi thu công ty bắt được hai tên nghi phạm cùng cái này khởi sự kiện cũng có thể là có quan hệ, mà lần trước bản án vừa vặn là bọn hắn trải qua làm, suy cho cùng vẫn là Hứa Thuần Lương cái này phía sau màn anh hùng thúc đẩy. Mặc dù đều là bằng hữu, nhưng là ở đơn vị còn là giải quyết việc chung.
Hứa Thuần Lương đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy, Lục cảnh sát, Lý cảnh quan, các ngươi sao lại tới đây? Ngụy Hồng Tuyền còn không có rời đi, ngồi ở chỗ đó, nhìn qua Hứa Thuần Lương như mộc xuân phong dáng vẻ, trong lòng thầm mắng, nhìn dưới người mỉ sợi có phải không? Ngươi đối bọn hắn khách khí như vậy, làm sao đối ta lạnh lùng như vậy? Chúng ta tự nhiên tài nguyên cục quản lý liền so cục công an thấp nhất đẳng sao? Bất quá bọn hắn đơn vị tại cục công an trước mặt xác thực không có tồn tại gì cảm giác. Lục Kỳ nói, Hứa trấn trưởng chúng ta là chuyên môn tìm hiểu tình huống. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta cũng là không hiểu ra sao, cho nên phát hiện phạm tội hoạt động về sau, trước tiên báo cáo cục thành phố, trước mắt phạm tội hiện trường đã bảo vệ, tất cả người hiềm nghi phạm tội toàn bộ bắt quy án, tạm thời giam giữ tại trấn đồn công an. Lý Trung nói, trong đám phái chúng ta tới phụ trách chuyện này, trước mắt độ cao hoài nghi vụ án này cùng năm ngoái cùng một chỗ đầu cơ trục lợi văn vật vụ án có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi đến rất đúng lúc, vị này là tự nhiên tài nguyên cục quản lý chấp pháp giám sát khoa Ngụy Hồng Tuyền khoa trưởng, hắn tới là yêu cầu chúng ta lập tức phóng thích kia 11 tên người hiềm nghi. Cái này lúng túng, Ngụy Hồng Tuyền đích thật là muốn tìm hắn phóng thích kia 11 tên khảo sát nhân viên, nhưng là hắn còn chưa tới cùng nói ra miệng liền bị Hứa Thuần Lương cho chắn trở về, mẹ nó. Không mang theo đùa người khác như vậy ta lúc nào yêu cầu ngươi lập tức thả người. Lục Kỳ cùng Lý Trung lạnh lùng nhìn qua Ngụy Hồng Tuyền, Ngụy Hồng Tuyền như ngồi bàn trông, chớ nhìn hắn là chấp pháp giám sát khoa, nhưng là hắn cái này pháp cùng người ta pháp vô luận là độ cứng vẫn là cường độ đều có chênh lệch rất lớn. Lục Kỳ nói, Ngụy khoa trưởng, xin hỏi ngươi cùng những này người bị tình nghi là quan hệ như thế nào? Ngụy Hồng Tuyền tranh thủ thời gian lắc đầu, ta cùng bọn hắn quan hệ thế nào đều không có, ta chỉ là đại biểu trong đám đến đây làm rõ đến cùng tình huống như thế nào. Những người kia cũng không phải chúng ta cục, công tác của bọn hắn đơn vị là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn. Hắn ý thức được tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Hứa Thuần Lương có câu nói không có nói sai loại thời điểm này vẫn là không tranh vào vũng nước đục tốt, hắn lại không hiểu rõ Diêm Phương Minh đám người kia, hắn cũng không thể đảm bảo cái này 11 người tất cả đều là thủ pháp công dân, vạn nhất trong đó có một cái hoặc mấy cái thật dính líu phạm tội, như vậy tự nhiên tài nguyên cục quản lý chẳng phải là muốn bị liên lụy. Ngụy Hồng Tuyền phát giác tình thế không đúng tranh thủ thời gian chuồn đi, kia, các ngươi trước bận bịu, ta còn có việc đi trước một bước. Hứa Thuần Lương lần này thế mà tự mình đem hắn đưa đến ngoài cửa, Ngụy Hồng Tuyền nói, dừng bước, dừng bước. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, ta nghe nói cái kia Diêm Phương Minh là các ngươi tả cục em vợ không biết là thật là giả. Ngụy Hồng Tuyền cười đến càng phát ra lúng túng, cái này, ta cũng không rõ lắm, hắn không dám nói nhiều, sợ nói nhiều đều là sai. Bước nhanh rời đi ký túc xá. Đi vào dưới lầu, Ngụy Hồng Tuyền giơ cánh tay lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm thán, người trẻ tuổi này quá lợi hại, Diêm Phương Minh thật là một cái không biết sâu cạn ngu xuẩn, người trêu chọc hắn làm gì. Nhìn thấy phía trước tới một đám người quen, đi tại chính giữa cái kia là Đông Châu Thị Cục Văn hóa Khảo cổ Phó Cục trưởng Tiếu Đông, Ngụy Hồng Tuyền vốn định né tránh, nhưng Tiếu Đông đã thấy hắn, chủ động hô, lão Ngụy, người cũng tới. Ngụy Hồng Tuyền chỉ có thể kiên trì nghênh đón tiếp lấy, Tiêu cục, ngài ngươi tới vào lúc nào? Tiếu Đông cười nói, vừa tới, cùng hắn cùng một chỗ cùng đi còn có cục văn hóa khảo cổ ba vị chuyên gia, phụ trách tiếp đãi hắn chính là phó thư ký Hà Khải Văn. Ngụy Hồng Tuyền trong lòng thầm than, dứt bỏ cấp bậc không nói, làm sao cảm giác cục văn hóa khảo cổ cũng muốn so với bọn hắn cục càng có lưu hơn tại cảm giác, hắn vẫn là lần đầu cảm giác được tự nhiên tài nguyên cục quản lý tại cơ cấu bên trong địa vị thấp như vậy. Cũng khó trách rất nhiều dân chúng đều chưa nghe nói qua. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thấu đạo lý trong đó, cái này cùng đơn vị tính chất không quan hệ, bọn hắn nên là bị sinh thái vòng ném đám người này cho liên lụy, hiện tại Diêm Phương Minh đám người kia đều là nghi phạm, bọn hắn cục làm khảo sát công trình điều động phương cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Hắn không nhịn được nghĩ, vạn nhất sinh thái vòng ném đám người kia thật có hành động trái luật, lần này trong đám khẳng định có người muốn ra cõng nồi, cục trưởng Tạ Trung Tín. Hẳn là sẽ không, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua, trong đầu bỗng nhiên có chút đốn ngộ, con bà nó, khó trách phái ta tới, nên không phải làm xong để cho ta cõng nồi chuẩn bị đi. Tiếu Đông nói, đến cùng tình huống như thế nào a? Ngụy Hồng Tuyền cười khổ nói, ta cũng không rõ ràng, đoán chừng 8-9 phần 10 là hiểu lầm. Tiếu Đông nói, chúng ta hai cái này đơn vị kỳ thật công việc tính chất có chút cùng loại, nhất định phải bảo trì lòng cảnh giác. Ngàn vạn phải đề phòng bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng. Ngụy Hồng Tuyền nhẹ gật đầu, lấy cớ mình còn có sự tình, hiện tại tâm tư triệt để lo lắng,
mình liền không nên đón lấy cái này khó giải quyết việc cần làm. Tần Chính Dương tự mình tiếp kiến Tiếu Đông, không chỉ bởi vì Tiếu Đông là Đông Châu Thị Cục Văn hóa Khảo cổ Phó Cục trưởng, Tiếu Đông còn có một cái thân phận là Đông Châu Thị Viện Bảo tàng Viện trưởng, hắn vẫn là Tần Chính Dương tại Nam Giang Đại học Sư phạm học trưởng, Tần Chính Dương là Luật học viện tốt nghiệp, Tiếu Đông là hệ lịch sử cao tài sinh. Hai người gặp mặt hàn huyên vài câu, liền tất cả đều đi phòng họp nhỏ, ở nơi đó cùng cục thành phố phái tới phá án nhân viên gặp mặt, mọi người thương định một chút tiếp xuống công việc bố trí, gắng đạt tới đang tra án cùng khảo cổ ở giữa đạt thành cân bằng, làm được phối hợp lẫn nhau mà không phải ảnh hưởng lẫn nhau. Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình biểu hiện được phi thường yên tĩnh, trang cùng người không việc gì, Tần Chính Dương phi thường rõ ràng chuyện này trong khoảng thời gian ngắn lên men cũng chế tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn làm ra tác dụng. Hiệp điều công tác hội kết thúc về sau, hắn đem Hứa Thuần Lương gọi vào phòng làm việc của mình. Hứa Thuần Lương biết Tần Chính Dương hiện tại khẳng định có chút đau đầu, cười nói, Tần Bí Thư, ngài thật sự là nhìn xa trông rộng, đám kia sinh thái vòng ném ra hỏa quả nhiên không phải vật gì tốt. Tần Chính Dương nói, tiểu tử ngươi ít cho ta lời tâng bốc, ta để ngươi cân đối tốt các phương quan hệ, không nghĩ tới ngươi cho ta chỉnh ra cùng một chỗ hình sự vụ án. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không nghĩ tới a. Ta coi là đám người kia thật là vì khảo sát suối nước nóng đâu, không nghĩ tới a, bọn hắn thế mà đánh lấy khảo sát cờ hiệu trộm mộ văn vật, thật sự là quá ghê tởm, lần này một nhất định phải xử lý nghiêm khắc để ý đến bọn họ. Ngài cứ yên tâm, ta nhất định tìm căn nguyên tố nguyên, tranh thủ đem nhân vật sau lưng một mẻ hốt gọn. Tần Chính Dương giờ khóc giờ cười nói, chuyện bây giờ còn không có kết luận, người ít vội vã hướng người ta trên đầu chụp mũ. Hứa Thuần Lương nói, cái này không bày rõ ra sao. Bọn hắn khảo sát hiện trường phát hiện một đầu trộm động. Tần Chính Dương nói, ta lại không phải người ngu, ai có thể trong một ngày liền đào ra dài như vậy trộm động. Không hợp logic à, đầu kia trộm động nhất định là đã sớm lưu lại. Hứa Thuần Lương bắt đầu cười hắc hắc, Tần Chính Dương có chút bất đắc dĩ chỉ vào hắn, tiểu tử ngươi quá quỷ, sinh thái vòng ném tập đoàn đám người kia mặc dù chán ghét, nhưng là vẫn công việc quan trọng chính công bình xử lý chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta chỉ là khống chế người hiểm nghi, về phần bọn hắn làm chưa từng làm là cảnh sát sự tình. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ cứ như vậy là đem tự nhiên tài nguyên cục quản lý cho đắc tội thấu, điện thoại di động của hắn vang lên, Tần Chính Dương nhìn thoáng qua dãy số tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, ra hiệu Hứa Thuần Lương không muốn ở bên cạnh nói nói. Điện thoại là Nguy Sơn huyện người đứng đầu Lâm Bí Thư đánh tới, sự tình đã chuyển đến chỗ Lâm Bí Thư cũng không có minh xác vì ai biện hộ cho. Mà là nhắc nhở Tần Chính Dương phải thận trọng xử lý, theo nếp công chính xử lý, tuyệt đối không nên cùng ban ngành liên quan đem quan hệ làm, thuận tiện ám chỉ hắn, chuyện này đã kinh động đến một vị nào đó Đông Châu Nguyên Lão. Tần Chính Dương bồi tiếp cẩn thận cùng Lâm Bí Thư trò chuyện trong chốc lát, kết thúc trò chuyện về sau, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương a, không sai biệt lắm là được rồi, huyên náo quá lớn đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, minh bạch. Người minh bạch cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, dù sao ta hiểu được. Lục Kỳ cùng Lý Trung đi hiện trường điều tra lại hỏi thăm một chút tình huống lúc đó, rất nhanh liền loại bỏ đám kia khảo sát nhân viên hiểm nghi, chính như Tần Chính Dương nói, về thời gian căn bản không kịp, đầu kia trộm động căn bản là không phải bọn hắn móc ra, bọn hắn chỉ là trùng hợp tại khảo sát thời điểm gặp phải mặt đất đổ sụp, kết quả trộm động bạo lộ ra. Nhưng là cũng không thể nói đồn công an xử lý có lỗi, bảo hộ hiện trường, khống chế người hiểm nghi, đây hết thảy ứng đối biện pháp là thích đáng thỏa đáng. Diêm Phương Minh tẩy thoát hiểm nghi về sau chuyện thứ nhất chính là hướng cảnh sát khiếu nại Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương đang chỉ huy chấp pháp quá trình bên trong đánh mình một cái bạt tai, còn đạp mình mấy chân, lúc ấy thật nhiều người đều nhìn đến. Lục Kỳ biểu thị loại sự tình này không về bọn hắn quản, để hắn tìm nơi đó đồn công an. Hữu Nghị nhắc nhở lúc ấy đánh bọn hắn người quá nhiều, lấy chứng không dễ dàng. Diêm Phương Minh tại đồn công an không buông tha thời điểm, Ngụy Hồng Tuyền tới đón hắn, để hắn mau chóng rời đi, Ngụy Hồng Tuyền là dựa theo cục trưởng Tạ Trung Tín chỉ thị làm. Diêm Phương Minh mặc dù nghe theo hắn khuyên nhủ, nhưng là rời đi đồn công an về sau vẫn là tức giận bất bình, hắn một cái nho nhỏ phó trấn trưởng có gì đặc biệt hơn người. Trước mặt mọi người đánh ta một cái tát mạnh, ta nuốt không trôi cái này khẩu khí. Ngụy Hồng Tuyền trong lòng tự nhủ cường long không ép địa đầu xà, các ngươi đều bị người xem như trộm cướp văn vật phần tử phạm tội bắt, còn không tiếp thụ một chút giáo huấn. Ngụy Hồng Tuyền biết Diêm Phương Minh là cái thứ nhì đầu, hắn hôm nay qua đến tất cả đều là Tạ Trung Tín an bài,
đi vào Hồ Sơn Trấn về sau bị không ít lạnh nhạt, ai cũng không có đem hắn cái này chấp pháp giám sát khoa trưởng coi thành chuyện gì to tát, còn tốt chuyện này cuối cùng cho Diêm Phương Minh bọn hắn một cái công đạo, người cũng rất nhanh phóng ra, đối Tạ Trung Tín cuối cùng có bàn giao. Ngụy Hồng Tuyền nói, Tạ cục có ý tứ là để các ngươi tạm dừng khảo sát, chờ chuyện này làm rõ ràng về sau lại nói. Diêm Phương Minh nói, Ngụy ca, cả kiện sự tình đều là cái kia Hứa Thuần Lương làm ra, mù loà đều có thể thấy rõ, hắn làm ngầm thao tác, nâng cốc nhà máy nhận thầu cho mình người, tập đoàn chúng ta ảnh hưởng đến hắn bản thân lợi ích, cho nên hắn liền xếp đặt cái một cái bẫy đến chơi chúng ta. Người này cũng quá xấu rồi, phù hãm chúng ta trộm mộ văn vật, đây là đem chúng ta giết hết bên trong a. Ngụy Hồng Tuyền nói, công an cơ quan không phải cho các ngươi trong sạch nha, được rồi, cái kia trộm động cũng không thể nào là hắn an bài, chỉ là đúng dịp, vừa vặn kia phiến địa phương đổ sụp, để các ngươi đuổi kịp. Diêm Phương Minh nói, ý của ngươi là nói chúng ta đáng đời, chúng ta không may. Ngụy Hồng Tuyền lắc đầu, cùng tiểu tử này giải thích không rõ ràng, hắn cũng không muốn giải thích. Lúc này Diêm Phương Minh thủ hạ qua đưa cho hắn đưa điện thoại, trước đó điện thoại đều bị đồn công an cho đoạt lại. Vừa mới xong xuôi thủ tục cầm về, Diêm Phương Minh điện thoại tiếp tục vang lên, gọi điện thoại tới chính là Sinh Thái Vòng Tổng Giám Đốc Hạ Hành Kiện. Diêm Phương Minh tiếp thông điện thoại kêu một tiếng Kiện ca. Hạ Hành Kiện hỏi hắn ở nơi nào, nguyên lai Hạ Hành Kiện cũng đã đến Nguy Sơn Đảo. Diêm Phương Minh nghe nói Tổng Giám Đốc đích thân tới, lập tức liền đã có lực lượng, hắn nhanh đi bến tàu tiếp người. Ngụy Hồng Tuyền trước mắt thư thế Sinh Thái Vòng ném bên kia cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thuần Lương, nhưng là Hứa Thuần Lương cho hắn ấn tượng rất không dễ chọc, suy nghĩ một chút vẫn là cho Tạ Trung Tín gọi điện thoại, đem Nguy Sơn Đảo tình huống bên này báo cáo một chút, hắn quyết định được chú ý vô luận việc lớn việc nhỏ đều muốn hướng Tạ Trung Tín báo cáo, mà lại cho chuyện toàn bộ hành trình ghi chép âm. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, vạn nhất chuyện này làm lớn chuyện. Đến đề phòng trong đám đem hắn đẩy ra cõng nồi. Tạ Trung Tín để Ngụy Hồng Tuyền tạm thời không nên quay lại, nhất định giúp hắn tiếp cận Diêm Phương Minh, vô luận chuyện nguyên nhân gây ra là cái gì, đều muốn đến đây hết hạn tình thế không rõ tình huống dưới ngàn vạn không thể lại nháo sai lầm. Mình em vợ mình rõ ràng, Diêm Phương Minh tính tình xúc động, dễ dàng bị người mê hoặc. Hạ Hành Kiện lần này mang đến hơn 20 người, không phải là vì kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn phi thường minh bạch hiện tại là xã hội pháp trị. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng là mang nhiều một số người tới luôn luôn tốt, đây cũng là hắn tập quen, thích đại trận chiến cảnh tượng hoành tráng. Trước khi tới đây, hắn đã cùng Nguy Sơn huyện phương diện chào hỏi, khiếu nại Hồ Sơn Trấn phương đối mặt bọn hắn Sinh Thái Hoàn Cảnh Kiến Thiết đầu tư tập đoàn đưa cho đãi ngộ không công bằng, bọn hắn phái tới khảo sát nhân viên bị bạo lực chấp pháp. Lâm Bí Thư an ủi Hạ Hành Kiện vài câu, hắn đối tình huống đã có hiểu biết, chuyện này là bởi vì hiểu lầm sinh ra. Nên là song phương tại câu thông trên tồn đang vấn đề. Xem ở Hạ Hành Kiện nhạc phụ trên mặt mũi, Lâm Bí Thư đối với hắn vẫn tương đối khách khí. Hạ Hành Kiện tại Đông Châu Văn Lữ Kiến Thiết phương diện làm được vẫn là tương đối thành công, có thể nói ở phương diện này cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh, trước đây cũng không có cắm qua như thế lớn té ngã. Hạ Hành Kiện cùng Đinh Tứ cũng giống như vậy, đều là xã hội đen lập nghiệp, nhưng là hắn cùng Đinh Tứ điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn có văn hóa. Mà lại cưới sau tướng mình đóng gói thành một vị nho thương, ỷ vào có chút bối cảnh, những năm này sinh ý làm được xuôi gió xuôi nước, bốc lên mặt trời lên cao. Hạ Hành Kiện làm sao đều không nghĩ tới lần này sẽ lật thuyền trong mương, hắn phái tới Nguy Sơn Đảo người chẳng những cắm té ngã, còn bị người ta xem như trộm mộ văn vật người bị tình nghi cho chụp, đến bây giờ tất cả khảo sát công cỗ còn không có về còn cho bọn hắn. Hạ Hành Kiện cho rằng bọn họ tại chuyện lần này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là y theo điều lệ làm việc, vấn đề xuất hiện ở Hồ Sơn Trấn, là bọn hắn làm phương bảo hộ chủ nghĩa, cố ý nhằm vào bọn họ tập đoàn. Diêm Phương Minh đem chuyện đã xảy ra lại thuật lại một lần, Hạ Hành Kiện nghe nói hắn ăn đòn, lập tức liền phát hỏa, hắn cùng Đinh Tứ đi qua đã từng là đối thủ cạnh tranh, hiện tại hai người phát triển đã có chênh lệch rất lớn, Hạ Hành Kiện đã sớm không đem Đinh Tứ để vào mắt, cho rằng Đinh Tứ vẫn là một cái bao công đầu. Mình đã là Đông Châu Văn Lữ Kiến Thiết đầu bài, hai người đã sớm không tại một cái phương diện bên trên. Đinh Tứ cũng tham dự ẩu đả Diêm Phương Minh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thường nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, người khác không biết, người Đinh Tứ còn có thể không biết Diêm Phương Minh là người của ta, người đánh hắn chính là không cho ta Hạ Hành Kiện mặt mũi.
Hạ Hành Kiện hướng Diêm Phương Minh cam đoan, mình nhất định vì hắn ra khẩu khí này. Hạ Hành Kiện trực tiếp tiến về Hồ Sơn Trấn tìm Tần Chính Dương bí thư muốn thuyết pháp. Bởi vì hắn đánh như Lâm bí thư cờ hiệu, Tần Chính Dương cũng không tốt đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, mà lại Hạ Hành Kiện bản thân tại Đông Châu giới kinh doanh cũng là nổi danh nhân vật. Hạ Hành Kiện mang theo Diêm Phương Minh cùng đi tìm Tần Chính Dương, lẫn nhau lên tiếng chào về sau, Hạ Hành Kiện lập tức liền bày ra một bộ hưng sư vấn tội tư thế, Tần bí thư, ta muốn hỏi hỏi, tập đoàn chúng ta khảo sát cứu cạnh trái với các ngươi nơi đó cái nào hạng quy định? Các ngươi là căn cứ cái gì cho chúng ta hạ đình công thông chi? Tần Chính Dương đối với chuyện này khả năng sinh ra ảnh hưởng đã có chuẩn bị tâm lý, Hạ Tổng, tổng hợp chấp pháp xử lý cho các ngươi khảo sát đội hạ đình công thông chi là bởi vì tiếp vào báo cáo. Các ngươi công trình đội tại khảo sát quá trình bên trong tồn tại tạp âm nhiễu dân hiện tượng. Hạ Hành Kiện nói, coi như thật có loại tình huống này, các ngươi cũng không nên tịch thu chúng ta khảo sát thiết bị, những cái kia thiết bị đều là cực kỳ quý giá, như có hại xấu, ai đến gánh chịu tương quan trách nhiệm. Tần Chính Dương cũng không thích Hạ Hành Kiện cao cao tại thượng thái độ, Hạ Tổng, theo ta được biết, thủ tục của các ngươi cũng không hoàn mỹ, mà lại đang tiến hành khảo sát trước đó. Các ngươi không có hướng chúng ta Hồ Sơn Trấn chính phủ xin báo chuẩn bị. Hạ Hành Kiện nói, chúng ta khảo sát đạt được tự nhiên tài nguyên cục quản lý đồng ý, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì vi quy chỗ. Chính là bởi vì quý phương không có cùng bên ta tiến hành đầy đủ câu thông, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Tần Chính Dương lời đã nói đến đầy đủ minh bạch, gặp miếu thắp hương là làm ăn cơ bản nhất đạo lý, các ngươi đừng tưởng rằng có tự nhiên tài nguyên cục quản lý cho phép. Lấy được suối nước nóng độc nhất vô nhị quyền khai phát liền có thể tại Đông Châu cảnh nội muốn làm gì thì làm, nơi này dù sao cũng là Nguy Sơn đảo, là chúng ta Hồ Sơn Trấn quản hạt thổ địa, ta không quản các ngươi không có nghĩa là ta đừng để ý đến ngươi. Hạ Hành Kiện nói, ta tại Đông Châu xử lý văn lữ khai phát nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tần Chính Dương mỉm cười nói, Hạ Tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Câu nói này đã mang theo giễu cợt. Đó là bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi không biết trời cao đất rộng. Hạ Hành Kiện đã nhận ra Tần Chính Dương không vui, hắn cũng không phải hạng người tầm thường, nhẹ giọng thở dài nói, ta thừa nhận công việc của chúng ta bên trong tồn tại một chút không đủ, bất quá căn cứ theo ta hiểu rõ, tại chúng ta tiến đi khảo sát trước đó, tập đoàn chúng ta Phó Tổng Diêm Phương Minh chuyên môn tới qua trấn chính phủ, còn cùng các ngươi Hứa Thuần Lương Phó Trấn trưởng gặp mặt. Diêm Phương Minh tại Hạ Hành Kiện trước mặt cơ bản không nói lời nào. Chỉ là gật đầu, biểu thị mình có thể chứng minh. Tần Chính Dương nói, chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình. Hạ Hành Kiện nói, các ngươi vị này Hứa Phó Trấn thật sự là lợi hại a, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, dẫn đầu tổng hợp chấp pháp xử lý cùng đồn công an đi phong chúng ta công trường bắt chúng ta người, chuyên gia không tính, hắn còn dẫn đầu đánh người, ta liền muốn hỏi một chút, Hồ Sơn Trấn có còn hay không là pháp trị chi địa. Diêm Phương Minh chỉ mình còn không có tiêu sưng mà to viên, Hứa Thuần Lương cái kia lớn bước đấu thật là hung ác, đánh cho hắn má trái đến bây giờ đều sưng, đầu còn có chút tỉnh tỉnh, hắn hoài nghi mình khả năng bị rút ra não chấn đãng. Tần Chính Dương nói, có loại tình huống này sao? Ta để hắn tới xác minh một chút, hắn đã chán ghét Hạ Hành Kiện phách lối, bỗng nhiên lý giải Hứa Thuần Lương trước đó làm hết thảy, đối loại này coi trời bằng vung khai phát thương nên làm trừng trị. Đừng tưởng rằng có bối cảnh liền có thể tại Nguy Sơn đảo đi ngang, lão tử muốn đối phó ngươi đều không cần tự mình xuất thủ. Hạ Hành Kiện nhìn ra Tần Chính Dương đối Hứa Thuần Lương che chở, gật đầu nói, tốt, ta vừa vặn muốn gặp các ngươi một lần vị này Hứa Phó Trấn. Hứa Thuần Lương kỳ thật liền ở văn phòng, chính liên hệ Vương Kim Vũ ban đêm uống rượu, đêm nay Đinh Tứ tổ cục, kỳ thật Đinh Tứ thường xuyên tổ cục, nhưng là có thể lấy làm chủ thân phận xuất hiện cơ hội không nhiều. Tiếp vào Tần Chính Dương điện thoại. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi phòng làm việc của hắn, vừa vào cửa liền thấy nhìn chằm chằm Diêm Phương Minh. Hứa Thuần Lương biểu hiện ra viễn siêu Diêm Phương Minh cách cục cùng khí lượng, cười tủm tỉm nói, Diêm quản lý, lúc nào ra? Diêm Phương Minh nghiến răng nghiến lợi, thật muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng là tại Hạ Hành Kiện bên người thời điểm không tới phiên hắn nói chuyện. Tần Chính Dương nói, tiểu hứa, vị này là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn Hạ Tổng. Mời ngươi qua đây là muốn làm mặt giải một ít chuyện, giải thích một chút hiểu lầm. Hứa Thuần Lương đánh giá một chút Hạ Hành Kiện, hướng hắn cười nói, Hạ Tổng, kính đã lâu kính đã lâu. Hắn chủ động hướng Hạ Hành Kiện vươn tay ra. Hạ Hành Kiện cũng là có cách cục người tràng diện trên không thể thua, đưa tay cùng Hứa Thuần Lương nắm chặt lại, nhìn qua Hứa Thuần Lương hai mắt nói, Hứa Phó Trấn thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Hứa Thuần Lương nói,
tuổi trẻ là thật trẻ trung, có triển vọng chưa nói tới. Hạ Hành Kiện cười nói, nghĩ không ra Hứa Phó Trấn còn rất khiêm tốn. Hứa Thuần Lương nói, làm người liền đến biết mức độ, đến đâu mà đều cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất, không bao lâu liền phải đụng đến đầu rơi máu chảy, ta nói có đúng không Diêm quản lý. Hạ Hành Kiện buông ra Hứa Thuần Lương tay, Diêm Phương Minh tức giận đến khuôn mặt xanh xám, nhưng là hắn có một chút tốt, nghe Hạ Hành Kiện, lão đại ở đây điều kiện tiên quyết, hắn tận lực không nói lời nào. Hạ Hành Kiện hướng Tần Chính Dương nói, Tần Bí Thư có phương pháp giáo dục a? Tần Chính Dương nói, ta cùng Hứa Trấn Trưởng là quan hệ đồng nghiệp, chúng ta không tồn tại ai bảo ai làm việc, mọi người phối hợp lẫn nhau cũng là vì đem công việc làm tốt, đều mời ngồi đi. Hứa Thuần Lương đi Diêm Phương Minh ngồi xuống bên người, Diêm Phương Minh hướng một bên xê dịch, lấy hành động biểu đạt ra đối Hứa Thuần Lương kháng cự. Tần Chính Dương nói, tiểu Hứa A, vừa rồi Hạ Tổng nói, người dẫn đầu đánh Diêm quản lý. Đến cùng có chuyện này hay không? Hứa Thuần Lương hướng Hạ Hành Kiện mặt nhìn thoáng qua nói, Hạ Tổng. Ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ta lúc nào đánh ngươi nữa? Tần Chính Dương có chút muốn cười, con hàng này nghĩ minh bạch giả hồ đồ cũng quá rõ ràng. Hạ Hành Kiện trong lòng tự nhủ ngươi không cảm giác đến chính mình thủ đoạn quá vụng về rồi. Tất cả mọi người là người thông minh, làm loại này trộm đổi khái niệm có ý tứ sao? Hạ Hành Kiện nói, Hứa Phó Trấn, người đánh Diêm quản lý luôn luôn sự thật a. Hứa Thuần Lương nói, Hạ Tổng, ngài đối với thủ hạ thật đúng là quan tâm nhập vi, người ta Diêm quản lý chính mình cũng không nói bị đánh, ngài từ chỗ nào nghe được. Hạ Hành Kiện cái này phiền muộn, con hàng này làm sao có chút vô lại đâu. Người nhà mặc dù cấp bậc không cao, nhưng tốt xấu là cái cán bộ quốc gia, trộm đổi khái niệm, ở trước mặt chống chế, có ý tứ sao? Tần Chính Dương bổ một đao, đúng a, ta giống như cũng không có nghe Diêm quản lý nói chuyện bị đánh. Hạ Hành Kiện hướng Diêm Phương Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lần này Diêm Phương Minh cuối cùng mở miệng nói chuyện, chính là ngươi, ngươi dẫn người tịch thu chúng ta khảo sát thiết bị, còn vu hãm chúng ta trộm mộ văn vật, ngươi còn dẫn đầu ẩu đánh chúng ta, mặt ta đến bây giờ còn sưng đâu. Hắn chỉ vào má trái của mình. Hứa Thuần Lương nói, Diêm quản lý, ngươi nói chuyện nhưng phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, chứng cứ đâu. Diêm Phương Minh nói, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Chúng ta khảo sát đội đồng sự có thể làm chứng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, chính các người người đương nhiên hướng về chính mình nói chuyện, người có hay không thu hình lại ghi âm loại hình chứng cứ. Có thể chứng thực ta dẫn người ẩu đả chuyện của người chân thực phát sinh qua. Diêm Phương Minh nuốt nước miếng một cái, hắn tại công trường hiện trường còn chưa kịp chứa giám sát đâu. Hạ Hành Kiện nói, cảnh sát hẳn là có chấp pháp ký lục nghi a. Hứa Thuần Lương nói, điều tra, không có. Hạ Hành Kiện nhìn qua một mặt cười gian Hứa Thuần Lương, trong lòng thầm mắng, con hàng này thật sự là đủ giảo hoạt, nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ Diêm Phương Minh trận đánh này không phải bạch ai. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra có nhiều thứ cho mọi người nghe một chút. Hắn mở ra điện thoại ghi âm ngoại phóng. Cháu trai ai, người mẹ nó có gan, mang theo nhiều người như vậy đến âm ta, Hứa Thuần Lương ta thao đại gia ngươi. Hứa Thuần Lương, các người cố tình vi phạm, các người vu hãm người tốt. Các người Hồ Sơn Trấn từ trên xuống dưới không có một cái tốt. Hạ Hành Kiện nghe được Diêm Phương Minh mắng to âm thanh, biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, con hàng này miệng là thật là phá, có những này ghi âm đương chứng cứ, người ta quất hắn cũng là đáng đời. Tần Chính Dương phát hiện ghi âm là cái thứ tốt, bất quá Hứa Thuần Lương dùng đến cũng quá thông thạo, về sau còn phải đề phòng tiểu tử này một chút, chưa chừng ngày nào dùng trên người mình. Hứa Thuần Lương nói, đây là lời của ngươi nói sao? Diêm Phương Minh giận dữ hét, là ta thì thế nào? Hứa Thuần Lương, liền hứa người âm ta hại ta lừa ta đánh ta, thì không cho ta có ý kiến phản đối rồi. Hứa Thuần Lương nói không cho phép, nhưng người đây không phải ý kiến, ngươi là mắng chửi người mắng ta một người coi như xong, còn tiện thể ta đại gia, còn mắng chúng ta toàn bộ Hồ Sơn Trấn ban lãnh đạo, chúng ta Tần Bí Thư trêu chọc ngươi rồi. Ngươi thế mà liền lãnh đạo chúng ta cùng một chỗ mắng. Tần Chính Dương biết Hứa Thuần Lương khẳng định phải đem mình cho mang hộ mang vào, biểu lộ nghiêm túc nói, Hạ Tổng, các người tập đoàn đối với chúng ta có ý kiến có thể sách, nhưng là công khai nhục mạ sẽ không tốt. Hạ Hành Kiện thầm mắng Diêm Phương Minh cái xuẩn tài, người bị đánh không có chứng cứ, mắng chửi người bị ghi âm, lần này có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Hạ Hành Kiện nói, Tần Bí Thư, ta sẽ hảo hảo phê bình hắn, về sau nhất định phải chú ý công làm phương thức. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi là hẳn là chú ý phương thức làm việc,
thủ tục đều không đầy đủ, liền đến khảo sát, không chú ý bảo hộ hoàn cảnh, không thèm để ý chung quanh cư dân cảm thụ, khiến cho gà chó không yên chúng ta nguy sơn đảo qua đi rất bình tĩnh địa phương, từ khi các ngươi tới liền lộn xộn. Hạ Hành Kiện nói, Hứa Phó Trấn là không phải là đối chúng ta công ty có cái gì thành kiến. Hứa Thuần Lương nói, ta đối Quý công ty đã không hiểu rõ cũng không có hứng thú, sao có thể nói thành kiến. Hạ Hành Kiện nói, chúng ta sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn là Đông Châu một nhà duy nhất có quyền khai phát suối nước nóng hạng mục xí nghiệp, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết duy nhất hàm nghĩa. Hứa Thuần Lương nói, chính là lũng đoạn đi, ta đi qua chỉ biết là mùi thuốc lá chuyên bán, không nghĩ tới suối nước nóng cũng ngưng cái này, quốc gia chúng ta cũng có suối nước nóng chuyên bán cục sao. Hạ Hành Kiện nói, chủ yếu là phòng ngừa tự nhiên tài nguyên bị vô tự khai phát, quá độ khai phát, phá hư hoàn cảnh. Cho nên nhất định phải từ chuyên nghiệp đoàn đội để hoàn thành. Hứa Thuần Lương cười nói, Hạ Tổng, các ngươi thật giống như từ đầu tới đuôi đều không có làm rõ một vấn đề, suối nước nóng ở nơi nào. Suối nước nóng thuộc về quốc gia chúng ta tuyệt không dị nghị, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ đồng ý đem suối nước nóng quyền khai phát giao cho các ngươi. Hạ Hành Kiện nói, ngươi thật giống như nghe không hiểu, Đông Châu chỉ có tập đoàn chúng ta mới có khai phát lợi dụng suối nước nóng tư cách. Hứa Thuần Lương nói, đầu tiên các ngươi được rõ ràng một sự kiện, suối nước nóng tại Nguy Sơn Đảo, tại Hồ Sơn Trấn có mở hay không phát chúng ta định đoạt. Hạ Hành Kiện nói, chưa hẳn đi, Hồ Sơn Trấn không có thượng cấp đơn vị. Thị lý mệnh lệnh Hồ Sơn Trấn có thể không chấp hành. Hứa Thuần Lương nói, liền coi như chúng ta đồng ý khai phát, cũng chưa chắc lựa chọn các ngươi tập đoàn, nói câu không xuôi tai, các ngươi tập đoàn thực lực còn có điều khiếm khuyết, còn không có chính thức khai phát. Khảo sát liền đối đất đoạn dưới vật tạo thành phá hư, thật giao cho các ngươi còn không biết muốn làm ra bao lớn phiền phức. Hạ Hành Kiện nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, không nên chúng ta gánh chịu trách nhiệm ngươi mơ tưởng an đến trên đầu của chúng ta. Hôm nay ta đem lời bày ở chỗ này, nhà máy rượu suối nước nóng hạng mục nhất định phải chúng ta tới làm. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay ta cũng đem lời bày ở chỗ này, các ngươi tập đoàn không phù hợp chúng ta chiêu thương tiêu chuẩn. Lập tức thu dọn đồ đạc rời đi Nguy Sơn Đảo, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Hai người nói đã thả ra ngoan thoại, đối lập lẫn nhau, hiện trường mùi thuốc súng dần dần dày. Hạ Hành Kiện hướng Tần Chính Dương nói, Tần Bí Thư, nghĩ không ra các ngươi đều là làm như vậy công tác, các ngươi đối đãi ngoại lai nhà đầu tư đều là thái độ như vậy. Tần Chính Dương nói, chúng ta đi qua vẫn luôn là làm như vậy công việc, cũng không có gặp được vấn đề gì. Khả năng Hạ Tổng không thích ứng công việc của chúng ta phong cách, ta nhìn xong phương hợp tác tiền cảnh ảm đạm, các ngươi vẫn là thận trọng thi lo đi. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm vui, Tần Chính Dương trên một điểm này so Triệu Phi Dương phải mạnh hơn, ai cũng có tư tâm, nhưng là thời khắc mấu chốt Tần Chính Dương đứng đội từ nghiêm túc. Hạ Hành Kiện nhẹ gật đầu, được, đã tất cả mọi người đem lời làm rõ, vậy chúng ta liền hướng sau nhìn, ta ngược lại muốn xem ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai dám tiếp hạng mục này. Hứa Thuần Lương nói, Hạ Tổng, ngươi nhìn qua là cái người biết chuyện, làm sao có chút hồ đồ a? Nhà máy rượu cho mướn hợp đồng đã sớm ký tên qua, ai bảo các ngươi tới đón hạng mục này rồi? Ai bảo các ngươi tới khai phát, ngươi sinh ý làm như thế phần lớn là dựa vào ép mua ép bán có được sao? Hạ Hành Kiện cố nặn ra vẻ tươi cười, lời không hợp ý không hơn nửa câu, đối phương căn bản không mua của hắn sổ sách xem ra Lâm Bí Thư điện thoại cũng không có đưa đến tác dụng, hắn hướng Tần Chính Dương nói. Tần Bí Thư, ngài lại thận trọng suy tính một chút, ta đi trước. Hạ Hành Kiện bọn hắn rời đi về sau, Hứa Thuần Lương đóng cửa phòng lại, hướng Tần Chính Dương nói, nghe được không, hắn uy hiếp ngươi. Tần Chính Dương chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử ngươi chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hảo hảo giải quyết không được sao. Không phải đem sự tình cho chơi cứng, nhất định phải khiến cho Dương cung bạt kiếm, ngươi không hiểu được hòa khí sinh tài đạo lý. Tần Chính Dương nhắc nhở hắn chú ý dùng từ. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngài là chúng ta cùng khí, bọn hắn phát tài, trong thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, nhìn cái kia họ Hạ, cái đuôi đều vỉnh đến bầu trời, cảm thấy mình có mấy cái tiền bẩn, cầm nếu có điểm quan hệ đến chúng ta Nguy Sơn đảo đùa nghịch huy phong tới, ta thao hắn đại gia, ta đem suối nước nóng cho lấp trên cũng không rẻ hắn. Hứa Thuần Lương nói, chọc giận ta liền hắn cùng một chỗ đánh. Tần Chính Dương nói, người có bản lĩnh, người năng lực. Người đi qua tại bệnh viện sự tình ta mặc kệ, nhưng người bây giờ là tại Hồ Sơn Trấn, nhất cử nhất động của người đại biểu cho chúng ta Hồ Sơn Trấn toàn thể cán bộ hình tượng, người đánh người mình thống khoái, đến cuối cùng mọi người tập thể vì người tính tiền,
ngươi có biết hay không, Hạ Hành Kiện nhạc phụ là Đông Châu người Trần phó chủ nhiệm. Tại Đông Châu rất có sức ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương nói, không phải liền là cái phó chủ nhiệm, có cái gì không tầm thường. Hắn dám làm việc thiên tư, chúng ta liền hắn cùng một chỗ làm. Tần Chính Dương nói, ngươi là ngươi, chớ liên lụy ta. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, ngài trong lòng ta hình tượng thế nhưng là không sợ cường quyền cương trực công chính, ngài sẽ không phải nửa đường bỏ cuộc đi. Tần Chính Dương nói, ta tính đã nhìn ra, tiểu tử ngươi đến Hồ Sơn Trấn căn bản chính là đến gây chuyện, chuyện phía trước còn không có bình phục đâu, cái này lại cho ta giày vò vừa ra, ta là trêu chọc ngươi ngươi cho ta như thế nhiều tâm tư. Hứa Thuần Lương nói, ngài dù sao bình thường tâm tư cũng không ít, cũng không kém ta cái này một cái. Tần Chính Dương triệt để im lặng, cầm lấy giữ ấm chén ừng ực liền rót mấy ngụm lớn, phát hiện Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tức giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa à? Hứa Thuần Lương nói, suối nước nóng chuyện này ngài là dự định tự mình xử lý vẫn là ta giúp ngài xử lý. Tần Chính Dương nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Sự tình là ngươi gây ra, chẳng lẽ để ta giúp ngươi chùi đít? Hứa Thuần Lương nói, vậy vẫn là ta giúp ngươi chùi đít đi. Tần Chính Dương dở khóc dở cười, khoát tay áo, ra hiệu hắn đi nhanh lên người, lại phiếm vài câu chỉ sợ đều muốn mắng chửi người. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu ngắn ngủi trong vòng vài ngày đã trở thành Hồ Sơn Trấn mọi người chú mục tiêu điểm, có chức xem tính dân chúng đã bắt đầu tại suối nước nóng trên làm văn chương, bên cạnh hai gian nhỏ lữ quán đã đổi tên là suối nước nóng lữ xã. Phụ cận bán trứng luộc nước trà bác gái cũng tại cứng rắn giấy cứng trên một lần nữa viết mấy cái lệch ra xoay 7-8 chữ lớn, suối nước nóng trứng luộc nước trà. Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ một lần nữa khai trương tiếp khách, đi qua quản lý Lưu Gia Kỳ bị rời, tới một vị tên là Lý Nguyên Văn mới quản lý, hắn quá khứ là Trương Hằng Dương trợ lý, có thể thấy được Trương Hằng Dương đối bên này coi trọng. Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn đi qua không có suối nước nóng, hiện tại cũng không có. Nhưng là Nguy Sơn đảo phát hiện suối nước nóng, cho nên bọn hắn nhiều ít có thể xoa điểm một bên, đi qua lời quảng cáo cũng làm ra một chút điều chỉnh, làm mở rộng thời điểm, thống nhất đường kính, trọng điểm tuyên truyền Nguy Sơn đảo suối nước nóng, biểu thị bọn hắn đang cùng ngành tương quan đàm phán bên trong, tranh thủ suối nước nóng sớm ngày nhập hộ. Dù sao suối nước nóng khái niệm vẫn là phải tiếp tục làm tiếp, bất quá cần nghĩ kỹ biện pháp, làm sao có thể cọ đến cái này sóng tiền lãi. Ninh Tứ Kỳ thật đã sớm nghĩ mời Hứa Thuần Lương hảo hảo uống một bữa, hai năm này kiến trúc ngành nghề kinh tế đình trệ, hắn đỉnh lập kiến thiết cũng tiến vào phát triển bình cảnh, Ninh Tứ cá nhân văn hóa có hạn, hắn cũng tìm không thấy tốt hơn phát dương phương hướng, từ khi biết Hứa Thuần Lương về sau, Ninh Tứ có loại đột nhiên dựng vào đi nhờ xe cảm giác. Hứa Thuần Lương chẳng những an bài cho hắn mấy cái công trình, còn phát triển ý nghĩ của hắn, tỉ như nói nhập cổ phần bệnh viện chuyện này, nếu như không phải nhận biết Hứa Thuần Lương, hắn làm sao cũng sẽ không cùng bệnh viện đáp lên quan hệ. Ninh Tứ cho rằng Hứa Thuần Lương chính là mình quý nhân, cái này năng lực cá nhân xuất chúng, chí dũng song toàn, muốn về sau có phát triển, liền muốn theo sát Hứa Thuần Lương bước chân. Cùng Ninh Tứ ôm lấy đồng dạng nghĩ còn có Trương Hải Đào, Hứa Thuần Lương điều tạm đến Hồ Sơn Trấn về sau, Trương Hải Đào tại Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng đã mất đi chỗ dựa, mặc dù phân viện tạm thời không nhúc nhích hắn. Nhưng là Trương Hải Đào cũng rõ ràng từ mình coi như lưu tại Trường Hưng cũng sẽ không có cái gì đại phát triển, hắn bản thân liền là cái hợp đồng chế, nói không chừng ngày nào lãnh đạo không cao hứng, vài phút đem hắn cho nghỉ việc. Ninh Tứ an bài địa phương tại Ngư Thủy Tình tiệm cơm kinh lịch lần trước bình ga bạo tạc, ngay lúc đó lầu nhỏ bị san thành bình địa, chủ quán cơm từ Vĩnh Kiện lúc đầu nghĩ tại Nguyên chỉ thượng trùng kiến, nhưng về sau không biết nghe vị kia thầy phong thủy đề nghị. Cho rằng mảnh đất kia điểm xấu, thế là tại phụ cận mua một tòa tiểu lâu bắt đầu từ số không trọng thao cựu nghiệp. Ngư Thủy Tình lần này khai trương về sau, sinh ý rõ ràng không thể so với thường ngày, thanh đạm rất nhiều, đương nhiên cái này cùng trước mắt càng ngày càng nghiêm trọng ngăn chặn công khoản ăn uống có quan hệ. Rất nhiều cơ quan đơn vị cũng sẽ không tiếp tục công mở đi ra ăn cơm, bất quá bên trên có chính sách dưới có đối sách, rất nhiều đơn vị cũng bắt đầu bí mật phát triển mình căn tin. Từ Vĩnh Kiện hai ngày này thời gian cũng không dễ chịu, bởi vì nhà máy rượu dưới mặt đất phát hiện trộm động sự tình, trộm động thông hướng nhà máy rượu cổ hầm ao phía dưới, một bên khác lối vào tại Ngư Thủy Tình địa điểm cũ. Từ Vĩnh Kiện bị cảnh sát gọi đến, thông qua điều tra cơ bản rửa sạch hắn hiểm nghi, hiện tại điểm đáng ngờ đều tụ tập tại quá khứ đầu bếp Lưu Hải Dư trên thân, bất quá từ khi bạo tạc phát sinh về sau, Lưu Hải Dư liền đã mất đi bóng dáng. Vương Kim Vũ cùng Từ Vĩnh Kiện đã sớm nhận biết.
Từ Vĩnh Kiện cũng nhận ra Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương được cho Hồ Sơn Trấn mới hiện lên nhân vật phong vân một trong, bất quá Từ Vĩnh Kiện thực sự không nghĩ ra, một cái Trường Hưng bệnh viện phân viện trưởng làm sao lại lắc mình biến hóa trở thành Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng, dựa theo đương thời lưu hành một câu, cái này khoảng cách có chút phá bích. Ninh Tứ đêm nay mời đều là người một nhà, Hứa Thuần Lương, Vương Kim Vũ, Phổ Kiến, Trương Hải Đào, Lục Kỳ cùng Lý Trung. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến cùng một chỗ lúc tiến vào, tại trong tiệm gặp cục văn hóa khảo cổ mấy vị chuyên gia đang dùng cơm, Phổ Kiến nhiều ít cũng coi là đồ chơi văn hóa giới hoang dại chuyên gia, hắn đi qua liền nhận ra cục văn hóa khảo cổ phó cục trưởng Tiếu Đông, lần này Tiếu Đông bọn họ chạy tới khảo cổ, Phổ Kiến làm người phát hiện cùng người trong cuộc từ bên cạnh hiệp trợ, cùng bọn hắn đã hết sức quen thuộc. Phổ Kiến chủ động hô, Tiếu viện trưởng, ngài cũng tới dùng cơm à. Tiếu Đông cười nói, chúng ta đơn giản ăn chút, lập tức còn muốn trở về công việc. Hứa Thuần Lương nói, đã gặp được vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Tiếu Đông nói, không được, quay đầu còn phải công việc. Phổ Kiến nói, đây là Hứa trấn trưởng, chính là hắn bảo vệ nhà máy rượu dưới mặt đất di chỉ. Tiếu Đông nói, hạnh ngộ, may mắn. Lúc này Lục Kỳ cùng Lý Trung cũng đến, bọn hắn cùng Tiếu Đông liên hệ tương đối nhiều, hai người mời Tiếu Đông cùng một chỗ, Tiếu Đông thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào phòng. Kỳ thật hắn đều ăn lửng dạ Hứa Thuần Lương an bài đem bọn hắn bản kia sổ sách ghi tạc Đinh Tứ trên đầu. Nguyên bản Đinh Tứ nghĩ an bài Hứa Thuần Lương ngồi thủ vị, Tiếu Đông tới, hắn cấp bậc tối cao, Hứa Thuần Lương bắt hắn cho lui qua thủ vị, hắn cùng Lục Kỳ một trái một phải ngồi tại Tiếu Đông bên cạnh. Đinh Tứ hôm nay dùng chính là một lần nữa rót trang mao đài, trực tiếp mang đóng gói tới quá rêu rao, cho nên sớm đem rượu đổ vào trong suốt bình rượu bên trong mang tới. Người không biết chuyện xem xét còn tưởng rằng là ba không sản phẩm đâu. Bình rượu vừa mở ra, đầy phòng mao hương. Tiếu Đông cũng là gặp qua tràng diện người, trong lòng thầm than, thật đúng là không thể xem thường người ta Hồ Sơn Trấn, càng không thể xem thường những người tuổi trẻ này, người tuổi trẻ bây giờ càng lúc càng biết chơi. Vương Kim Vũ nói, cái này quán cơm là toàn bộ Nguy Sơn đảo làm cá nhất có đặc sắc địa phương, tất cả tôm cá tuyệt đối mới mẻ. Phổ Kiến nói, so với các ngươi nông trường phòng ăn thế nào? Vương Kim Vũ nói, không đồng nhất đường, chúng ta cái kia đầu bếp là xuất thân chính quy, bên này dùng đều là giã đầu bếp. Ninh Tứ nói, giã đầu bếp nấu cơm ăn ngon, ta liền thích ăn giã đầu bếp làm đồ ăn. Trương Hải Đào đứng dậy rót rượu, Lục Kỳ cùng Lý Trung công việc đã hoàn thành, mà lại ở đây cũng không có người ngoài, bọn hắn uống xong cái này bỗng nhiên, quay đầu đi Vương Kim Vũ bên kia nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai trở về Đông Châu. Tiếu Đông vốn định khách khí một chút, Phổ Kiến không nói lời gì giúp hắn rót, Tiếu lão sư, ngài nhất định phải uống a, nói đến ta là học sinh của ngài, ngài là ta tiến vào đồ chơi văn hóa giới vỡ lòng người, mượn nếu ta tứ ca rượu, hôm nay phải hảo hảo kính mời ngài. Tiếu Đông khách khí hai câu cũng liền không lại nói cự tuyệt, bọn hắn cục văn hóa khảo cổ nhưng không có cục công an như thế nghiêm ngặt, người ta không giống uống. Quy củ cũ, cùng cạn ba chén rượu. Tiếu Đông thầm khen rượu ngon a. Đồ ăn cũng là tương đương không tệ, sắc hương vị đều đủ không nói phân lượng còn đủ lớn, giá cả không cao, dù sao tại Đông Châu là ăn không được dạng này đồ ăn. Phổ Kiến đứng dậy cho Tiếu Đông bưng rượu, Tiếu Đông nói, không được, chúng ta đừng khách khí, ngồi uống là được. Phổ Kiến nói, kia chỗ nào thành đâu, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đi qua ta vừa mới nhập hành thời điểm, có cái gì không hiểu đều đi viện bảo tàng hỏi ngài, ngài lần nào không phải khiêm tốn giảng giải. Như thế đại nhất cán bộ khiêm tốn người thân thiết ta mời ngài Tiếu lão sư. Tiếu Đông uống hai chén mời rượu nói, ta không phải cái gì cán bộ lớn, đi qua ta là làm lão sư, chính là cái con mọt sách, bình thường ngoại trừ khảo cổ liền thích uống hơn mấy chén, ta còn nhớ rõ Phổ Kiến qua tới tìm ta lúc sau, hắn còn nhỏ, ta đi làm cũng không bao lâu, nói đến chúng ta nhận biết cũng phải 10 năm đi. Phổ Kiến liên tục gật đầu, đây chính là có 10 năm, ta ngồi xổm Trạng Nguyên đường phố trải sạp bán hàng thời điểm. Ngài thường xuyên vào xem. Tiếu Đông cười nói, thật nhanh a, nhoáng một cái liền đã nhiều năm như vậy. Hắn cùng Phổ Kiến ở giữa tốt nhiều năm không gặp, cơ bản cắt đứt liên lạc, cái này lần gặp gỡ một trò chuyện mới biết được Phổ Kiến ở giữa nhiều năm như vậy đều đi kinh thành. Hứa Thuần Lương cũng cho Tiếu Đông mời rượu, hắn đi qua mặc dù không biết Tiếu Đông, nhưng là hắn cùng Đông Châu Thị Viện Bảo Tàng đã từng quen biết, thuận tiện nhắc lên Lương Bách Hiền. Tiếu Đông nói, Lương chủ nhiệm quá khứ là ta lão lãnh đạo, cũng là lão sư của ta, hắn hiện tại đã hàng hai, trên cơ bản không đến viện bảo tàng.
Hứa Thuần Lương gật đầu nói, trước mắt đi Long Cổ nhà bảo tàng, ở bên kia hỗ trợ. Tiếu Đông hỏi Hứa Thuần Lương cùng Lương Bách Hiền là như thế nào nhận biết, Hứa Thuần Lương đem năm đó ra ra quyên xương rồng cho Đông Châu Thị Viện Bảo tàng sự tình nói. Tiếu Đông đi Đông Châu Thị Viện Bảo tàng cũng chính là 10 năm gần đây sự tình, quyên hiến xương rồng phát sinh ở hơn 20 năm trước, Tiếu Đông cũng không có kinh nghiệm bản thân, bất quá hắn biết chuyện này, nói đến lần kia cháy sự kiện, Tiếu Đông cũng là có chút tiếc nuối. Hơn 20 năm trước văn vật quản lý trình độ phổ biến hơi thấp, liền xem như chuyên nghiệp văn vật bảo hộ cơ cấu tại an toàn ý thức trên cũng tồn tại rất lớn không đủ. Đông Châu nhà bảo tàng sự tình tuyệt không phải vụ án đặc biệt, trong nước có quá nhiều bởi vì bảo vệ không làm mà tổn hại văn vật quý giá ví dụ. Lúc này chủ quán cơm Từ Vĩnh Kiện tiến đến mời rượu, Từ Vĩnh Kiện hai ngày này bị dọa cho phát sợ, Ngư Thủy Tình tiệm cơm bảo tạc qua đi lâu như vậy. Hiện tại mới phát hiện tiệm cơm địa điểm cũ phía dưới thế mà cất giấu một đầu trộm động. Có vẻ như trung hậu đầu bếp Lưu Hải dư lại là cái mai danh ẩn tích Giang Dương đại đạo, Từ Vĩnh Kiện mặc dù không có trực tiếp tham dự trộm cướp văn vật hành vi, nhưng là hắn lúc ấy chứa chấp Lưu Hải dư, cảnh sát cũng là có thể truy cứu hắn trách nhiệm. Từ Vĩnh Kiện ít nhiều có chút mượn mời rượu đến nghe ngóng tin tức ý tứ, cảnh sát mặc dù để hắn trở về, nhưng là cũng không nói chuyện của hắn như vậy chấm dứt, về sau có cần sẽ còn tìm hắn điều tra. Hắn không mời mà tới làm không khí hiện trường có chút xấu hổ. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, Từ lão bản, ngươi không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Nói bóng gió chính là ngươi đừng quấy rầy chúng ta. Từ Vĩnh Kiện bồi cười nói, Hứa trấn trưởng đại giá quang lâm, ta làm sao đều phải có chỗ biểu thị, đêm nay bữa cơm này ta mời. Đinh Tứ tức giận nói, có ý tứ gì? Sợ ta không cho ngươi tiền sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Từ Vĩnh Kiện trông mong nhìn qua Vương Kim Vũ, trong này hắn cùng Vương Kim Vũ quen thuộc nhất. Vương Kim Vũ nói, Tứ ca, ngài đừng nóng giận a, người ta Từ lão bản là cái người thành thật, dạng này a, Từ lão bản ngươi đem ly kia uống xong, chúng ta tùy ý. Từ Vĩnh Kiện ý thức được mình xuất hiện không phải lúc, tranh thủ thời gian trơn tru đem chén rượu kia uống xong, Hứa Thuần Lương bọn hắn cũng mang tính tượng trưng uống một ngụm, Từ Vĩnh Kiện vừa nói quấy rầy một bên lui ra ngoài. Vương Kim Vũ lấy cớ đi ra ngoài đi nhà xí, đến đi ra bên ngoài trách cứ, lão Từ, người cơm khô cửa hàng lâu như vậy, không hiểu được quy củ. Bên trong cũng không phải phổ thông khách nhân, hơn phân nửa đều là bên trong thể chế, còn có một vị Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, Từ Vĩnh Kiện cứ như vậy lỗ mãng đi vào thật sự là có sai lầm lễ tiết. Từ Vĩnh Kiện thở dài nói, ta đây không phải sợ hãi nha, ta muốn tìm lục cảnh sát hỏi một chút, Ngư Thủy Tình phía dưới trộm động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta thể đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Vương Kim Vũ biết hắn nhát gan để hắn nắm chặt mang thức ăn lên, đừng không có việc gì quấy rầy mọi người tử hứng, không phải một vòng đừng cứng rắn đi đến chịu đựng, nếu không liền chết tự tìm khó coi. Vương Kim Vũ sau khi trở về, Lục Kỳ chính trò chuyện vụ án lần này, Lục Kỳ nói, cái đạo động này hẳn là đã sớm tồn tại, năm ngoái cuối năm thời điểm, Nam Việt Hải quan truy tầm một nhóm tư văn vật xuất cảnh án, phát hiện một nhóm Hán đại văn vật. Căn cứ văn vật đặc điểm sơ bộ phán đoán hẳn là từ Đông Châu địa khu đào được, mà lại đào được năm không cao hơn 2 năm, nhưng là gần nhất Đông Châu cũng không văn vật mất trộm án. Tiếu Đông nói, chuyện này ta biết, lúc ấy Nam Việt Hải quan còn mời chúng ta hiệp trợ điều tra, ta chuyên môn đi một tuần lễ, những cái kia văn vật hẳn là đến từ cái nào đó cổ mộ. Lục Kỳ nói, đúng, khi đó liền hoài nghi cái này một bộ phận văn vật đến từ Đông Châu cái nào đó cổ mộ táng. Cho nên chúng ta trọng điểm chính là truy tra Đông Châu phụ cận nhóm người trộm mộ. Hứa Thuần Lương nhớ tới lúc trước Đại Hồ Kim Thu Thu về công ty hai tên ra hỏa, mình lợi dụng rắn hổ mang bức bách kia hai hàng hướng Lục Kỳ tự thú. Lục Kỳ nói, năm ngoái chúng ta tại Đại Hồ Kim Thu Thu về công ty bắt được hai tên trộm cướp kẻ tái phạm, ta cũng hoài nghi bọn hắn và văn vật án có quan hệ, nhưng là bọn hắn phủ nhận, xem ra chuyện này còn phải hảo hảo điều tra thêm. Tiếu Đông cảm thán nói, Đông Châu trộm mộ quá cản rỡ. Những này trộm mộ vì trước mắt lợi ích không từ bất cứ việc xấu nào, tổ tông vật lưu lại bọn hắn trắng trợn phá hư, quả thực là phát rồ, Lục cảnh sát, các ngươi lần này nhất định phải tướng cái này đội trộm cắp móc ra, kiên quyết không thể để quốc gia chúng ta văn vật sói mòn hải ngoại. Lục Kỳ nói, Tiếu viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tướng án này tra cái tra ra manh mối, cũng sẽ hết sức tướng mất trộm văn vật truy hồi. Mấy người cùng uống một chén rượu, Phổ Kiến nói, Tiếu lão sư, theo ngài ý kiến. Nhà máy rượu phía dưới là một tòa cổ mộ sao? Tiếu Đông nói, sơ bộ nhìn cùng phổ biến cổ mộ quy chế khác biệt, cùng nói là cổ mộ, không bằng nói là một cái dưới đất phòng chứa đồ,
bởi vì tòa kiến trúc này ở vào cổ hầm ao phía dưới, cho nên ta hoài nghi, kiến trúc này có thể là lúc trước dùng để cất giữ cất rượu nguyên liệu địa phương, đương nhiên chỉ là một cái bước đầu cái nhìn, chúng ta chuyên gia ngay tại làm tiến một bước khảo chứng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có phát hiện. Hứa Thuần Lương nói, Tiếu viện trưởng, ngài nhìn kia ba miệng cổ hầm ao có cái gì giá trị? Tiếu Đông cười nói, cổ hầm ao lớn nhất giá trị liền tại bên trong vi sinh vật chủng quần, có câu nói là ngàn năm hầm rượu vạn năm ngâm, bất quá cái này cũng không thuộc về chúng ta chuyên nghiệp phạm trù. Ngươi nếu như muốn biết cổ hầm ao giá gặp, có thể mời tương quan chuyên nghiệp cơ cấu qua đến giúp đỡ xét nghiệm phân tích, ta tại y khoa đại sinh hóa hệ có quan hệ, có cần hay không ta giới thiệu chuyên gia cho ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hiện tại nhà máy rượu đã cho mướn ra ngoài, về phần xử lý như thế nào cái này ba miệng hầm rượu chính là người ta cho mướn người sự tình. Tiếu viện trưởng, ý của ta là cái này ba miệng cổ hầm ao có thể hay không xin cái cấp tỉnh văn vật bảo hộ cái gì? Tiếu Đông nói, cái này và văn vật bản thân giá trị có quan hệ, bảo hộ cấp bậc là căn cứ văn vật cụ thể giá trị phân chia, không phải ta nói bảo hộ liền bảo hộ, ta không có cẩn thận khảo sát qua kia ba miệng cổ hầm ao, bất quá bằng kinh nghiệm của ta, tối đa cũng chính là huyện cấp văn vật tiêu chuẩn. Hứa Thuần Lương nói, nếu như cổ hầm ao bị liệt là huyện cấp trọng điểm văn vật, sẽ không ảnh hưởng đến suối nước nóng khai phát. Tiếu Đông cho mọi người phổ cập khoa học một chút văn vật bảo hộ phương diện chính sách. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hứa Thuần Lương trưng cầu ý kiến tương quan chính sách mục đích chỉ có một cái, đó chính là phòng ngừa chu đáo, Tiếu Đông lần này chính sách giải đọc để hắn rộng mở trong sáng. Hạ hành kiện khí thế hung hung, rất có nhất định phải khai phát suối nước nóng chi thế, căn cứ trước mắt sơ bộ khảo sát tình huống đến xem, suối nước nóng cùng cổ hầm ao khoảng cách khá xa, song phương hẳn là lẫn nhau không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà lại cổ hầm ao cũng không phải cái gì trọng điểm văn vật. Về phần phía dưới trộm động cùng cổ kiến trúc, trước mắt đến xem đã bị trộm mộ không còn, trên cơ bản không có gì văn vật còn sót lại, còn lại địa huyệt cũng không có quá lớn giá trị khảo cổ. Hạ hành kiện có được suối nước nóng khai phát độc quyền bán hàng quyền, có thể cầm chính sách làm căn cứ hướng Hồ Sơn Trấn tạo áp lực, Hứa Thuần Lương muốn cùng hắn đối kháng cũng phải tìm đến chính sách căn cứ. Cho nên hắn định dùng cục văn hóa khảo cổ tới đối phó tự nhiên tài nguyên cục quản lý, dùng chính sách đến ứng đối chính sách. Tại Hứa Thuần Lương ân cần khuyên bảo phía dưới, Tiếu Đông rất nhanh liền có chính choáng, đáp ứng trợ giúp cổ hầm ao xin thị cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Hứa Thuần Lương biểu thị thị cấp có thể từ từ sẽ đến, bây giờ có thể cho bọn hắn phê cái chấn cấp là được. Tiếu Đông cười xưng chấn cấp không có vấn đề, chỉ là Đông Châu còn không có tiền lệ, quay đầu bọn hắn họp thảo luận một chút. Hứa Thuần Lương nói chấn cấp còn không phải ngài đương cục chuyện một câu nói a. Tiếu Đông ngay trước mặt mọi người nói, chấn cấp là trong chấn định đoạt, căn bản không cần hướng lên xin, mượn chút rượu ý đánh cược, chỉ cần Hồ Sơn Trấn xin hắn liền phê chuẩn. Ở đây có người biết chuyện, nhìn ra Hứa Thuần Lương đang đem cục văn hóa khảo cổ dẫn vào trong cục, hắn muốn cho rượu văn hóa vườn phủ lên thị cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị bảng hiệu, một khi chuyện này làm được, tự nhiên tài nguyên quản lý cục đều không có cách nào quyết định suối nước nóng khai phát vấn đề. Hứa Thuần Lương làm việc lôi lệ phong hành, hắn bên này uống rượu xong, bên kia liền cho Trương Hải Đào an bài một sự kiện, lập tức tìm người làm mấy tấm bảng hiệu, Hồ Sơn Trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Phổ Kiến thật sự là phục hắn luôn rồi, hắn xử lý đồ chơi văn hóa ngành nghề nhiều năm như vậy, dù sao là lần đầu tiên nghe nói trấn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, dù sao sự tình gì phát sinh ở Hứa Thuần Lương trên thân cũng không ngoài ý liệu, con hàng này bảo đảm không đủ ngày nào làm ra một cái thôn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Hứa Thuần Lương chẳng những dám treo biển hành nghề tử, hắn còn dám vòng địa, đem rượu nhà máy chung quanh 20 mét trong vòng tất cả đều hoạch vì bảo vệ phạm vi, cũng làm ra tiêu chí nói rõ. Thành lập ghi chép hồ sơ, chỉ định chuyên gia phụ trách quản lý, cái này chuyên người chính là Trương Hải Đào. Bởi vì cái này trấn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị quá tùy ý, cho nên là không thể nào làm ra biên chế, mời văn vật nhân viên quản lý đều là cộng tác viên, Đinh Tứ, Trương Hải Đào đều là văn vật bảo hộ đơn vị giám sát viên, không có tiền lương loại kia, Phổ Kiến là văn vật bảo hộ chuyên gia, cũng không có tiền lương. Tiếu Đông ngày thứ hai tỉnh rượu về sau, nhìn thấy nhà máy rượu từng cái cửa vào. Cùng tương đối rõ ràng vị trí tất cả đều bị phủ lên chấn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị minh bài, cảm giác da mặt này có chút phát sốt hôm qua uống nhiều, hứa hẹn không ít đồ vật, nhưng hắn nói là rượu nói, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương thực có can đảm làm a. Mà lại lập tức liền làm. Mấy tên cục văn hóa khảo cổ chuyên gia đều bị Hồ Sơn Trấn một màn này huyên náo có chút im lặng, gặp Tiếu Đông còn tưởng là thành chê cười,
Tiếu viện trưởng, cái này Hồ Sơn Trấn quá có thể dày vò, trấn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, cái này không phải hồ nháo sao? Đừng nói chúng ta Đông Châu, đây không phải tại cả nước mở khơi dòng sao? Tiếu Đông chỉ coi không nghe thấy, hướng cổ hầm ao phương hướng đi, một chuyên gia nói, Tiêu viện, nơi này còn có tấm bảng hiệu, bọn hắn đem chúng ta viện bảo tàng cũng cho mang tới. Tiếu Đông thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy Trương Hải Đào cùng Đinh Tứ đang chỉ huy công nhân hướng suối nước nóng bên cạnh cắm bảng hiệu, trên đó viết, Hồ Sơn Trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, Đông Châu viện bảo tàng khảo cổ cơ địa. Tiếu Đông đầu ông, đến liền lớn, ta hôm qua đáp ứng hắn cái gì rồi? Chính tại khổ sở suy nghĩ thời điểm, Phổ Kiến đến đây, Tiếu lão sư. Tiếu Đông tức giận nói, ta cũng không phải ngươi lão sư. Phổ Kiến cười nói, ngài không nhận ta cái này học sinh, ta nhưng làm ngài xem như lão sư a, may mắn mà có ngài cho Hứa Trấn trưởng ra ý kiến hay. Tiếu Đông chỉ vào kia tấm bảng hiệu nói, ta lúc nào cho các ngươi ra loại này chủ ý ngu ngốc. Phổ Kiến nói, ý kiến hay a, ngài đừng nóng vội, ta dẫn người đi cổ hầm ao nhìn xem. Tiếu Đông một bụng phiền muộn cũng không có chỗ phát tiết, đều nói ăn người ta nhu nhược, sớm biết Hứa Thuần Lương thiết sáo để hắn chui, hắn hôm qua liền không nên ăn bữa cơm kia. Cùng như Phổ Kiến đi vào cất rượu xưởng bên trong, xưởng trên cửa chính vẫn dán tự nhiên tài nguyên cục quản lý đình công thông chi. Sự tình đã đến loại tình trạng này, Tiếu Đông cũng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao cái này ba miệng cổ hầm ao là thật, hắn tự quan sát kỹ một chút ba miệng cổ hầm ao, lại hỏi thăm một chút lịch sử. Suy nghĩ nếu như cứng rắn dựa vào cũng có thể đạt đến huyện trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị tiêu chuẩn, trong lòng bình hòa rất nhiều. Phổ Kiến đem trước tìm đến nhà máy rượu hồ sơ cho hắn nhìn, hai người chính tại lúc nghiên cứu, công nhân tiến đến nói cho Phổ Kiến, có người ở bên ngoài tìm hắn. Phổ Kiến ra ngoài xem xét, lại là Trần Thiên Phàm đến, mặc dù biết Trần Thiên Phàm cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ở chỗ này chạm mặt, tương đương với rõ ràng nói cho Trần Thiên Phàm, mình nâng cốc nhà máy cho tiệt hồ. Cũng may Phổ Kiến ra mặt đủ dày, cười ha ha nói, Trần đại ca, như thế nào là ngài a? Trần Thiên Phàm giang hai cánh tay nói, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Hắn cho Phổ Kiến một cái ôm nhiệt tình. Phổ Kiến nói, Thuần Lương biết ngươi qua đây sao? Trần Thiên Phàm lắc đầu, ta còn không có nói cho hắn biết, định cho hắn một kinh hỉ. Phổ Kiến trong lòng tự nhủ ngươi đến Nguy Sơn đảo trước chạy nhà máy rượu tới, nên là nghĩ dựa dẫm vào ta đột phá. Bất quá bây giờ cũng không có bí mật gì có thể nói, phía dưới giống tuếch, coi như Trần Thiên Phàm cầm xuống nhà máy rượu hắn cũng không thể có thể có cái gì thu hoạch. Phổ Kiến nói, Mặc tiểu thư muốn làm rượu văn hóa ngắm cảnh vườn, để cho ta tới đương cố vấn, ta là thật không muốn tới, nhưng người ta lại như thế thành khẩn, ta thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Trần Thiên Phàm vui tươi hớn hở chỉ vào cổng chiêu bài nói, Hồ Sơn Trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, ta lần trước tới thời điểm còn không có cái này tấm bảng. Phổ Kiến trong lòng tự nhủ đương nhiên không có, những này bảng hiệu hôm nay mới treo lên. Trần Thiên Phàm nói, ta rời đi thời gian không dài, ở trên đảo phát sinh sự tình còn thật không ít, lúc đầu ta dự định nhận thầu nhà máy rượu, cùng Hồ Sơn Trấn cũng đảm đến không sai biệt lắm, nghĩ không ra bị Mặc tiểu thư nửa đường tiệt hồ. Đi thời điểm Hứa Thuần Lương vẫn là Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng, lần này trở về hắn đều là phó trấn trưởng. Phổ Kiến cười nói, đừng nói ngươi. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại Đông Châu, gần nhất phát sinh sự tình ta đều cảm thấy ma huyễn. Trần Thiên Phàm chỉ rượu bên trong xưởng, ta có thể vào xem sao. Hiện tại nhà máy rượu cửa vào an bài bảo an trấn giữ, người không có phận sự không được đi vào. Phổ Kiến đối với hắn yêu cầu này không tiện cự tuyệt, một bên đem Trần Thiên Phàm hướng bên trong mời, một bên lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Trần Thiên Phàm để hắn chớ vội đánh, chờ một lúc mình đi trấn chính phủ tìm hắn. Phổ Kiến đơn giản đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho Trần Thiên Phàm. Trần Thiên Phàm kỳ thật trước khi tới đây đã nghe ngóng, mặc dù như thế Phổ Kiến giảng thuật đến đặc sắc xuất hiện, vẫn là nghe hắn kinh thán không thôi. Phổ Kiến trước dẫn hắn đi thăm một chút suối nước nóng, lại dẫn hắn đi cái kia bộc lộ ra trộm ngoài động bột nhìn một chút. Mấy vị chuyên gia khảo cổ lúc này đã từ phía dưới đi lên. Đang đứng tại Thái Dương trong đất hút thuốc. Phổ Kiến nói, mấy vị lão sư, có cái gì phát hiện trọng đại sao? Không có cái gì, bị người đánh cắp đến không còn một mảnh. Một người trong đó hồi đáp. Phổ Kiến nhưng thật ra là cố ý thông qua loại phương thức này nói cho Trần Thiên Phàm nghe. Trần Thiên Phàm nói, nghĩ không ra a, một cái nho nhỏ nhà máy rượu thế mà cất giấu nhiều đồ như vậy, lại là suối nước nóng lại là cổ văn vật.
Phổ Kiến nói, Trần đại ca, người khi đó sở dĩ coi trọng nơi này, không phải trước đó nghe nói cái gì à? Trần Thiên Phàm cảnh giác nhìn Phổ Kiến một chút, tiểu tử ngươi đừng hại ta, ta nếu là biết cái này tình huống bên trong phức tạp như vậy, ta liền sách đều không nhắc. Phổ Kiến trong lòng tự nhủ mới là lạ, Trần Thiên Phàm tuyệt đối là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật, con hàng này mặt ngoài nhìn qua trung hậu trung thực, nhưng mưu ma trước quỷ có rất nhiều, hắn lúc trước muốn cầm xuống nhà máy rượu tuyệt không phải là vì kia ba miệng cổ hầm ao, mục đích thực sự nên là dưới mặt đất đồ vật. Chỉ bất quá Trần Thiên Phàm cũng cờ kém một nước, có người tại trước khi bọn họ động thủ đã đem phía dưới trộm cái không còn một mảnh. Trần Thiên Phàm hiện tại đã không có hai ngày trước ảo não, mặc hàm nửa đường tiệt hồ, chuyện này Hứa Thuần Lương tuyệt đối có phần tham dự. Trần Thiên Phàm ý thức được mình lần trước tới thời điểm, ý đồ quá rõ ràng, hẳn là để người ta sinh ra cảnh giác. Đi theo Phổ Kiến đi vào nhà máy rượu xưởng bên trong, Tiếu Đông chính ngồi xổm ở số một hầm bên cạnh ao vừa dùng kính lúp quan sát đến cái gì. Phổ Kiến không có quấy rầy hắn, vỗ vỗ Trần Thiên Phàm bả vai nói, nơi này cổ hầm ao hiện tại cũng bị Mặc Hàm nhận thầu, người ra tay chậm. Trần Thiên Phàm giả ra tiếc nuối bộ dáng thở dài nói, không phải ta ra tay chậm, là Hứa Thuần Lương trọng sắc khinh hữu. Sau lưng truyền đến Hứa Thuần Lương cởi mở tiếng cười to, ai ở sau lưng nói xấu ta. Trần Thiên Phàm xoay người sang chỗ khác, vốn nghĩ cho Hứa Thuần Lương một kinh hỉ, nghĩ không ra Hứa Thuần Lương đã nắm giữ hành tung của hắn. Cái này không có chút nào hiếm lạ, Phổ Kiến không có thông chi Hứa Thuần Lương không có nghĩa là những người khác không thông chi. Sớm tại Trần Thiên Phàm tại nhà máy rượu cổng đi dạo thời điểm, bảo an liền đem chuyện này hồi báo cho Trương Hải Đào, Trương Hải Đào nhận ra là hắn lập tức báo cáo cho Hứa Thuần Lương. Trần Thiên Phàm cười nói, Hứa trấn trưởng, thảo dân cũng không dám. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi tới, cùng Trần Thiên Phàm nhiệt tình nắm tay, Trần đại ca, hai ngày này vẫn luôn đang mong đợi ngươi qua đây đâu. Trần Thiên Phàm nói, ta cũng đã sớm nghĩ tới tới. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là trước giới thiệu một chút mình, ta hiện đang phụ trách Hồ Sơn trấn chiêu thương công việc, người đã tới, làm sao đều phải đầu tư cái hạng mục. Trần Thiên Phàm nói, ta lúc đầu nghĩ đầu tư nhà máy rượu, đáng tiếc bị các ngươi bác bỏ. Hứa Thuần Lương nói, Nguy Sơn đảo như thế lớn, tốt đầu tư hạng mục còn nhiều, rất nhiều, người khẳng định có thể phát hiện bó lớn cơ hội. Phổ Kiến trong lòng tự nhủ cái này hai hàng đều đủ dối trá, Trần Thiên Phàm lúc trước chính là chạy nhà máy rượu tới. Hiện tại nhà máy rượu là Mặc Hàm, hắn làm sao có thể ở chỗ này đầu tư? Rõ ràng là Hứa Thuần Lương hỏng Trần Thiên Phàm tốt sự tình, còn giả bộ đầy nhiệt tình, bất quá lần này là Trần Thiên Phàm không tử tế trước đây, Hứa Thuần Lương chơi hắn một vố cũng là chuyện đương nhiên. Nguy Sơn đảo cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu trung tâm chỉ huy trước mắt cũng tại thu sửa bên trong, Phạm Lý Đạt cùng Trần Thiên Phàm cơ hồ trước sau chân đạt tới Nguy Sơn đảo. Trung tâm chỉ huy cuối cùng tuyên chỉ tại quá khứ Nguy Sơn đảo phong cảnh quản lý chỗ, nhìn qua kia 6 gian rách dưới phòng ở, Phạm Lý Đạt có chút bất đắc dĩ, phòng ở phá điểm có thể sửa chữa lại cải biến, nhưng là địa thế chỗ chúng, một khi đến mùa mưa nơi này liền sẽ nước đóng nghiêm trọng. Đi theo Phạm Lý Đạt cùng đi đến Tiểu Vương có chút không giải, Phạm chủ nhiệm không phải đã nói thuê Trường Hưng phòng ở làm việc sao? Làm sao đột nhiên lại sửa lại? Phạm Lý Đạt nắm ra không nhanh không chậm giọng quan nói. Công việc của chúng ta tính chất phi thường mẫn cảm, muốn cùng nơi đó đơn vị giữ một khoảng cách, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Tiểu Vương trong lòng tự nhủ ngươi lúc uống rượu cũng không phải nói như vậy, đoán chừng là tỉnh rượu sợ. Hai người vây quanh phong cảnh quản lý chỗ đi một vòng, chung quanh phong cảnh cũng không tệ lắm, chính là địa thế quá thấp, cũng không biết lúc trước tuyên chỉ là thế nào cân nhắc. Tiểu Vương đã hỏi chung quanh hộ gia đình, biết nơi này vừa đến mùa mưa liền thành cá đường. Nghiêm trọng thời điểm nước đọng có thể không tới bên hông, cho nên trước hết giải quyết sắp xếp vấn đề nước. Phạm Lý Đạt cùng công trình đội giao lưu thời điểm, nhìn thấy một chiếc Audi Q7 lái tới, cửa sổ xe rơi xuống, Hứa Thuần Lương hướng về phía hắn hô, Phạm ca, không có suy nghĩ à tới đều không đánh với ta chào hỏi. Phạm Lý Đạt mở cái miệng rộng nở nụ cười, hướng phía ô tô đi tới. Hứa Thuần Lương đẩy cửa xe ra xuống xe, nơi này thật là phá. Phạm Lý Đạt nói, có thể làm công là được, chúng ta là làm việc cũng không phải đến hưởng phúc. Phạm ca có đức độ. Nói móc ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha hả. Hứa Thuần Lương móc ra một hộp khói cho Phạm Lý Đạt bên trên một chi, lại giúp hắn đốt. Phạm Lý Đạt hít một hơi thuốc lá nói, hoàn cảnh còn có thể, thoát nước là cái vấn đề, nghe chung quanh cư dân nói, nơi này một chút mưa liền chìm.
Hứa Thuần Lương nhìn như phía dưới bận rộn công trình đội, làm gì phiền toái như vậy, ta an bài cho ngươi. Phạm Lý Đạt nói, không cần. Nói xong lại hạ giọng nói, chủ yếu là lo lắng người khác nói nhàn thoại. Hứa Thuần Lương nói, ngài dạng này trước sợ hổ sau sợ lang công việc sau này làm sao khai triển. Phạm Lý Đạt nói, cấp trên cho công việc của chúng ta định tính, chủ yếu là chủ tính chung cân đối giám sát, chuyện cụ thể còn phải giao cho các ngươi Hồ Sơn Trấn. Trong thành phố cũng cân nhắc đến quyền lực trùng điệp vấn đề, dạng này phối trí dễ dàng phát sinh tương hỗ cãi cọ hiện tượng, tại trải qua một phen châm trước về sau, cho trung tâm chỉ huy minh xác công việc phạm vi, kỳ thật so ban sơ tư tưởng bên trong quyền lực co rút lại, công tác trọng điểm là cùng Tế Châu phương diện kết nối cân đối. Phạm Lý Đạt gõ gõ khói bụi, thấp giọng nói, ta nghe nói các ngươi hai ngày này cùng tự nhiên tài nguyên cục quản lý huyên náo rất không thoải mái. Hứa Thuần Lương nói, ngài đạt được tin tức có sai. Chúng ta là cùng sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn có chút không thoải mái. Còn không phải như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, Nguy Sơn đảo thật vất vả phát hiện một chút suối nước nóng, chạy tới liền nói là bọn hắn, để người ta nhận thầu thương để ở nơi đâu. Đem chúng ta trấn chính phủ đặt ở chỗ nào. Phạm Lý Đạt nói, người biết cái này phía sau quan hệ sao. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Phạm Lý Đạt nói, nếu biết ngươi làm gì cùng bọn hắn khiến cho không vui như vậy nhanh. Quốc gia tài nguyên ai mở ra phát còn không phải như vậy. Hứa Thuần Lương nói, thật đúng là không giống, ta cảm thấy cái này sinh thái vòng ném tập đoàn thực lực bình thường, mà lại người phụ trách của bọn họ tầm mắt cùng tố chất đều tồn tại vấn đề rất lớn. Tướng suối nước nóng giao cho bọn hắn khai phát, ta không yên tâm, lãnh đạo chúng ta cũng không yên lòng. Phạm Lý Đạt nói, bọn hắn ký qua độc nhất vô nhị hợp đồng. Thì khu hành chính vực nội tất cả suối nước nóng quyền khai phát đều thuộc về bọn hắn độc nhất vô nhị tất cả. Hứa Thuần Lương nói, phần này độc nhất vô nhị hợp đồng liền không hợp lý, căn cứ từ nhưng tài nguyên quản lý pháp, suối nước nóng thuộc về khoáng sản tài nguyên là thuộc về quốc gia. Phạm Lý Đạt cười nói, người đừng tại đây mà cùng ta phổ pháp, ta biết, nhưng là suối nước nóng khai phát cùng phổ thông khai phát là không giống, là cần tư chất. Chẳng những chúng ta Đông Châu là như thế này. Rất nhiều nơi cũng đều là như thế này làm, không tồn tại cái gì hợp lý không hợp lý vấn đề, thống nhất quản lý thật có lũng đoạn chi ngại, nhưng là nếu như không tiến hành thống nhất quản lý, tùy tiện khai phát, suối nước nóng tài nguyên khẳng định sẽ bị lãng phí lạm dụng, cái này cũng là sau khi cân nhắc hơn thiệt phương mới làm ra quyết định. Hứa Thuần Lương nói, ai có thể bảo chứng trong này không có lợi ích chuyển vận. Hạ Hành Kiện nếu không phải theo nhờ chỗ dựa, hắn có thể cầm xuống Đông Châu suối nước nóng độc nhất vô nhị quyền khai phát. Phạm Lý Đạt nói, quan hệ khẳng định là có, nhưng là tay của người ta tục cũng phù hợp quy định. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ hắn có phải hay không phù hợp quy định, dù sao Nguy Sơn đảo không chào đón hắn. Phạm Lý Đạt nói, cá nhân ta cảm thấy huyên náo quá luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương nói, không trò chuyện cái này, nhà máy rượu bên kia chính đang kiến thiết rượu văn hóa vườn, muốn hay không ở bên kia cho các ngươi trung tâm chỉ huy an bài mấy gian phòng làm việc. Phạm Lý Đạt nói, ngươi tha cho ta đi, loại này mẫn cảm địa phương ta không thích hợp lẫn vào, ta cảm thấy nơi này liền rất tốt. Hứa Thuần Lương vốn định cho hắn giữa trưa đón tiếp, Phạm Lý Đạt thấp giọng nói cho hắn biết hôm nay coi như xong, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn, lại nói hắn buổi chiều còn phải trở về. Kỳ thật Phạm Lý Đạt đối Hứa Thuần Lương gần nhất sở tác sở vi phi thường rõ ràng, hắn mới đến không dám cùng Hứa Thuần Lương bên ngoài đi được quá gần, đây cũng là bo bo giữ mình thủ đoạn. Hứa Thuần Lương cùng ngày tiếp đãi Trần Thiên Phàm một nhóm, Trần Thiên Phàm cũng là mang chuyên gia tới, giải quyết việc chung, đặc địa hướng bí thư Tần Chính Dương báo cáo chuẩn bị, Tần Chính Dương đặc phê hắn giữa chưa có thể uống rượu. Hứa Thuần Lương mang như Trần Thiên Phàm đi thăm một chút nhà máy rượu, sau đó lại bồi tiếp hắn đi Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường, Đại Hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn công trường, cuối cùng đi Hiển Hồng nông trường. Trần Thiên Phàm lần này hoàn toàn là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chính là đối Nguy Sơn Hồ nhà máy rượu cảm thấy hứng thú, lần này qua đến hay là bởi vì chưa từ bỏ ý định, muốn tận mắt nhìn xem nhà máy rượu tình huống. Lần này Hứa Thuần Lương mang theo hắn trong trong ngoài ngoài chuyển một lần, thậm chí liên tục trộm động đều an bài hắn tại chuyên gia cùng đi đi thăm một vòng, chăm nghe không bằng một thấy, Trần Thiên Phàm đã triệt để tâm lạnh, đồng thời lại cảm thấy may mắn, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nếu như lúc trước không phải Mặc Hàm nửa đường tiệt hồ. Mình cầm xuống cái này nhà máy rượu, chỉ sợ phải uổng phí một phen tâm huyết, mà lại quay chung quanh nhà máy rượu những phiền toái này đều sẽ rơi vào mình trên đầu.
Giữa trưa tại Hiển Hồng nông trường lúc ăn cơm, Hứa Thuần Lương còn cố ý hỏi Trần Thiên Phàm, Trần đại ca, cái này một vòng vòng xuống đến, ngài đối cái nào hạng mục có hứng thú a? À, Trần Thiên Phàm bị hắn hỏi được sững sờ, trong lòng của hắn căn bản liền không có cân nhắc đầu tư Nguy Sơn đảo sự tình. Một bên Phổ Kiến chỉ sợ thiên hạ bất loạn giúp đỡ lấy, Trần ca, Hứa trấn trưởng hiện đang phụ trách chiêu thương ở nhà dựa vào huynh đệ đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, ngài ở đâu đầu tư không phải ném, đến cho mình ca môn giúp đỡ giúp đỡ. Trần Thiên Phàm nói, là như thế này, ta ban sơ cân nhắc là đầu tư Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Hứa Thuần Lương nói, ngài lúc trước không phải cân nhắc đầu tư khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sao? Trần Thiên Phàm nói láo nói nhiều rồi ngay cả mình đều quên, có chút lúng túng nói, ta suy nghĩ một chút, ta đi qua chưa làm qua bệnh viện, đối nghề này cũng không quen. Vương Kim Vũ nói, đầu tư xác thực hẳn là thận trọng, vẫn là phải chọn lựa mình quen thuộc lĩnh vực. Trần Thiên Phàm liên tục gật đầu, cuối cùng có cái giúp mình giải vây, hắn nói tránh đi, Thuần Lương, ngươi chỉ là phân công quản lý chiêu thương công việc sao? Nhìn xem phương diện khác chúng ta có hay không cơ hội hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nói ta đều quên, ta còn phân công quản lý văn giáo vệ sinh, buổi chiều ta dẫn ngươi đi trên trấn mấy nhà tiểu học nhìn xem. Trần Thiên Phàm thật muốn quất chính mình một bàn tay, ta mẹ nó nhiều câu này miệng làm gì, xem ra hôm nay không ra điểm huyết là không thể thuận thuận lợi lợi rời đi Nguy Sơn đảo. Trần Thiên Phàm bữa cơm này ăn đến bực bội a. Lần này Nguy Sơn đảo hành trình tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Buổi chiều Hứa Thuần Lương quả thật an bài hắn đi mấy cái nghèo khó tiểu học đi lòng vòng, Trần Thiên Phàm trở ngại mặt mũi cũng chỉ có thể phục tùng an bài, chờ đến lúc đó, phát hiện bọn nhỏ đường hẻm hoan nghênh, tranh chữ đều kéo đi lên. Hôm nay giúp học tập Lăng Vân Mộc, cửu trùng hoa hạ có lương đống. Phiến chân thành tâm hiến đảng, cảm ơn giúp học tập báo nước ta. Hứa Thuần Lương nói cho Trần Thiên Phàm. Tiếp xuống dự định lại dẫn hắn tham quan mấy cái nghèo khó tiểu học, vì cải thiện Hồ Sơn trấn lạc hậu giáo dục hiện trạng, năm nay tranh thủ khởi công xây dựng 3 tòa tiểu học, Hiển Hồng nông trường đã đáp ứng quyên giúp một chỗ. Trần Thiên Phàm biểu thị không cần đi thăm, hắn mặc dù không có quyết định cụ thể đầu tư hạng mục, nhưng là hắn quyết định quyên giúp đỡ học, hắn hướng Hiển Hồng nông trường tiêu chuẩn làm chuẩn, quyên một chỗ tiểu học, hắn hướng Vương Kim Vũ nghe ngóng một chút hành tình, trước mắt một chỗ tiểu học chi phí đại khái tại 150 vạn. Trần Thiên Phàm quyết định hiến cho 200 vạn, dư thừa tiền cho những này nghèo khó học sinh tiểu học thay đổi sau giờ học cái bàn. Không thể không nói Trần Thiên Phàm đối với chuyện này biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải ăn không ưng thuận hứa hẹn, an bài cùng ngày liền ký kết chính thức hiệp nghị. Hiển Hồng nông trường bên kia vốn là dự định quyên 150 vạn, nhưng Trần Thiên Phàm góp 200 vạn, Vương Kim Vũ lập tức xin mời bày ra Đông Nghiễm Sinh. Đông Nghiễm Sinh để hắn cũng quyên 200 vạn. Không thể bị một cái ngoại lai hộ đoạt danh tiếng. Hứa Thuần Lương vốn là nghĩ gõ một chút Trần Thiên Phàm, nhìn thấy con hàng này quyên tiền thống khoái như vậy ngược lại có chút ngượng ngùng, vô luận Trần Thiên Phàm điểm xuất phát là cái gì, hắn cũng không có làm qua nguy hại chính mình sự tình. Xế chiều hôm đó Hứa Thuần Lương tại phòng họp nhỏ làm một cái quyên giúp đỡ học nhỏ nghi thức, đặc địa đem bí thư Tần Chính Dương mời đến hiện trường. Tần Chính Dương phân phối cho công việc chủ yếu của hắn là chiêu thương. Hiện tại chiêu thương công việc mặc dù không có cái gì khởi sắc, nhưng là giáo dục công việc làm ra thành tích, một chút liền tranh thủ đến 400 vạn giúp học tập quyên tiền, cũng coi như đến trên là thu hoạch ngoài ý liệu. Hứa Thuần Lương cũng rất đủ ý tứ, loại này cơ hội lộ mặt không có đem hắn cái này người đứng đầu quên. Tần Chính Dương tự mình ký kết quyên giúp đỡ học hiệp nghị, cùng Trần Thiên Phàm, Vương Kim Vũ từng cái nắm tay. Tần Chính Dương vẫn nhớ kỹ Trần Thiên Phàm muốn nhận thầu nhà máy rượu sự tình. Chuyên môn hướng Trần Thiên Phàm giải thích nói, Trần Tổng, nhà máy rượu sự tình có chút xin lỗi, thông qua chúng ta lặp đi lặp lại luận chứng, cho rằng trước mắt khởi công xây dựng rượu nhà máy cũng không phù hợp Nguy Sơn đảo lục sắc bảo vệ môi trường phát triển lý niệm. Trần Thiên Phàm cười nói, không sao, lần này hợp tác không thành về sau sẽ còn có cơ hội. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, hướng Phó Thư ký Hà Khải Văn nói, lần này quyên giúp đỡ học sự tình nhất định phải hảo hảo tuyên truyền. Ta nhìn hai chỗ tiểu học liền lấy Hiển Hồng tiểu học cùng Thiên Phàm tiểu học mệnh danh. Hà Khải Văn hiện tại chủ yếu phụ trách tuyên truyền, hắn liên tục gật đầu, Hồ Sơn trấn tại quyên giúp đỡ học phương diện đi qua vẫn còn chưa qua thủ bút lớn như vậy, Hứa Thuần Lương lợi hại a, vừa tiếp nhận công việc, liền được 400 vạn giúp học tập quyên tiền, tại nông thôn tới nói, 200 vạn tiêu chuẩn dựng lên tiểu học tiêu chuẩn đã rất cao. Tần Chính Dương lại tán thưởng Hứa Thuần Lương công việc, để hắn không ngừng cố gắng. Hứa Thuần Lương năng lực đã được đến hắn tán đồng.
Hứa Thuần Lương đưa ra một cái đề nghị, có thể trao tặng Trần Thiên Phàm loại này ái tâm nhà từ thiện lấy Nguy Sơn đảo vinh dự cư dân xưng hào, dạng này thiện tâm cử động nhất định phải đại lực mở rộng, để càng ngày càng nhiều ái quốc thương nhân gia nhập đến từ thiện trong đội ngũ đến, Tần Chính Dương lúc này biểu thị đồng ý. Tần Chính Dương rời đi thời điểm, đem Hứa Thuần Lương kêu lên, hắn đưa cho Hứa Thuần Lương một phần trong thành phố vừa mới phát xuống một phần, Đông Châu thị dưới mặt đất nước nóng quản lý biện pháp sửa chữa bản. Hứa Thuần Lương nghe xong phần văn kiện này 89 phần 10 chính là nhằm vào bọn họ nhà máy rượu suối nước nóng tới, hạ hành kiện thời điểm ra đi cũng đã nói sẽ không từ bỏ ý đồ, nghĩ không ra phản kích của hắn nhanh như vậy. Tổng cương theo tới không sai biệt lắm, nhưng là cụ thể điều lệ trên vẫn là có khác biệt, trọng điểm địa phương Tần Chính Dương đều dùng đỏ bút làm ra đánh dấu, chứng minh hắn đã cẩn thận nghiên cứu đọc qua. Đầu tiên minh xác suối nước nóng khái niệm nhấn mạnh suối nước nóng quyền sở hữu. Suối nước nóng là chỉ ngầm có nhất định nhiệt lượng nước ngầm, suối nước nóng thuộc về quốc gia tất cả. Bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân không được xâm chiếm, phá hư, lãng phí suối nước nóng. Sau đó nhằm vào suối nước nóng khai phát cùng lợi dụng tiến hành trọng điểm nói rõ. Điều tra, khai thác, lấy dùng, kinh doanh suối nước nóng hợp pháp quyền lợi được luật pháp bảo vệ, cấm chỉ phi pháp mua bán, cho thuê hoặc lấy hắn hình thức chuyển nhượng suối nước nóng quyền khai thác, lấy dùng quyền, quyền kinh doanh. Không được đem quyền khai thác, lấy dùng quyền, quyền kinh doanh dùng làm thế chấp. Mới biện pháp bên trong, cũng đối suối nước nóng quản lý phân công tiến hành minh xác. Thị thủy hành chính chủ quản bộ môn là nước ngầm tài nguyên chủ quản bộ môn, phụ trách đối suối nước nóng thống nhất quy hoạch cùng cân đối suối nước nóng bảo hộ công việc tiến hành chỉ đạo. Đông Châu thành thị kiến thiết hành chính chủ quản bộ môn là suối nước nóng khai phát lợi dụng chủ quản bộ môn. Phụ trách suối nước nóng bảo hộ cùng khai phát lợi dụng thống nhất quản lý công việc. Thị địa chất khoáng sản bộ môn phụ trách suối nước nóng tổng điều tra khảo sát, tham dự chế định thị trong ôn tuyền, trường kỳ bảo hộ cùng khai phát lợi dụng quy hoạch, hạch định khống chế khai thác tổng lượng, đối suối nước nóng hợp lý khai phát lợi dụng tiến hành giám sát. Thủy lợi, thành thị kiến thiết, địa chất khoáng sản bộ môn đều muốn trách nhiệm của mình, phối hợp với nhau cam đoan bản biện pháp áp dụng. Xử lý suối nước nóng điều tra đơn vị tiến hành điều tra công việc, ứng lấy Đông Châu tổng thể quy hoạch làm căn cứ, trải qua thành thị quy hoạch hành chính chủ quản bộ môn đồng ý, cũng hướng khoáng sản tài nguyên điều tra quản lý cơ quan làm thủ tục ghi danh, lĩnh lấy điều tra giấy phép hậu phương có thể tiến hành. Phàm thay đổi điều tra hạng mục, ứng một lần nữa làm thủ tục. Suối nước nóng khai thác phí cùng tài nguyên phí từ thị suối nước nóng chủ quản bộ môn trưng thu, tiền nào việc ấy, đặt vào tài chính thành phố giám sát quản lý, định kỳ kiểm tra. Suối nước nóng khai thác phí cùng tài nguyên phí chuyên môn dùng cho bảo hộ, quản lý suối nước nóng cùng xây thiết suối nước nóng công trình, không được chuyển làm hắn dùng. Suối nước nóng thực hành độc quyền bán hàng, trừ thu hoạch được Đông Châu suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng giấy phép xí nghiệp bên ngoài, cái khác bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức kinh doanh suối nước nóng. Phàm là mới xây, cải biến, xây dựng thêm. Sửa chữa suối nước nóng giếng nước ngầm một cấp suối nước nóng bảo hộ trong vùng nước lạnh giếng chảy suối nước nóng đường ống, tu kiến giữ ấm chứa nước công trình, cùng tiến hành cùng khai thác, lấy dùng suối nước nóng có quan hệ thi công hoạt động đơn vị cùng cá nhân, ứng cung cấp ban ngành liên quan phê chuẩn văn kiện cùng thiết kế kỹ thuật tư liệu, trải qua thị suối nước nóng chủ quản bộ môn phê chuẩn, nhận lấy suối nước nóng thi công giấy phép hậu phương có thể di động công. Làm xong về sau. Từ thị suối nước nóng chủ quản bộ môn cùng giải quyết cái khác phê chuẩn cơ quan tiến hành thẩm tra nghiệm thu. Chùi đục suối nước nóng giếng nước thi công đơn vị nhất định phải nắm giữ thị suối nước nóng chủ quản bộ môn ký phát suối nước nóng giếng nước thi công giấy phép không giấy phép người không được chùi đục. Tại chùi đục thi công lúc, nhất định phải tiếp nhận thị suối nước nóng chủ quản bộ cửa cùng ban ngành liên quan thi công giám sát. Tần Chính Dương chờ hắn xem hết hỏi, nhìn rõ chưa? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, thấy rõ. Đây là cường điệu muốn lũng đoạn kinh doanh, ba bộ môn hộ giá hộ tống. Tần Chính Dương nói, trước mắt có được Đông Châu suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng giấy phép chỉ có sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn, bọn hắn đồng thời có được suối nước nóng giếng nước thi công giấy phép suối nước nóng thi công giấy phép người minh bạch. Hứa Thuần Lương nhìn xem văn kiện con dấu, Đông Châu người lớn ban bố. Tần Chính Dương nói, ta cảm thấy chuyện này không sai biệt lắm, không cần thiết làm lớn chuyện. Nếu như muốn tại Đông Châu khai phát suối nước nóng, sinh thái vòng ném tập đoàn là lựa chọn duy nhất. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại nhà máy rượu tình huống phi thường phức tạp, đã là trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, dính đến văn vật bảo hộ, Tần Bí Thư, ngài cảm thấy là khai phát nặng lại còn là bảo hộ trọng yếu.
Tần Chính Dương làm sao có thể không biết hắn chơi tiểu thủ đoạn, cười khổ nói, trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, chính ngươi không cảm thấy khó coi. Hứa Thuần Lương nói, không có cảm thấy a, người đều không có cao thấp quý tiện, văn vật bảo hộ còn muốn phân ra một cái đủ loại khác biệt sao? Nói tóm lại phá hư văn vật chính là không đúng, hiện tại khảo cổ còn đang tiến hành, chưa chừng sẽ có phát hiện trọng đại đâu. Tần Chính Dương nói, suối nước nóng khoảng cách cổ hầm ao còn cách một đoạn, người ta hoàn toàn có thể bảo hộ tính khai phát. Hứa Thuần Lương nói, ai khai phát đều được, duy chỉ có sinh thái vòng ném tập đoàn không được. Tần Bí Thư, đám này cháu trai từ vừa mới bắt đầu liền không có đem chúng ta để vào mắt, nếu như chúng ta cứ tính như vậy, về sau tùy tiện cái nào mở phát thương đâu có thể đem chúng ta trấn chính phủ làm như không thấy. Tần Chính Dương đối Hạ Hành Kiện cũng phi thường khó chịu, cũng không thoải mái về khó chịu người ta có năng lực a, không giống có ít người chỉ nói là nói ngoan thoại, Hạ Hành Kiện chẳng những nói ngoan thoại, hơn nữa còn lập tức khai thác hành động. Tần Chính Dương nhìn thấy phần này người lớn phát xuống mới nhất biện pháp, nội tâm bắt đầu dao động, một cái chưa khảo sát hoàn thành suối nước nóng thôi, có phải hay không đáng giá ở trên đây làm mưu đồ lớn. Trước mắt cùng hắn chính diện giao phong chính là Hạ Hành Kiện, nhưng là Hạ Hành Kiện phía sau chỗ dựa mạnh là hắn khó mà khiêu chiến. Thể chế chi đạo không giảng cứu ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, mà là phải hiểu được tiến thối. Tần Chính Dương cho là mình mới là bầy mưu nghĩ kế soái tài, mà Hứa Thuần Lương chỉ là một cái duệ không thể đỡ tiên phong, đối Hứa Thuần Lương sử dụng nhất định phải thận trọng, người này lực sát thương thực sự quá mạnh. Tần Chính Dương nói, người nghĩ như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, giữ gìn thầu khoán lợi ích, nước bị bảo hộ nhà văn vật, trong mắt của ta đều so khai phát suối nước nóng trọng yếu hơn được nhiều, phần này thông chi bản thân liền tồn tại rất lớn lỗ thủng, cái gì gọi là trừ thu hoạch được Đông Châu ấm nước suối khai phát độc quyền bán hàng giấy phép xí nghiệp bên ngoài nhà khác đều không cho khai phát kinh doanh. Cái này Đông Châu suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng giấy phép cũng không có quy định liền phát cho sinh thái vòng ném một nhà, nếu có kinh nghiệm hơn càng có thực lực mở phát xí nghiệp chuẩn bị tham gia. Khó nói chúng ta không cân nhắc sao. Vấn đề là cho tới bây giờ, có ý hướng khai phát suối nước nóng chỉ có sinh thái vòng ném tập đoàn một nhà. Tần Chính Dương là ám chỉ hắn muốn biến bị động làm chủ động, nhất định phải dẫn vào cạnh tranh cơ chế. Hứa Thuần Lương nói, ta đến nghĩ biện pháp. Tần Chính Dương gật đầu nói, muốn bắt, càng muộn càng bị động. Hạ Hành Kiện sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy năm tích lũy đại lượng tài phú. Cái này cùng hắn có được suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng kinh doanh giấy phép có quan hệ, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn cũng là Đông Châu duy nhất thu hoạch được trao quyền xí nghiệp. Hắn tướng suối nước nóng ngành nghề xem là lãnh địa của mình, quyết không cho phép những người khác nhúng tay. Hạ Hành Kiện sư xuất nổi danh, bọn hắn có lý có cứ, hợp lý hợp pháp, Đông Châu suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng giấy phép, suối nước nóng giếng nước thi công giấy phép, suối nước nóng thi công giấy phép, cái này ba cái chứng chẳng khác gì là ba lớp bình phong, đem mặt khác khai phát xí nghiệp ngăn cản ở ngoài. Hán Nguyên suối nước nóng nghỉ phép trung tâm ở vào Đông Châu Nam Giao, là trước mắt Đông Châu địa khu quy mô lớn nhất suối nước nóng hội sở, nơi này cũng là Hạ Hành Kiện sự nghiệp bay lên điểm xuất phát. Lúc này Hạ Hành Kiện chính ghé vào thủy liệu pháp chỗ bên trong nhận lấy mỹ nữ thợ đấm bóp xoa bóp. Bên cạnh trên giường nằm sấp Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương từ khi biết được Nguy Sơn đảo phát hiện suối nước nóng, liền bắt đầu tính toán tướng suối nước nóng dẫn vào bọn hắn tiểu trấn hạng mục vấn đề. Trương Hằng Dương đối Đông Châu suối nước nóng khai thác tình trạng hiểu rõ vô cùng, cho nên hắn mới có thể vòng qua Hồ Sơn trấn trực tiếp bị Hạ Hành Kiện. Trương Hằng Dương nhìn thấy Hạ Hành Kiện phía sau hình xăm, cái này là một đôi cánh, hắn đi qua liền nghe nói Hạ Hành Kiện là xã hội đen lập nghiệp, cùng cái khác xã hội đen khác biệt. Hạ Hành Kiện là Đông Châu Đại học tốt nghiệp, mặc dù không phải cái gì đại học danh tiếng, nhưng là cũng có nhất định văn hóa. Hạ Hành Kiện tướng mạo anh tuấn, đây cũng là hắn về sau có thể vượt qua giai tầng nguyên nhân. Trương Hằng Dương dẫn đầu kết thúc xoa bóp, giãn ra một thoáng hai tay, cảm khái nói, thật sự là dễ chịu a. Hạ Hành Kiện cũng ngồi dậy, ra hiệu hai tên thợ đấm bóp rời đi. Hai người mặc vào dục bào, Hạ Hành Kiện móc ra thuốc lá, một chi đưa cho Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương giúp hắn đem điếu thuốc nhóm lửa. Hạ Hành Kiện nói, Trương Tổng thật đúng là có dự kiến trước, suối nước nóng còn chưa phát hiện các ngươi liền mở xây bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn. Trương Hằng Dương nói, khái niệm thôi thật muốn làm suối nước nóng, khẳng định phải mời Hạ Tổng hỗ trợ. Hạ Hành Kiện nói, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng nước chất báo cáo ra, suối nước nóng nước chất nhất lưu, có thể nói tại Đông Châu địa khu nhất chi độc tú, xuất thủy nhiệt độ 63 độ.
sau khi xây xong mỗi ngày xuất thủy lượng hẳn là có thể vượt qua 3.000 mét khối. Trương Hằng Dương sợ hãi than nói, lớn suối nước nóng a. Hạ Hành Kiện nhẹ gật đầu, dùng sức hít một hơi thuốc lá nói, khẳng định sẽ trở thành cấp quốc gia nghỉ phép khu một tấm danh thiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Hằng Dương nói, kia thật muốn chúc mừng Hạ Tổng. Hạ Hành Kiện nói, lúc đầu công ty của chúng ta khai phát là chuyện đương nhiên, nhưng có người hết lần này tới lần khác muốn từ đó cản trở. Hạ Hành Kiện nói, cái này Hứa Thuần Lương đến cùng cái gì lai lịch. Trương Hằng Dương trong lòng cười thầm, Hạ Hành Kiện gặp được phiền toái, Hứa Thuần Lương người này cũng không có dễ đối phó như vậy. Hắn hít một hơi thuốc lá nói, ngươi chỉ là Hồ Sơn Trấn phương diện sao? Trương Hằng Dương nói, quá khứ là Trường Hưng Bệnh viện Nguy Sơn Đảo phân viện viện trưởng, gần nhất vừa mới bị điều tạm đến Hồ Sơn Trấn làm phó trấn trưởng, nghe nói phân công quản lý chiêu thương, còn có văn giáo vệ sinh đi. Hạ Hành Kiện nói, hắn bối cảnh gì a? Còn trẻ như vậy lên làm phó trấn trưởng khẳng định có bối cảnh. Trương Hằng Dương nói, hắn bạn gái là Hồ Sơn Trấn trước trưởng trấn, đương nhiệm khu công nghệ cao phó thư ký. Hạ Hành Kiện khinh thường cười một tiếng, liền cái này. Trương Hằng Dương nói, Hứa Thuần Lương người này tính tình trương dương, thường xuyên làm ra một chút không hợp với lẽ thường sự tình, cũng gây không ít sự tình. Theo ta được biết hắn đánh qua Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ nhi tử bảo bối Đường Thiên Nhất, tiếp nhận ân hàng chế dược lão tổng Thịnh Chiêu Huy, hồi trước cũng bởi vì tham gia quần ẩu náo bên trên nóng lục soát. Hạ Hành Kiện gật đầu nói, bạo lực khuynh hướng rất nghiêm trọng a, cái này dạng người làm sao xâm nhập vào cán bộ của chúng ta đội ngũ. Trương Hằng Dương nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe nói hắn tại Trường Hưng Bệnh viện thời điểm chỉ là một trong đó mời phó khoa cấp, lần này điều tạm đi Hồ Sơn Trấn hẳn là có thể chuyển chính. Hạ Hành Kiện phun ra một đoàn nồng đậm sương mù, hắn khi hắn quan ta phát ta tài, mọi người nước giếng không phạm nước sông nhiều thật là có chút người không phải muốn dẫm qua giới, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ a. Trương Hằng Dương trong lòng ước gì bọn hắn náo, chỉ ít có thể đưa đến chuyển di tiêu điểm tác dụng, mặt ngoài còn giả trang ra một bộ khuyên giải dáng vẻ, Hạ Tổng, hòa khí sinh tài, không cần thiết cùng hắn đưa khí, Hứa Thuần Lương người này ta còn là hiểu rõ một chút, tuổi trẻ khinh cuồng, ỷ vào có chút bối cảnh coi trời bằng vung, để ba phần gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, thực sự không được ngài liền phục cái mềm. Hạ Hành Kiện ha ha cười nói, hắn là cái thá gì? Ngươi để cho ta hướng hắn chịu thua. Bạn gái là phó sử cấp liền phách lối như vậy, về sau có được hay không còn chưa nhất định đâu. Toàn bộ Đông Châu có được suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng giấy phép chỉ có tập đoàn chúng ta, đây là nhiều mặt luận chứng quyết định, cũng là cấp trên quyết định, hắn một cái nho nhỏ phó trấn trưởng còn dám cùng trong thành phố chống đối. Trương Hằng Dương cảm thán nói, xung quanh giận dữ là hồng nhan a. Hạ Hành Kiện sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Trương Hằng Dương nói, hắn sở dĩ bỏ công như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, nhận thầu nhà máy rượu gọi Mặc Hàm, người cực kỳ đẹp đẽ. Hạ Hành Kiện nói, ý của ngươi là nói, họ Hứa cùng với nàng có một chân. Trương Hằng Dương không có hảo ý nở nụ cười, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, để chính ngươi đi suy nghĩ. Hạ Hành Kiện nói, ta đã cảm thấy trong này khẳng định có văn chương, có loại A, vì một nữ nhân liền nguyên tắc đều không nói. Trương Hằng Dương hít một hơi thuốc lá nói, Mặc Hàm nữ nhân này mặc dù tuổi trẻ, lại là xích đạo vốn liếng tổng giám đốc Loan Ngọc Xuyên trợ lý, ở công ty quyền lực rất lớn, bất quá cái này nhà máy rượu suối nước nóng là nàng tư nhân đầu tư, cùng đỏ nói vốn liếng không quan hệ, ta nghe nói một chút tin tức. Nói đến đây hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Hạ Hành Kiện đi vào hắn ngồi xuống bên người, Trương Hằng Dương mới chậm rãi nói, nghe nói trước hết nhất coi trọng Nguy Sơn đảo nhà máy rượu chính là Thiên Phàm tập đoàn. Chẳng biết tại sao, Mặc Hàm giữa đường tiệt hồ, tiếp lấy liền phát hiện ấm suối. Hạ Hành Kiện nói, bọn hắn rất có thể sớm liền phát hiện suối nước nóng, Hứa Thuần Lương có nội tình tin tức, hắn không tiện ra mặt, cho nên để hắn nhân tình ra nhận thầu nhà máy rượu, con hàng này lá gan thật sự là không nhỏ, một cái nho nhỏ phó trấn trưởng thế mà làm loại này lấy quyền mưu tư sự tình. Trương Hằng Dương ý vị thâm trường nói, trong này không chỉ có lấy quyền mưu tư, còn có thể có quyền sắc giao dịch. Hạ Hành Kiện cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, lần này ai đến bảo đảm hắn. Ninh Tứ đem siêu tập đến vật liệu đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương đơn giản lật xem một lượt, chỉ có ngần ấy a. Ninh Tứ vẻ mặt đau khổ nói, Hạ Hành Kiện dựa vào hắn nhạc phụ khi hành phách thị đều biết,
nhưng là hắn nơi tay tục tư chất trên đều không có bất cứ vấn đề gì, muốn bắt tội của hắn chứng cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, không nhất định là chứng cứ phạm tội, phương diện khác cũng được, tỉ như hắn bên ngoài có nữ nhân hay không, có hay không con riêng, có hay không ăn cơm không thanh toán, đi nhà xí không mang theo giấy vệ sinh, chỉ cần là hắn làm qua chuyện thất đức, người tất cả đều siêu tập tới, càng nhiều càng tốt. Ninh Tứ nở nụ cười, ta hiểu được, ta tiếp tục phát động quần chúng đi thăm dò, Hứa Chấn Trưởng, sinh thái vòng ném tập đoàn không phải đã rời đi sao? Hứa Thuần Lương nói, nhà ta tổ truyền trung y am hiểu vọng văn vấn thiết, ta có thể nhìn ra hạ hành kiện khí lượng chật hẹp, những loại người này sẽ không từ bỏ ý đồ, người chờ xem, không bao lâu hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Ninh Tứ nói, con hàng này có gì đặc biệt hơn người? Đơn giản là leo lên Trần Ý Như, cái gì cầu thí tổng giám đốc, chính là người ăn bám Tiểu Bạch Kiểm. Hứa Thuần Lương nói, người đừng vũ nhục Tiểu Bạch Kiểm. Con hàng này trong lòng cảm giác ăn bám cũng là một môn kỹ thuật sống, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện ăn được cái này phần cơm. Ninh Tứ nhẹ gật đầu, lúc này phụ trách tài nguyên phó trấn trưởng Lê Nghiễm Điền đến tìm Hứa Thuần Lương, Ninh Tứ đứng dậy cáo từ. Lê Nghiễm Điền là đến thông chi Hứa Thuần Lương trong thành phố phái tới suối nước nóng khảo sát đội, chi này khảo sát đội là từ thành thị quy hoạch hành chính chủ quản bộ môn đồng ý, khoáng sản tài nguyên điều tra quản lý cơ quan làm thủ tục ghi danh, nhận lấy điều tra giấy phép sau tới. Lê Nghiễm Điền vốn là đến hỏi Tần Chính Dương ý kiến, nhưng Tần Chính Dương nói suối nước nóng sự tình không cần hỏi hắn, tất cả đều giao cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ngài còn tự thân đi một chuyến, gọi điện thoại không được sao? Lê Nghiễm Điền nói, phòng làm việc của ta ngay tại sát vách, vẫn là đi tới thuận tiện. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng a, lần sau vẫn là ta đi ngươi văn phòng thuận tiện. Lê Nghiễm Điền sửng sốt một chút, lúc này mới ngộ đi qua, hai người đồng thời nở nụ cười này không khí liền dễ dàng rất nhiều. Hai, phía trên này mấy cái con dấu, thủ tục đầy đủ, không có một cái nào bộ môn là chúng ta có thể đắc tội khởi. Lê Nghiễm Điền nói đều là lời nói thật. Bọn hắn Hồ Sơn Trấn chính là một cái nho nhỏ khoa cấp đơn vị, nếu như không phải dựng vào cấp quốc gia nghỉ phép khu đi nhờ xe, những này từng cái cao cao tại thượng bộ môn liền chính mắt cũng không sẽ xem bọn hắn có tư cách gì đắc tội với người nhà. Hứa Thuần Lương nói, còn thiếu cục văn hóa khảo cổ con dấu, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu hiện tại là quốc gia trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, suối nước nóng vừa vặn ở vào xác định văn vật bảo hộ phạm vi bên trong. Có thể hay không tiếp tục khảo sát, nhất định phải trải qua cục văn hóa khảo cổ đồng ý mới được. Lê Nghiễm Điền trong lòng tự nhủ ngươi cái này phá nhà máy rượu lúc nào biến thành quốc gia trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Hai ngày trước bất tài đem Hồ Sơn Trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị bảng hiệu treo lên sao. Cái này thăng cấp tốc độ cũng quá nhanh, người này có phải hay không hồ đồ rồi. Lê Nghiễm Điền hảo tâm uốn nắn một chút, là Hồ Sơn Trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Hứa Thuần Lương nói. Hồ Sơn Trấn không phải quốc gia. Lê Nghiễm Điền giờ mới hiểu được người ta logic cùng mình không giống, đi qua chỉ biết là giữa người và người có thể bấu víu quan hệ, bây giờ mới biết văn vật cũng có thể bấu víu quan hệ, dựa theo Hứa Thuần Lương logic đem rượu nhà máy xưng là quốc gia trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị giống như cũng không sai. Hứa Thuần Lương để Lê Nghiễm Điền không cần phải để ý đến chuyện này, nếu như khảo sát đội tại không có cục văn hóa khảo cổ cho phép tình huống dưới dám can đảm khởi công. Sẽ để cho tổng hợp chấp pháp xử lý đoạt lại bọn hắn thăm dò dụng cụ cùng công cụ, nếu như tồn tại phạm pháp hành vi lập tức xoay đưa công an cơ quan. Lê Nghiễm Điền không thể không bội phục hắn cường ngạnh, nhưng là như thế này công nhiên đối kháng lên cấp bộ môn luôn luôn không tốt, phản chính mình đã hướng bí thư báo cáo tình huống, Hứa Thuần Lương bên này cũng nhắc nhở qua, dùng hết ứng tận nghĩa vụ, nếu như không phải phân công quản lý tự nhiên tài nguyên, hắn mới không muốn nhúng tay chuyện này. Tần Chính Dương là một thanh tay. Hứa Thuần Lương có bối cảnh, mình cái gì đều không có, thể chế bên trong tranh đến đấu đi sự tình rất phổ biến, Lê Nghiễm Điền cũng làm không ít qua lục đục với nhau sự tình, nhưng là hắn có một cái nguyên tắc, từ không vượt cấp khiêu chiến, nghĩ tại thể chế bên trong lâu dài lẫn vào, đây là một đầu tối thiểu chuẩn tắc, hắn thực sự không hiểu rõ Hứa Thuần Lương phong cách làm việc, đến tột cùng là nghé con mới đẻ không sợ cọp đâu vẫn là người không biết không sợ. Lê Nghiễm Điền vừa đi. Phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác Khâu Quế Hiền lại tìm đến Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương biết chỉ cần hắn tìm đến mình chuẩn không có chuyện tốt, quả nhiên, Khâu Quế Hiền lần này lại là đánh lấy tìm hiểu tình huống cờ hiệu tới hưng sư vấn tội. Tiểu Hứa A, người cùng nhận thầu nhà máy rượu thương nhân Mặc Hàm là quan hệ như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu.
bằng hữu bình thường vẫn là nam nữ bằng hữu. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Khâu bí thư, ngài có ý tứ gì a? Nam nữ bằng hữu liền không thể là bằng hữu bình thường rồi. Khâu Quế Hiền nói, là như thế này, có người hướng cấp trên báo cáo ngươi cùng Mặc Hàm ở giữa tồn tại quyền sắc giao dịch vấn đề, cấp trên để cho ta tìm hiểu một chút. Cơ sở kiểm tra kỷ luật công việc chính là như thế gọn gàng dứt khoát. Hứa Thuần Lương nói, quyền sắc giao dịch, ta xứng sao? Khâu Quế Hiền sửng sốt một chút, người bây giờ là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng a. Hứa Thuần Lương nói, Khâu bí thư, ngài học qua logic sao? Khâu Quế Hiền đem mặt trầm xuống, thật sự cho rằng ta nghe không ra ngươi là đang giễu cợt ta. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể không nói khoa trương, vị tiểu thư này thân gia trục tỷ, ngài có thể đi hỏi thăm một chút, xích đạo vốn liếng ở trong nước đầu tư hạng mục đều là cái gì quy mô, ta một cái điều tạm tới phó trấn trưởng, ta có thể cho nàng nhiều chỗ cực tốt. Có thể làm cho nàng không tiếc xả thân hối lộ, cho ta đến cái quyền sắc giao dịch. 3. Ây! Hứa Thuần Lương nói, mà lại, nàng nhận thầu nhà máy rượu thời điểm, ta còn chưa tới Hồ Sơn trấn đi làm, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, ngài nói cho ta nàng mưu đồ gì. Khâu Quế Hiền nói, dung mạo ngươi vẫn là rất anh tuấn. Hứa Thuần Lương đều bị hắn cho khí cười, ý của ngươi là nàng đồ ta sắc, kia đây cũng không phải là quyền sắc giao dịch, nhiều nhất là tiền sắc giao dịch. Khâu Quế Hiền nói, tiền sắc giao dịch cũng là không đúng. Hứa Thuần Lương nói, tiền sắc giao dịch giống như không thuộc sự quản lý của ngươi a. Khâu Quế Hiền có chút vào đầu, làm sao cảm giác mình bị hắn cho mang trong khe. Hứa Thuần Lương nói, báo cáo ta người dụng ý khó dò, chuyện này ta cũng không thể như vậy được rồi, đừng nói với ta có thì đổi chi không thì thêm miễn, ta lần này không phải đem cái tôn tử tìm ra, Khâu bí thư, ai báo cáo ta. Khâu Quế Hiền bị Hứa Thuần Lương hùng hổ dọa người ánh mắt giật nảy mình, không phải ta, là người ta hướng trong huyện báo cáo, trong huyện lãnh đạo để cho ta điều tra một chút. Hứa Thuần Lương nói, người ta lãnh đạo để ngươi điều tra không có để ngươi bôi đen ta à, ta làm sao lại quyền sắc giao dịch, ngươi đến giải thích cho ta rõ ràng. Khâu Quế Hiền tranh thủ thời gian khoát tay, không phải ta nói, thật không phải ta nói. Vậy ngươi nói cho ta là ai nói? Ta không biết a. Hứa Thuần Lương nói, không biết ngươi tìm đến ta. Khâu bí thư, ngươi đây là lần thứ hai không có bằng chứng liền hướng trên đầu ta chụp mũ, loại này hoang ngôn căn bản không chịu nổi cân nhắc, chỉ cần là có chút logic người cũng sẽ không tin tưởng, ngài ngược lại tốt, chẳng những tin tưởng, còn cầm loại này nhàm chán vấn đề buồn nôn ta. Khâu Quế Hiền xấu hổ cực kỳ, tiểu Hứa, ta là vì công việc, không phải nhằm vào ngươi, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng là vì trả lại ngươi trong sạch nha. Hứa Thuần Lương nói, ta lầm biết cái gì rồi. Hai ngày trước nói ta ngầm thao tác, bây giờ nói ta quyền sắc giao dịch, ta trong sạch một người bị ngươi trà đạp thành hình dáng ra sao. Ta hôm nay tạm thời nhịn, sự tình bất quá ba, nếu như lần sau các ngươi còn không trải qua điều tra liền hướng trên người của ta bôi đen, nếu như nói không ra báo cáo người, vậy ta coi như tại trên đầu ngươi. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên, Khâu Quế Hiền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian đứng dậy cũng như chạy trốn đi ra ngoài, vừa rồi mang cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, thật là có chút lo lắng Hứa Thuần Lương nắm đấm sẽ rơi vào trên mặt mình, con hàng này có bạo lực khuynh hướng là mọi người đều biết sự thật. Cú điện thoại này tới thật là đúng lúc, Khâu Quế Hiền chật vật không chịu nổi thoát đi Hứa Thuần Lương văn phòng, tỉnh táo lại mới ý thức tới kiểm tra kỷ luật công việc làm thành chính mình cái này bộ dáng thật sự là uất ức thấu, không được, hắn đến tìm người nói rõ lý lẽ đi. Hứa Thuần Lương không đáng cùng Khâu Quế Hiền loại này người ngu so đo, con hàng này liền không có đầu óc. Điện thoại là Mai Như Tuyết đánh tới. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Mai Như Tuyết nói, Hứa đại trấn trưởng, có thể a, lúc này mới nhậm chức không có hai ngày cũng bắt đầu làm quyền sắc giao dịch. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, lời đồn nhanh như vậy đều truyền đến Mai Như Tuyết nơi đó. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra nghĩ làm quyền sắc giao dịch nhưng ta điểm ấy quyền không đủ dùng a. Nếu là cái nào mỹ nữ đối ta động phương diện này suy nghĩ chỉ định thiếu gân. Mai Như Tuyết nói, người đừng tự coi nhẹ mình a. Hứa trấn trưởng hiện tại phân công quản lý Hồ Sơn trấn chiêu thương và văn giáo vệ sinh, quyền lực cũng là không nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, người nếu là có mưu đồ ta ngược lại thật ra không ngại quy tắc ngầm một chút ngươi. Mai Như Tuyết xì một tiếng nói, đuôi cáo lộ ra. Hứa Thuần Lương nói, ta quyền lực cũng không như ngươi lớn, muốn quy tắc ngầm cũng là ngươi quy tắc ngầm ta. Mai Như Tuyết nói,
triệt để không biết xấu hổ có phải không? Hứa Thuần Lương nghe ra ngữ khí của nàng không hề giống là thật sinh khí, thở dài nói, nho nhỏ Nguy Sơn trấn rắc rối phức tạp, lòng người khó lường, từng cái nhút nhát tâm nhãn tử so Trường Hưng người bên kia còn nhiều. Mai Như Tuyết nở nụ cười, làm sao? Ủ rũ rồi. Có chút ủ rũ, đầu ngược lại là không có cúi. Mai Như Tuyết nói, ta chỗ nhận biết Hứa Thuần Lương nhưng không dễ dàng như vậy nhận thua. Hứa Thuần Lương nói, ta còn không có xuất thủ đâu, làm sao lại thua? Quay chung quanh ta những lời đồn đãi này còn không phải suối nước nóng làm ra. Ta đoán chừng 8-9 phần 10 chính là Hạ Hành Kiệt, kia hàng ỉ vào có chút điểm bối cảnh, làm cái Đông Châu suối nước nóng nước khai phát độc quyền bán hàng giấy phép, kỳ thật chính là đang làm lũng đoạn kinh doanh, hắn càng nghĩ chiếm cái này tiện nghi, ta càng không cho hắn như ý. Mai Như Tuyết nói, đừng nóng giận, một cái tiểu thương nhân thôi, không đáng vì hắn nổi giận. Hứa Thuần Lương nói, ta không có sinh khí, muốn tức giận cũng là giận ngươi. Ngươi sinh ta cái gì khí, ta lại không đắc tội ngươi. Đương nhiên giận ngươi, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, mối tình thắm thiết, trung trinh không đổi, ngươi thế mà không tin ta, hoài nghi ta làm quyền sắc giao dịch, quả thực là quá làm cho ta thương tâm thất vọng. Mai Như Tuyết cười nói, được rồi. Là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngươi, ngoan, đừng nóng giận. Ngươi nói không tức giận liền không tức giận, không thành, ngươi có phải hay không đến đền bù ta chút gì? Làm sao đền bù? Thịt thường chứ sao? Hứa Thuần Lương, quá mức a. Hứa Thuần Lương nói, người ta chỗ nào quá mức nha, ta lại không có cái gì quá phận yêu cầu, đơn giản là thân. Một chút, sờ, hai lần, đều lập xuân, vạn vật khôi phục. Người cũng muốn cân nhắc người ta bên trong tâm cần. Mai Như Tuyết nói, người A, cũng không phải là người tốt, may trong tay người quyền lực không lớn, không phải thật đúng là chưa chừng tại gia lấy quyền mưu sắc sự tình tới. Có được hay không vậy? Đừng buồn nôn như vậy, thật sự là chịu không được ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Mai Bí Thư đây là ngầm cho phép, con hàng này cảm giác thân thể nào đó bộ phận ngo ngoe muốn động, ta cái này liền trở về. Bệnh tâm thần, ta đi làm đâu? Tan tầm ta tiếp ngươi. Bên đầu điện thoại kia Mai Bí Thư nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ, nhỏ giọng nói, không cần, ta buổi chiều không có việc gì, ta đi Nguy Sơn đảo tìm ngươi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu Mai Như Tuyết dụng tâm lương khổ, nàng là muốn công khai quan hệ của hai người, dùng cái này đến làm sáng tỏ lời đồn đại. Hứa Thuần Lương trong lòng một trận ấm áp, nàng đối với mình thật sự là quá quan tâm. Khâu Quế Hiền đem mình tao ngộ nói một lần, thật sự là ủy khuất đến không được, mình là tại thi hành thượng cấp bộ môn chỉ thị, là tại làm thuộc bổn phận công việc, Hứa Thuần Lương chẳng những không phối hợp, ngược lại đối với mình cực điểm nói móc trào phúng, nói mình buồn nôn hắn, nói mình khuyết thiếu logic, còn hung thần ác sát đe dọa chính mình. Khâu Quế Hiền tức giận nói, Tần Bí Thư ta đều 50 tuổi, không nói là hắn trưởng bối làm sao cũng là hắn tiền bối a. Hắn sao có thể đối ta thái độ này? Tần Chính Dương an ủi, lão Khâu, người đừng nóng giận nha, người trẻ tuổi nói chuyện trùng điểm, khả năng thật là có người cố ý tại bôi đen hắn oan uổng hắn đâu. Khâu Quế Hiền nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ liền xông ngươi câu nói này, đừng nói Hứa Thuần Lương nghĩ quất ngươi, ngay cả ta đều nghĩ quất ngươi, người điều tra đến điều tra đi, không phải liền là Mặc Hàm nhận thầu nhà máy rượu kia một ít chuyện sao. Lúc ấy đánh nhịp định án chính là ta. Ta đã nói qua chuyện này Lật Thiên, ngươi còn níu lấy không thả, không phải đem ta đẩy hướng sân khấu mới cam tâm. Tần Chính Dương nói, không thể nói như thế, lão Khâu A, ta phải phê bình ngươi, chúng ta muốn tin tưởng mình đồng chí, đối bọn hắn, nhất là đối cán bộ trẻ tuổi chúng ta nhất định phải tha thứ. Ta nhìn Hứa Thuần Lương có câu nói không có nói sai, cái gì quyền sắc giao dịch. Liền hắn hiện ở trên tay quyền lực, có ai sẽ có ý đồ với hắn? Khâu Quế Hiền nói, vậy cũng không nhất định. Năm trước sau Thạch Lương thôn bí thư là thế nào đi vào? Hắn quyền lực không lớn đi, cấp bậc không cao a. Một dạng lớn làm quyền sắc giao dịch. Tần Chính Dương càng ngày càng không cao hứng, lão Khâu, ta cảm thấy ngươi đối với người ta tiểu Hứa có thành kiến a. Khâu Quế Hiền nói, không phải ta đối với hắn có thành kiến, là người khác báo cáo hắn, hai ngày trước báo cáo hắn tại nhà máy rượu nhận thầu quá trình bên trong làm ngầm thao tác. Tần Chính Dương không khách khí chút nào ngắt lời hắn, lão Khâu, ngươi là trí nhớ không tốt đâu còn là nghĩ nhiều nghe ta giải thích một lần. Mặc Hàm nhận thầu nhà máy rượu là ta đồng ý, lúc ấy Hứa Thuần Lương còn chưa tới Hồ Sơn trấn đến công việc, cho nên hắn không tồn tại cái gì ngầm thao tác,
hắn cũng không tồn tại cái gì quyền sắc giao dịch. Lão Khâu, ngươi nên không phải nói cho ta nghe à. Khâu Quế Hiền ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tần Chính Dương sẽ đối với Hứa Thuần Lương như thế che chở, cái này có chút nói không thông à. Tần Bí Thư, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, có người báo cáo Hứa Thuần Lương, thượng cấp để cho ta tìm hiểu một chút tình huống, ta chỉ là làm tốt bản chức công việc, ta đối với hắn không có thành kiến, ta càng không phải là đối với ngài có ý kiến gì. Tần Chính Dương nói, không có thành kiến liền tốt, ta luôn cảm thấy, các ngươi làm kiểm tra kỷ luật công tác trọng điểm cũng không phải là muốn tra chính chúng ta đồng chí vấn đề, mà là muốn cho mình người trong sạch, kiểm tra kỷ luật mục đích là tìm ra chân chính có vấn đề cán bộ, mà không phải tin đồn thất thiệt. Hôm nay có người báo cáo Hứa Thuần Lương, người tại không có chứng cứ tình huống dưới liền triển khai điều tra, nếu như ngày mai có người báo cáo ta, người có phải hay không cũng đối với ta như vậy. Khâu Quế Hiền một gương mặt mo xấu hổ đến đỏ bừng, hắn cũng không biết vì sao sẽ chạm đến Tần Chính Dương vảy ngược, Hứa Thuần Lương vừa tới thời điểm, tất cả mọi người coi là Tần Chính Dương đem chuyện khó giải quyết giao cho hắn một cái xuống ngựa uy, nhưng theo thời gian trôi qua phát hiện, Tần Chính Dương chẳng những không có nhằm vào Hứa Thuần Lương, phản mà trở thành hắn cây dù bảo vệ, chẳng lẽ ban sơ làm khó dễ chỉ là làm bộ dáng cho ngoại nhân nhìn, hai người bọn họ ở giữa có phải hay không tồn tại cái gì cộng đồng lợi ích? Tần Chính Dương trên mặt đã không có bất luận cái gì nụ cười, lão Khâu, người có phải hay không còn có tình huống khác phản ứng? Không có, không có. Khâu Quế Hiền coi như lại không thức thời cũng biết nhất định phải kết thúc nói chuyện, Tần Chính Dương nơi này tuyệt không phải mình nói rõ lý lẽ địa phương. Hắn quay người muốn rời khỏi, Tần Chính Dương lại gọi lại hắn, ngươi chờ một chút, đến cùng là ai báo cáo? Khâu Quế Hiền nói, không biết, trong thành phố để cho ta điều tra một chút tình huống. Tần Chính Dương nói, về sau gặp được loại chuyện này, trước tìm chứng cứ, nếu như không có chứng cứ cũng không cần điều tra. Khâu Quế Hiền xám xịt rời đi Tần Chính Dương văn phòng. Đi ra ngoài gặp đến đây tìm Tần Chính Dương báo cáo công tác Hứa Thuần Lương, Khâu Quế Hiền muốn tránh, lại bị Hứa Thuần Lương ngăn cản đường đi, đánh ta báo nhỏ cáo tới. Khâu Quế Hiền tức giận đến mặt đều tử, ta cần thiết hay không? Này, chỉ đùa một chút, ngài làm sao lại cấp nhãn? Hứa Thuần Lương gõ cửa tiến vào Tần Chính Dương văn phòng. Tần Chính Dương nói, có việc. Hứa Thuần Lương nói, không có đại sự gì, liền là nghĩ xin nghỉ nửa ngày. Tần Chính Dương nói, ngươi chừng nào thì trở nên quy củ như vậy rồi. Hứa Thuần Lương nói, bạn gái của ta tới, ta buổi chiều đến bồi bồi nàng. Tần Chính Dương tròng mắt đi lòng vòng, Mai Trấn Trưởng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hiện tại nàng tại khu công nghệ cao công việc. Tần Chính Dương cười nói, đây là dự định công khai, để cho những lời đồn kia tự sụp đổ. Hứa Thuần Lương nói, ta đàm cái yêu đương nào có nhiều như vậy xáo lộ, cái này không vài trời không gặp nha, nàng nhớ ta, tới xem một chút ta. Tần Chính Dương nói, thôi đắc ý, đi thôi, đúng, ta quay đầu muốn đi vào thành phố, đoán chừng không có cách nào tiếp đãi Mai Bí Thư, người giúp ta nói với nàng một tiếng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ bạn gái của ta đến muốn ngươi chiêu đãi cái gì, biết Tần Chính Dương cũng là khách khí, gật đầu nói, thành. Hai người ai cũng không có sách Khâu Quế Hiền sự tình, đều là người biết chuyện, không đáng đối với chuyện như thế này tốn hao miệng lưỡi. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Khâu Quế Hiền là tới cáo trạng, nhưng Tần Chính Dương đã sách đều không nhắc liền chứng minh người ta không có đem Khâu Quế Hiền để ở trong lòng. Mai Như Tuyết 2 giờ chiều đã tới Nguy Sơn đảo bến tàu, một đoạn thời gian không đến, bến tàu hoàn cảnh ngược lại là so với quá khứ nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Hứa Thuần Lương từ tắm đến không nhuốm bụi trần Audi Q7 bên trong đi ra, giang hai cánh tay đón lấy Mai Như Tuyết, hoan nghênh Mai Bí Thư đến Nguy Sơn đảo chỉ đạo công việc. Mai Như Tuyết mới sẽ không ở trước công chúng cùng hắn ôm đâu, xấu hổ nhìn hắn một cái, vội vàng lên xe hơi. Các loại Hứa Thuần Lương sau khi lên xe, tại trên bả vai hắn đập một quyền, chán ghét, cao điệu như vậy làm gì? Hứa Thuần Lương nói, Mai Bí Thư quá đẹp kìm lòng không được. Mai Như Tuyết nói, lời này không chỉ đối ta một người nói qua à. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta cùng những người khác cũng nói như vậy, Mai Bí Thư quá đẹp để cho ta kìm lòng không được. Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, người cái này tự điều khiển lực cũng quá kém, tranh thủ thời gian lái xe, người đến người đi. Trải qua nhà máy rượu công trường thời điểm, Mai Như Tuyết đưa ra đi xuống xem một chút, Hứa Thuần Lương mang theo nàng tiến vào công trường, hiện ở chỗ này đều ở vào đình công trạng thái. Phổ Kiến, Đinh Tứ cùng Trương Hải Đào nhàn rỗi không chuyện gì,
ba người tiếp điểm suối nước nóng nước dưới ánh mặt trời xuyến nồi lẩu. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương bọn họ đi tới, hai người tranh thủ thời gian đứng dậy, Phổ Kiến hô, Mai Bí Thư tới, ăn cơm chưa? Muốn không cùng lúc nếm thử suối nước nóng nồi lẩu. Mai Như Tuyết cười nói, nếm qua, cái này suối nước nóng nước chất giám định qua không có. Đinh Tứ nói, không có, bất quá ta chính miệng uống qua, còn rất ngọt, bên trong khẳng định dầu có khoáng vật chất. Trương Hải Đào nói cho Hứa Thuần Lương, vừa rồi khảo sát đội đến đây, bị bọn hắn cho anh đi. Hứa Thuần Lương nói, đừng thô bạo như vậy nha, chỉ cần thủ tục đầy đủ, khoa học khảo sát chúng ta vẫn là phải ủng hộ. Trương Hải Đào biểu thị phía trên thiếu cục văn hóa khảo cổ trương. Cục văn hóa khảo cổ hiện tại còn thừa lại hai vị chuyên gia làm kết thúc công việc, người hắn đã rời đi, bọn hắn sơ bộ phán đoán nhà máy rượu dưới mặt đất kiến trúc không phải cái gì cổ mộ, khả năng nhất là hầm loại hình đồ vật, khảo cổ giá gặp không lớn. Kỳ thật coi như cục văn hóa khảo cổ phó cục trưởng Thiếu Đông vẫn còn, cũng không có khả năng đem con dấu cho mang đến. Dựa theo Hồ Sơn Trấn vừa mới ra sân khấu, suối nước nóng khai phát cùng khảo sát biện pháp, trong đó một cái trọng yếu quy định, chính là muốn đến nơi đó văn vật bộ môn đồng ý. Mai Như Tuyết một bên nghe, không khỏi có chút muốn cười, bên trên có chính sách dưới có đối sách, Hứa Thuần Lương tướng câu nói này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, nàng đi theo Hứa Thuần Lương đi vào suối nước nóng bên cạnh nhìn một chút. Hiện tại suối nước nóng nước vẫn tại ừng ực mà bốc lên, xuất thủy lượng không nhỏ nhiệt độ cũng không thấp. Bên cạnh lâm thời đào ra một cái hồ nước, bên trong nước đã đầy, tràn ra nước trực tiếp thông qua cống rãnh dẫn vào xuống nước đạo, trước mắt mà nói chỉ có thể tạm thời áp dụng biện pháp này. Mai Như Tuyết nói, suối nước nóng khai phát phải nắm chặt tiến hành, bằng không thì cũng là đối tài nguyên lãng phí. Hứa Thuần Lương nói, ta đang định liên hệ trong nước làm suối nước nóng khai thác xí nghiệp lớn, mời bọn họ chạy tới tham quan đánh giá. Mai Như Tuyết nói, ta đại ca phương diện này nhân mạch rất rộng. Nếu không ta nói với hắn một tiếng. Kỳ thật Mai Như Tuyết ngay từ đầu liền có phương diện này ý nghĩ, nhưng là nàng biết Hứa Thuần Lương là cái có chủ kiến người, mà lại nam nhân đều có tự tôn, hắn chưa hẳn nguyện ý để cho mình can thiệp chuyện của hắn. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng oanh minh, mấy người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện bọn hắn trên không. Nguy Sơn đảo bình thường rất ít gặp đến máy bay trực thăng. Mà lại cái này chiếc máy bay trực thăng hiển nhiên không phải đi ngang qua, càng bay càng thấp, rõ ràng chạy nhà máy rượu trung tâm đất trống đến đây. Mấy người bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại, Hứa Thuần Lương che chở Mai Như Tuyết. Phổ Kiến bọn hắn nhớ tới còn không ăn xong nồi lẩu, nhanh đi bảo hộ nồi lẩu. Nhưng máy bay trực thăng hạ xuống tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh, cánh quạt uy lực cũng so truyền hình điện ảnh trông được đến phải cường đại hơn, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cho bụi tràn ngập. Hiện trường cho bụi lại nhiều, máy bay trực thăng không ngừng ổn, nồi lẩu bên trong đã bịt kín một lớp bụi. Đinh Tứ nổi trận lôi đình, từ dưới đất nhặt lên một viên gạch, hướng về phía máy bay trực thăng liền đi qua, Trương Hải Đào không cam lòng người về sau, từ dưới đất nhặt lên một cây côn sắt, khảo cổ trọng địa, ai phách lối như vậy. Mai Như Tuyết trong mắt tiến vào một hạt xám, nước mắt đều chảy ra, Hứa Thuần Lương cũng có chút tức giận, máy bay trực thăng không tầm thường. Tin hay không lão tử đưa ngươi cánh quạt cho tách ra rồi. Máy bay trực thăng dừng hẳn về sau, một vị thân mặc hắc y khốc kình mười phần thiếu nữ kéo ra cửa khoang dẫn đầu nhảy xuống tới. Mấy người đều nhận ra vị này là nhà máy rượu thầu khoán Mặc Hàm, phải nói nàng so bất luận kẻ nào đều có tư cách hơn tướng máy bay trực thăng đáp xuống nơi này. Mặc Hàm hôm nay đâm hai đầu bím tử, mang theo kính râm, mang theo mép đen che đậy. Hất lên áo khoác màu đen ăn mặc tựa như là một cái xem mạng người như cỏ rác nữ sát thủ, ở sau lưng nàng đi theo xuống tới còn có ba tên nam tử Hứa Thuần Lương chỉ nhận biết trong đó một vị là Bạch Mộ Sơn, mặt khác hai cái nhìn dáng dấp rất phú quý rất khí phái nam tử chưa từng gặp mặt. Mặc Hàm từ trong cho bụi đi tới, có loại chiến tranh nữ sói hình tượng đã thị cảm. Hứa Thuần Lương thầm than, cái này bức giả bộ 98 phân trở lên, trang diện này cùng khí thế không phải người bình thường có thể nắm ra. Đầu tiên ngươi đến có tiền, tiếp theo ngươi đến có người ta nhan trị. Mai Như Tuyết dùng ống tay áo ngăn trở miệng mũi ngăn cách lấy tràn ngập cho bụi. Đinh Tứ cùng Trương Hải Đào nhận ra Mặc Hàm về sau đều dừng bước, chuyện này hai người bọn họ thật không quản được. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có mau bệnh a? Máy bay trực thăng chỗ nào không thể ngừng, không phải ngừng đến công trường bên trong, làm cho chúng ta từng cái đầy bụi đất. Mặc Hàm nói, nơi này tựa như là ta nhận thầu xuống tới a. Nàng đi vào Mai Như Tuyết trước mặt,
trước cùng Mai Như Tuyết lên tiếng chào. Mai Như Tuyết hướng nàng cười cười, nói khẽ, còn có dư thừa khẩu trang sao? Mặc Hàm từ trong sắc tay lấy ra một cái đưa cho nàng. Mai Như Tuyết mở ra đeo lên. Bạch Mộ Sơn che miệng một bên ho khan một bên đi lên phía trước, hắn cũng bị cái này cho bụi sặc đến không được. Hứa Thuần Lương nói, Bạch giáo sư cũng tới. Bạch Mộ Sơn hướng hắn vươn tay ra, Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay. Mặc Hàm nói, không có ý tứ, lần này tới đến tương đối vội vàng, cho nên chưa kịp thông chi các vị. Nàng tướng cuối cùng xuất hiện hai người giới thiệu cho Hứa Thuần Lương, một vị là Mộc Thiên Tập đoàn giám đốc Vương Hoành Phong, một vị là Nghe Hồng Suối Nước Nóng nghiên cứu chuyên gia Sơn Thôn Nê Di. Vị này xem ra nhỏ gầy Nghe Hồng chuyên gia, từng tại Nghe Hồng Quốc lập Thiên Diệp Đại học Giáo dục Học bộ cùng tự nhiên nghiên cứu Coren chức, là thế giới cấp cao nhất suối nước nóng chuyên gia một trong, đã từng tham dự suối nước nóng giới suối nước nóng từ điển biên soạn công việc, là Nghe Hồng thành suối nước nóng hiệp hội thường vụ quản sự. Đinh Tứ hướng Trương Hải Đào thấp giọng nói, quỷ tử vào thôn. Trương Hải Đào tằng tổ phụ năm đó chính là chết tại quỷ tử trong tay, đối Nghe Hồng không có hảo cảm, thấp giọng nói, hắn biết phi hổ đội không. Hứa Thuần Lương cùng Vương Hoành Phong, Sơn Thôn Nê Di từng cái nắm tay. Mai Như Tuyết nói, Mặc tiểu thư lần này mang đến không ít chuyên gia a. Mặc Hàm nói, con người của ta không thích làm chuyện không có nắm chắc, ta nhìn chúng đồ vật coi như không tốt, cũng không có khả năng bạch bạch đưa cho người khác. Mai Như Tuyết luôn cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, lạnh nhạt cười nói, Mặc tiểu thư thật đúng là có tính cách. Sơn Thôn Nê Di liền là hướng về phía suối nước nóng tới, chỉ ít nhìn qua con hàng này rất có lễ phép, cùng người khác lúc bắt tay, đầu đều cung rất thấp. Vương Hoành Phong hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, Hứa trấn trưởng, nghĩ không ra ngài còn trẻ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta đây cũng là hưởng ứng cán bộ quốc gia đội ngũ trẻ Trung Hóa hiệu triệu. Vương Hoành Phong cười nói, Hứa trấn trưởng thật sự là hài hước. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy mình câu nói này chỗ nào hài hước. Vương Hoành Phong đưa ra muốn đi suối nước nóng bên cạnh khảo sát một chút, Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Vương Hoành Phong mang theo Sơn Thôn Nê Di đi. Sơn Thôn Nê Di trong tay còn kéo lấy một cái dương lớn, bên trong chứa suối nước nóng nước kiểm nghiệm thiết chuẩn bị. Hứa Thuần Lương đưa cái ánh mắt, Trương Hải Đào cùng Đinh Tứ hai nhân mã trên đi theo, Trương Hải Đào nhìn chằm chằm Sơn Thôn Nê Di trong tay cái dương, trong lòng thầm nghĩ, con hàng này nên không phải trong đó điệp A. Nếu như dám can đảm đánh cắp chúng ta quốc gia cơ mật, lão tử cùng ngươi thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Phổ Kiến chỉ vào tung bay một tầng phù xám nồi lẩu, Mặc tiểu thư. Ta hảo hảo suối nước nóng nồi lẩu bị ngươi cho trà đạp. Mặc Hàm nói, ngươi là ta mời tới khảo cổ, không phải để ngươi đến ăn lẩu. Bạch Mộ Sơn đưa ra muốn đi phát hiện trộm động nhìn xem, Hứa Thuần Lương cũng không có ngăn đón, nhẹ gật đầu, để Phổ Kiến bồi tiếp hắn đi qua. Mai Như Tuyết nói, Thuần Lương, ta đi thôi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Mai Như Tuyết chủ động kéo lại cánh tay của hắn, hướng Mặc Hàm phất phất tay, đi trước một bước, các ngươi chậm rãi khảo sát. Mặc Hàm nói, ban đêm cùng nhau ăn cơm, coi như là ta là vừa rồi hành vi xin lỗi. Mai Như Tuyết lạnh nhạt cười nói, ngươi là đường xa mà đến quý khách, ấn lý thuyết chúng ta nên tận tình địa chủ hữu nghị, bất quá chúng ta còn có sự tình khác, hôm nào đi. Mặc Hàm nói, vậy liền không chậm trễ các ngươi nói chuyện yêu đương. Mai Như Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cùng nhau lên xe, Mai Như Tuyết để hắn đi phụ xe ngồi xuống. Nàng khởi động động cơ lái xe rời đi. Hứa Thuần Lương quay đầu nhìn thoáng qua Mai Như Tuyết nói, nếu là không nỡ nơi này, ta có thể giữ ngươi lại. Hứa Thuần Lương cười nói, cái gì không nỡ, ta là lo lắng nàng dở trò. Mai Như Tuyết nói, người ta nhận thầu địa phương ngươi lo lắng cái gì? Ăn dấm rồi. Hít bụi, khắp cả mặt mũi đều là cho bụi. Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng nàng tức giận, nghĩ không ra Mai Như Tuyết thế mà nở nụ cười. Cái này Mặc Hàm thật có ý tứ. Hứa Thuần Lương có chút không rõ nàng ý tứ. Mai Như Tuyết nói, xem ra lần này đều không cần ngươi xuất thủ, Mộc Thiên Tập đoàn là trong nước suối nước nóng ngành nghề nhân tài kiệt xuất, nhất chi độc tú tồn tại, căn bản không phải sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn có thể đánh đồng. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Mặc Hàm trong khoảng thời gian này nguyên lai là làm cái này đi, cô nàng này cực kỳ mạnh hơn. Ngoài miệng mặc dù nói đối nhà máy rượu sự tình chẳng quan tâm, đoán chừng cũng đang chú ý tình huống bên này. Hứa Thuần Lương nói, ta đổ không quan tâm có mở hay không phát, chỉ cần không phải sinh thái vòng ném tập đoàn mở ra phát là được, cái kia hạ hành kiện ta nhìn cái nào chỗ nào đều không vừa mắt.
Mai Như Tuyết nói, hiện thực trong xã hội quá nhiều loại này không biết trời cao đất rộng người, bình thường loại người này đại bộ phận đều là cô lậu quả văn. Nàng dừng lại một chút nói, đúng rồi, người quyền sắc giao dịch nhân vật nữ chính liền là Mặc Hàm A. Hứa Thuần Lương hai con mắt chừng đến cùng châu trứng giống như, Mai Bí Thư, người cái này là công nhiên ô ta trong sạch A. Mai Như Tuyết nói, nhân vật nữ chính nếu như là nàng, người trái với nguyên tắc đổ là có thể lý giải. Hứa Thuần Lương nói, ta oan uổng A, liền tay ta đầu điểm ấy quyền lực, người ta căn bản chướng mắt, cái gì quyền sắc giao dịch, có chút tư duy logic năng lực người đều biết tuyệt không có khả năng này. Mai Như Tuyết nói, lúc đầu ta cũng không tin nhưng ta vừa rồi nhìn thấy Mặc Hàm về sau, ta bắt đầu có chút tin tưởng, nàng lại xinh đẹp lại nhiều kim, người có hay không nghĩ tới, nàng chưa hẳn đồ quyền lực của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, kia nàng mưu đồ gì? Mai Như Tuyết nói, thích ngươi thôi. Dưới chân ga sâu dẫm, ô tô gia tốc liền xông ra ngoài, Hứa Phó Trấn cảm thấy một trận mãnh liệt đẩy lưng cảm giác. Bạch Mộ Sơn từ trộm động xuống dưới, gặp được hai vị phụ trách kết thúc công việc chuyên gia khảo cổ. Hai vị này chuyên gia đều biết Bạch Mộ Sơn, tại giới khảo cổ, Bạch Mộ Sơn tiêu chuẩn tuyệt đối là bọn hắn Thái Sơn ngửa rừng tồn tại. Hai người cùng Bạch Mộ Sơn chào hỏi, giới thiệu sơ lược một chút hai ngày này khảo sát tình huống, tại Bạch Mộ Sơn trước mặt biểu hiện được đều phi thường điệu thấp khiêm tốn. Phổ Kiến toàn bộ hành trình gấp chằm chằm, Hứa Thuần Lương đặc địa an bài qua, dù sao đối Bạch Mộ Sơn người này cũng không yên lòng. Bạch Mộ Sơn trước dọc theo trộm động đi một lượt. Tại hai vị chuyên gia khảo cổ trong mắt Bạch Mộ Sơn là tại làm chuyện vô ích, trộm động không có bất kỳ cái gì giá trị. Đạo tặc đào hang mục tiêu là nhà máy rượu cổ hầm ao phía dưới kiến trúc, Bạch Mộ núi hoàn toàn có thể xem nhẹ trộm động trực tiếp tiến về khu trung tâm. Bạch Mộ Sơn thấy phi thường cẩn thận, Phổ Kiến bồi tiếp hắn, từ Bạch Mộ Sơn nhất cử nhất động nhìn ra người này tuyệt đối so cái khác chuyên gia khảo cổ muốn chuyên nghiệp được nhiều. Chuyên gia khảo cổ là vì khảo cổ mà khảo cổ. Bạch Mộ Sơn thế mà hiểu được từ đạo tặc tâm lý xuất phát, đứng tại đạo tặc góc độ đi suy nghĩ bọn hắn thật chính là muốn chính là cái gì. Tại sao muốn đào dạng này một cái trộm động? Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Phổ Kiến đi theo Bạch Mộ Sơn bên người vẫn có thể học được không ít thứ. Mặc Hàm đi vào suối nước nóng bên cạnh, đưa tay dò xét vào thủy đàm, cảm thụ một chút suối nhiệt độ của nước. Vương Hoành Phong còn là lần đầu tiên đến Nguy Sơn đảo đến. Hắn nhìn qua một bên hồ sơn trấn trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị chiêu bài cười nói, ta đi qua vẫn cho là nhỏ nhất bảo hộ đơn vị là huyện cấp, đến nơi này mới biết nói thế mà còn có trấn cấp trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Mặc Hàm nói, chỉ có ngươi không nghĩ ra được không có Hứa Thuần Lương làm không được. Vương Hoành Phong nói, hoàn cảnh nơi này thật sự là được trời ưu ái, nếu như suối nước nóng nước chất ưu lương, có thể khai phát thành toàn bộ Giang Hải khu kinh tế cấp cao nhất suối nước nóng làng du lịch. Bất quá diện tích ít đi một chút. Mặc Hàm nói, chung quanh nơi này có không ít xí nghiệp đơn vị, trấn chính phủ cũng tại phụ cận, muốn ở chung quanh trinh khả năng không lớn. Vương Hoành Phong nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần có thể cầm xuống suối nước nóng quyền khai thác, chúng ta có thể trải suối nước nóng đường ống, tướng nước suối dẫn tới trên đảo bất luận cái gì khu vực, trải đường ống thành vốn cũng không sẽ quá cao. Mặc Hàm nghĩ đến Hiển Hồng Nông Trường, Đông Nghiễm Sinh trong tay chữ hàng đại lượng thổ địa. Nếu như cùng hắn hợp tác khai phát suối nước nóng làng du lịch, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt, lúc trước Hứa Thuần Lương để nàng hỗ trợ cầm xuống nhà máy rượu, chân chính dụng ý còn không phải là vì cổ hầm ao phía dưới bí mật, luôn miệng nói cái gì xương rồng, hiện tại đã bị trộm mộ không còn, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì xương rồng, cái này cái lừa gạt. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng người huyên náo, có hơn 50 người từ bên ngoài tràn vào, cổng mặc dù có bảo an trấn giữ, nhưng là đối phương nhiều người. Bảo an dù sao thế đơn lực cô, căn bản ngăn không được bọn hắn. Trương Hải Đào cùng Đinh Tứ cũng mau chóng tới hỗ trợ. Trương Hải Đào nhận ra đám người này đều là Nguy Sơn đảo nhà máy rượu đi qua công nhân, dẫn đầu tới chính là Nguy Sơn đảo cất rượu nhà máy đi qua phó trưởng xưởng Diêm Trung Dân. Trương Hải Đào nói, ra Diêm, các ngươi chơi cái gì? Có biết hay không nơi này là tư nhân địa phương, các ngươi dạng này xông loạn là phạm pháp. Diêm Trung Dân lớn tiếng nói. Nơi này là Nguy Sơn đảo nhà máy rượu, là chúng ta dựa vào sinh tồn địa phương, lúc nào thành tư nhân địa phương. Một đám công nhân đi theo la hét, đúng, chỗ của chúng ta, là chúng ta nhà máy, các ngươi mới là ngoại lai. Đinh Tứ cả giận nói, ồn ào cái gì, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu đã sớm đóng cửa, các ngươi cùng nhà máy rượu lao động quan hệ đã trúng rừng, các ngươi cùng nhà máy rượu không có bất cứ quan hệ nào. Đừng nghe bọn họ hồ thuyết.
là bọn hắn chiếm đoạt rượu của chúng ta nhà máy, Hoàng Nghiễm Nghĩa tên vương bát đản kia kinh doanh bất thiện, dựa vào cái gì để chúng ta công nhân tính tiền? Các ngươi nói chúng dừng ở giữa rừng, các ngươi nói không quan hệ liền không có đóng hệ. Bọn hắn nói tới Hoàng Nghiễm Nghĩa là đã đi qua nhà máy rượu xưởng trưởng. Các huynh đệ, đây là chúng ta nhà máy, chúng ta nhất định phải muốn cái thuyết pháp. Bọn này công nhân cầm như người đông thế mạnh rồi xoay người về phía trước, Trương Hải Đào cùng mấy tên bảo an đi qua ngăn đón, rất nhanh liền bị bầy người cho vò tới một bên, Trương Hải Đào tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh. Mặc Hàm cả giận nói, hãy nghe cho ta, lập tức từ ta địa phương lăn ra ngoài. Ngươi để ai lăn ra ngoài? Đây là chúng ta nhà máy. Địa bàn của chúng ta làm chủ nhà máy là chúng ta, suối nước nóng cũng là chúng ta. Đúng. Mặc Hàm nghiêm nghị nói, các ngươi tự tiện xông vào tư nhân thổ địa, đã dính líu phạm pháp, ta cảnh cáo các ngươi, thật sự nếu không lập tức rời đi, ta sẽ khởi tố các ngươi, một cái đều sẽ không bỏ qua. Số nương môn ngươi khởi tố ai? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi làm sao nhận thầu nhà máy rượu, còn không phải ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, bồi tiếp Hứa Thuần Lương đi ngủ mới bá chúng ta nhà máy, Trương Hải Đào cùng Đinh Tứ đều nghe không nổi nữa, đám này công nhân thế mà thân người công kích. Nếu là Hứa Thuần Lương tại, còn đến mức nào, khẳng định đến ra tay đánh nhau. Lúc này một đạo hắc ảnh tựa như một đạo tia chớp màu đen xông vào đám người, lại là Mặc Hàm, nàng vò tới trước mấy bước đằng không mà lên, một cước bay đạp chính giữa vừa rồi miệng đầy ô ngôn uế ngữ công nhân ngực, tướng tên kia công nhân bị đá đằng vân giá vụ bay lên, sau đó lại như cùng đoạn mất tuyến con diều hướng trong đám người quảng đi. Mới vừa rồi còn đoàn kết nhất trí công nhân, phần phật một chút tản ra. Không có người chủ động tiếp được thân thể của hắn, mặc cho vị đồng nghiệp này rắn rắn chắc chắc ném xuống đất, cho bụi nổi lên bốn phía. Đám người cả kinh trợn mắt hốc mồm, Đinh Tứ miệng há đến có thể tắc hạ cả một cái trứng ngỗng. Ngắn ngủi trần chờ về sau, đám kia công nhân giận dữ hét, số nương môn, đánh nàng. Mặc Hàm lạnh hừ một tiếng, muốn chết, nàng một quyền đánh chúng trước hết nhất xông về phía mình công nhân mặt, máu bắn tung tóe, thuận thế một cái khuỷu tay kích. Trọng kích tại một tên khác tráng hán tim. Trương Hải Đào cùng Đinh Tứ liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng đang lo lắng đi lên hỗ trợ vẫn là không giúp. Dù sao xuất thủ là Mặc Hàm, bọn hắn cùng Mặc Hàm không quen, nếu như là Hứa Thuần Lương, bọn hắn đã sớm nghĩa vô phản cố xông lên đi, hai người cũng rõ ràng một sự kiện, Mặc Hàm xuất thủ đánh người là chính nàng phụ trách, nếu như hai người bọn họ xuất thủ đánh nhau, đoán chừng Hứa Thuần Lương được đi ra cõng nồi. Đinh Tứ con mắt đi lòng vòng, từ dưới đất nhặt lên một cây sáp ong cán, hướng Mặc Hàm quay đầu sang, Mặc tiểu thư, tiếp lấy. Mặc Hàm thân thể mềm mại bay lên không tại giữa không trung, nhìn cũng không nhìn sau lưng, tay phải phản tay vồ lấy đã vững vàng bắt lấy trường côn, thuận thế hướng về phía trước đánh rớt, tay nâng côn rơi hai tên công nhân lại bị nàng nện té xuống đất. Trương Hải Đào cầm điện thoại di động cùng đập, quá đẹp rồi. Cùng nhìn phim võ thuật hiện trường trực tiếp giống như. Đinh Tứ xem như thấy rõ. Lấy Mặc Hàm thân thủ một người đánh 10 người tuyệt không vấn đề. Đừng nhìn qua gây chuyện công nhân có hơn 50 cái, thật đánh nhau không có mấy cái dám lên trước, mới một cái chớp mắt, đã có 7 người bị Mặc Hàm đánh té xuống đất, dùng tan đàn xẻ nghé để hình dung đám người này lại chuẩn xác bất quá, trong nháy mắt đã từ tiến công chuyển thành chạy trốn. Mặc Hàm mới mặc kệ cái gì giặc cùng đường chớ đuổi, xông đi lên chiếu đánh không lầm. Đinh Tứ vỗ vỗ Trương Hải Đào bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Chớ chọc nữ nhân. Phổ Kiến lúc này từ dưới đất leo lên, nhìn thấy tình huống hiện trường cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn bỏ qua vừa rồi kia một đoạn, không biết bởi vì cái gì đánh nhau. Trương Hải Đào cho rằng có cần phải cho Hứa Thuần Lương hồi báo một chút tình huống nơi này, đem đập coi thường nhiều lần cho Hứa Thuần Lương phát tới. Bên ngoài truyền đến còi cảnh sát thanh âm, đồn công an cách nơi này vốn là không xa, tiếp vào báo cảnh về sau, lập tức chạy tới, nay thiên đồn trưởng Lý Thành Ba nghỉ ngơi. Chỉ đạo viên Triệu Hoành dẫn đội. Lần này là Trương Hải Đào chủ động báo cảnh, bản ý của hắn là bảo vệ mình một phương, nhưng là sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, Mặc Hàm một cái tiểu cô nương đem đối phương mười mấy cái các lão ra đánh, mà lại chính đang kéo dài thi bạo bên trong, cảnh sát chạy đến thời điểm, nàng còn cua sáp ong cán đại sát tứ phương. Đinh Tứ cùng Phổ Kiến hai người đều thấy sợ hãi trong lòng, hai người đều đem Mặc Hàm liệt vào tuyệt đối không thể trêu nhân vật. Nữ nhân này có vẻ như tường vi tâm có mãnh hổ. Xuân Tuyết, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đi vào có lưu bọn hắn ký ức bãi, mới vừa đi ra ô tô bầu trời liền đã nổi lên Xuân Tuyết. Gió đã không phải là như vậy rét lạnh, tuyết cũng biến thành nhu hòa,
nhỏ bé tuyết trong gió chậm rãi sôi trào, cho người cảm giác càng giống là tơ liễu. Hứa Thuần Lương kỳ thật đã sớm đoán được Mai Như Tuyết muốn tới đây, cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Mai Như Tuyết luôn cảm thấy hắn cười không có hảo ý, nhìn một chút chung quanh, chủ động nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn, tướng gương mặt xinh đẹp dán tại đầu vai của hắn. 1. Hứa Thuần Lương ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm giác trong lòng thiêu đốt lên một đám lửa, hai đầu cánh tay không khỏi gia tăng lực lượng, Mai Như Tuyết bị hắn ôm đến một tiếng ngâm khẽ, giận trách, khí lực thật là lớn, eo đều sắp bị ngươi ôm đoạn mất. Hứa Thuần Lương nói, đủ để chứng minh ta đối với ngươi đói khát khó nhịn. Mai Như Tuyết cười tại trên bả vai hắn đánh hai lần, đây không phải tới thăm ngươi. Bưng lấy Hứa Thuần Lương mặt, tại hắn trên môi nhẹ hôn một cái, ngoan. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên khẽ vươn tay, đưa nàng chặn ngang bế lên, Mai Như Tuyết duyên dáng gọi to nói, buông xuống, ngươi mau thả hạ. Hai tay ôm sát Hứa Thuần Lương cổ, rất sợ từ trong ngực hắn rơi xuống. Mai Như Tuyết nói, giày, giày của ta. Hứa Thuần Lương nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hứa Thuần Lương ôm nàng nguyên địa chuyển hai cái vòng, bởi vì xoay chuyển quá nhanh, Mai Như Tuyết hai con giày đều bị hắn bỏ rơi. Mai Như Tuyết sóng mắt như nước mùa xuân dập dờn, sợ ngươi. Hứa Thuần Lương cười ha ha, sợ ta còn dám tới. Mai Như Tuyết nhẹ giọng thở dài nói, sợ hãi dê vào miệng cọp, lại sợ ngươi tai họa nữ hài tử khác, càng nghĩ, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. 2. Hứa Thuần Lương nói, Mai bí thư công đức vô lượng. Mai Như Tuyết nở nụ cười, thả ta xuống. Hứa Thuần Lương làm bộ đưa nàng vứt xuống, Mai Như Tuyết dọa đến ôm sát cổ của hắn, Hứa Thuần Lương cố ý để nàng một chút xíu trượt xuống, Mai Như Tuyết đủ không đến giày, chỉ có thể dùng song chân đạp hắn lưng đùi, hai tay ôm hắn cổ. Hứa Thuần Lương cúi đầu xuống bắt được môi anh đào của nàng, Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, người này thật sự là công vu tâm kế, hiện tại cũng hoài nghi hắn là cố ý vùng thoát khỏi giày của mình, để cho mình không đường có thể trốn. Đã không chỗ có thể trốn chỉ có thể mặc cho hắn gây nên, Hứa Thuần Lương nhấm nháp thời điểm hai tay cũng không nhàn rỗi, tại Mai Như Tuyết trên thân thể mềm mại bốn phía du tẩu. Mai Như Tuyết nghĩ phải bắt được hắn càng ngày càng càn rỡ tay, thân thể lại mất đi cân bằng, duyên dáng gọi to một tiếng, cảm giác liền muốn ngửa ngã trên mặt đất, Hứa Thuần Lương kịp thời ôm lấy eo nhỏ của nàng, đưa nàng một lần nữa ôm vào ôm ấp, Mai Như Tuyết ôm chặt lấy hắn, như nói mê nói ra, ngươi chính là tên đại bại hoại. Hứa Thuần Lương nói, lớn không lớn đến sở qua mới biết được. Mai Như Tuyết tức giận đến ghé vào hắn đầu vai hung hăng cắn một cái, ngoạm ăn rất nặng không qua lập tức liền buông lỏng, lại nghĩ trừng phạt hắn phóng túng, lại lo lắng cắn đau hắn. Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên, là Mai Như Tuyết điện thoại, Hứa Thuần Lương ôm nàng, không tiếp, thật sự là chán ghét. Điện thoại di động của hắn cũng vang lên so Mai Như Tuyết điện thoại còn muốn quật cường. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nở nụ cười, Mai Như Tuyết ôn nhu nói, vẫn là tiếp đi, vạn nhất có cái đại sự gì đâu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, một cái tay ôm lấy Mai Như Tuyết eo nhỏ nhắn, một cái tay móc ra điện thoại. Mai Như Tuyết cũng lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn xem là ai gọi điện thoại tới, có Hứa Thuần Lương cánh tay vòng vây quanh mình, trong lòng rất an tâm. Nói chuyện yêu đương đồng thời vẫn không quên công vụ Hứa Trấn Trưởng nhận nghe điện thoại, Lý Sở, chuyện gì a? À? À, thật. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, Mai Như Tuyết WeChat còn không có về xong, chờ nàng hồi phục xong WeChat, thu hồi điện thoại, ôm Hứa Thuần Lương cổ, thế nào? Hứa Thuần Lương nói, nhà máy rượu xảy ra chuyện. Hồ Sơn Trấn đồn công an vẫn là lần đầu chui vào nhiều người như vậy, phía ngoài mấy trăm lỗ hổng người trên cơ bản đều là nhà máy rượu công nhân gia thuộc, bởi vì nhà máy rượu công nhân viên chức phần lớn là người địa phương, nghe nói người trong nhà bị đánh về sau lập tức chạy tới. Sở trưởng Lý Thành Ba thật vất vả mới nghỉ ngơi một ngày, lại không thể không từ trong nhà chạy tới, nhìn thấy trước mắt người đông nghìn nghịt, quần tình mãnh liệt chiến trận có chút mơ hồ, an bài trước nhân viên cảnh sát duy trì trật tự, vạn nhất khống chế không nổi cục diện hôm nay nhất định đạt được đại sự. Lý Thành Ba tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, Hứa Thuần Lương để hắn không cần kinh hoàng, cũng không phải chết người loại đại sự này, nhân thủ không tốt xử lý, trước tiên có thể tìm tổng hợp chấp pháp xử lý điều người hỗ trợ. Lý Thành Ba cho rằng Hứa Thuần Lương còn chưa ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, Hứa Trấn Trưởng, tổng hợp chấp pháp xử lý đều tới cũng vô dụng, hiện tại có hơn 300 người đem chúng ta đồn công an đều vây lên, nhân số còn đang không ngừng gia tăng, bọn hắn đều là người địa phương, Mặc tiểu thư nâng cốc nhà máy công nhân đánh, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn,
người ta muốn cái thuyết pháp. Tại Hứa Thuần Lương xem ra nhà máy rượu đều đóng cửa, cái nào còn có cái gì công nhân. Không tồn tại lao động quan hệ, bọn hắn chính là cố tình gây sự. Mai Như Tuyết trước đem Hứa Thuần Lương đưa đến đồn công an phụ cận, căn dặn hắn nhất định phải đè ép châm lửa, không nên đem mâu thuẫn tiếp tục kích thích, chuyện này là bởi vì Mặc Hàm mà lên, nếu như xử lý bất đương, dân chúng lửa giận liền sẽ hướng hắn phát tiết. Hứa Thuần Lương chỗ xuống xe khoảng cách đồn công an còn có hơn 50 mét, đi vào hiện trường xem xét mới biết được Lý Thành Ba một chút cũng không có khoa trương, đồn công an bên ngoài đứng mấy trăm lỗ hổng người, từng cái la hét muốn nghiêm trị đánh người hung thủ. Không chung một đám chim sẻ tại cửa ra vào trên đại thụ lên lên xuống xuống, tựa hồ cũng theo xem náo nhiệt, đại thụ phía nam cành cây trên treo một con to lớn tổ ong, bất quá bởi vì thời tiết chưa trở nên ấm áp nguyên nhân, cũng không có có ong vỏ vẽ hoạt động, trước mắt hẳn là đều tại ngủ đông. Hứa Thuần Lương thật vất vả mới từ trong đám người đẩy ra cửa chính, cổng 6 tên nhân viên cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, Triệu Hoành tự mình tại hiện trường chỉ huy, cuống họng đều hàm ách, mọi người không nên kích động. Về trước đi, chúng ta sẽ làm rõ ràng tình huống. Chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một hợp lý trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, Triệu Hoành hướng hắn lên tiếng chào, cười khổ nói, Hứa trấn trưởng, nàng nhưng thọc một cái lớn tổ ong vỏ vẽ. Hứa Thuần Lương nói, liền hưng ong vỏ vẽ đốt người, không thể chọc tổ ong vỏ vẽ. Lúc nói chuyện nhìn không được hướng con kia lớn tổ ong lại liếc mắt nhìn. Triệu Hoành nghe xong liền biết Hứa Thuần Lương hướng về Mặc Hàm. Chuyện này nguyên nhân gây ra mặc dù là nhà máy rượu những công nhân kia đến nhà nháo sự, nhưng là Mặc Hàm đánh người cũng là sự thật không thể chối cãi. Hứa Thuần Lương đi vào đồn công an, đánh người cùng bị đánh đều tại ghi khẩu cung. Bị đánh đã nghiệm qua đả thương, đều là vết thương da thịt, liền vết thương nhẹ hại đều không có một cái nào, chứng minh Mặc Hàm xuất thủ rất có chừng mực. Hứa Thuần Lương một đã sớm biết Mặc Hàm võ công không tệ, hôm nay nàng lấy một chọi 10. Xem ra là không có ý định tiếp tục ẩn giấu thực lực. Lý Thành Ba đem Hứa Thuần Lương mời đến phòng làm việc của mình, thở dài nói, sự tình không lớn, phiền phức không nhỏ, vị này Mặc tiểu thư tính tình quá lớn, tại sao có thể đánh người đâu. Hứa Thuần Lương nói, chưa người khác cho phép lén xông vào người khác lãnh địa là hành động trái luật, không thể bởi vì bọn hắn nhiều người liền pháp không trách chúng. Lý Thành Ba nói, ta đương nhiên biết là nào công nhân không đúng trước. Nhưng là vô luận như thế nào Mặc tiểu thư cũng hẳn là khống chế một chút hỏa khí, không thể đánh người a. Lý Sở, mấy chục người khí thế hung hăng tiến đến hương sư vấn tội, nếu đổi lại là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đầu nào pháp luật quy định không thể phòng vệ chính đáng rồi. Hứa Thuần Lương trực tiếp đem Mặc Hàm hành vi định nghĩa là đang lúc phòng vệ. Lý Thành Ba nói, hiện trường không phải có bảo an sao? Làm sao những người khác không động thủ, liền nàng một người động thủ? Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy chuyện này Mặc Hàm không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, muốn truy cứu cũng là truy cứu những người gây chuyện kia trách nhiệm, bọn hắn cùng Nguy Sơn Hồ nhà máy rượu đã không tồn tại lao động quan hệ, cho dù có lao động quan hệ, oan có đầu nợ có chủ, bọn hắn dựa vào cái gì tìm người ta nhận thầu thương. Hứa Thuần Lương nói, ai dẫn đầu? Lý Thành Ba nói, ta cũng buồn bực đâu, nhận thầu cũng đã lâu như vậy, vì cái gì bọn hắn sớm không nháo? Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện suối nước nóng nguyên nhân? Bọn hắn cũng nghĩ từ đó phân một chén oánh. Lý Thành Ba nói, trước phó trưởng xưởng Diêm Trung Dân. Hứa Thuần Lương nói, người này phải hảo hảo điều tra thêm. Lý Thành Ba nói, hắn có gì có thể tra? Người này ta coi như hiểu rõ, làm người trung hậu trung thực, hợp người cũng rất tốt. Nhà máy rượu đóng cửa về sau, hắn một mực nghĩa vụ hỗ trợ nhìn xem, vừa rồi ta cũng hỏi qua, hắn nói lúc đầu không muốn đi. Nhưng công nhân không phải để hắn cùng đi, sự tình phát triển đến loại tình trạng này hắn cũng không nghĩ tới. Hứa Thuần Lương nói, người cùng hắn rất quen a. Lý Thành Ba có chút ngượng ngùng cười, hắn cùng Diêm Trung Dân hẳn là tính bạn nhậu. Hứa Thuần Lương để hắn đem Diêm Trung Dân đi tìm đến, muốn làm bột hỏi mấy món sự tình. Diêm Trung Dân ngay tại trong sở công an, không bao lâu lại tới, Diêm Trung Dân không có bị đánh nhưng là thời điểm chạy trốn đem chân cho uy, đi đường khập khiễng. Có thể là cảm thấy mình bên này đến người đủ nhiều, hắn cũng lộ ra lực lượng 10 phần, Hứa trấn trưởng, người đến rất đúng lúc, người cho chúng ta phân xử thử, Hồ Sơn trấn còn có vương pháp sao? Có phải hay không có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm? Hứa Thuần Lương nói, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, có tiền không thể muốn làm gì thì làm, không có tiền càng không thể muốn làm gì thì làm. Lý Thành Ba nghe được sững sờ, lời này có mau bệnh,
cái gì gọi là không có tiền càng không thể muốn làm gì thì làm, không cẩn thận mảnh nhất phẩm, giống như rất có đạo lý, có tiền cùng không có tiền phân biệt quá lớn. Diêm Trung Dân nói, có tiền không nổi a, có tiền liền có thể chiếm lấy hàng của chúng ta, liền có thể ẩu đánh chúng ta công nhân. Hứa Thuần Lương nói, người đừng kích động a, người đi qua là nhà máy rượu phó trưởng xưởng, hẳn là hiểu chút pháp luật hiểu chút đạo lý, có lý không tại âm thanh cao, ngay trước Lý sở trưởng bột ta hỏi ngươi mấy vấn đề được không? Diêm Trung Dân không có sợ hãi nói, người hỏi chính là, Nguy Sơn Hồ nhà máy rượu có phải hay không đã đóng cửa rồi? Đúng. Nhà máy đóng cửa về sau, các người cùng nhà máy ở giữa lao động quan hệ có phải hay không đã không tồn tại? Diêm Trung Dân nói, các người muốn như thế nào nói liền như thế nào nói, lúc trước để chúng ta đóng cửa chính là bọn ngươi, sự thật chứng minh chúng ta nhà máy rượu ban đầu là bị bán đổ bán tháo, đây chính là quốc hữu tài sản sói mòn, chúng ta yêu cầu bổ thường. Hứa Thuần Lương cười nói, một mã thì một mã, chúng ta không phải đàm hôm nay tranh chấp sự tình sao? Ngươi cùng ta kéo cái gì quốc hữu tài sản sói mòn, đã như vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút, nhà máy rượu là thế nào đóng cửa. Còn không phải là các ngươi đám này lãnh đạo kinh doanh bất thiện. Phàm là lúc trước các ngươi nhiều một chút tâm, nhiều cố gắng một điểm, nhà máy rượu cũng sẽ không rơi xuống đóng cửa kết thúc, các ngươi không theo tự thân tìm nguyên nhân còn trách trên chính phủ. Diêm Trung Dân nói, hiện tại thị trường hoàn cảnh lớn chính là cái này bộ dáng, chúng ta chỉ là một cái hương trấn nhà máy rượu. Chúng ta cũng vô lực hồi thiên, không thể đem trách nhiệm tất cả đều quy tội đến trên người chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, được, vậy ta hỏi một chút ngươi, nhà máy rượu đóng cửa về sau, đại môn chìa khóa vẫn luôn tại trong tay của ngươi, phía dưới phát sinh mất trộm án ngươi có biết hay không? Diêm Trung Dân lớn tiếng nói, hứa trấn trưởng ngươi có ý tứ gì? Ta căn bản không biết phía dưới có văn vật. Ta có nói qua văn vật rồi. Hứa Thuần Lương ánh mắt sáng rực tiếp cận Diêm Trung Dân. Diêm Trung Dân giật nảy mình, Hứa Thuần Lương chuyển hướng Lý Thành Ba nói, Lý sở, ta có hay không đề cập qua văn vật hai chữ? Lý Thành Ba lắc đầu. Diêm Trung Dân nói, hiện tại toàn bộ Nguy Sơn đảo người nào không biết nhà máy rượu phía dưới có văn vật, mà lại các ngươi còn nâng cốc nhà máy liệt vào Hồ Sơn trấn trọng điểm văn vật biên lai vị. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, cũng đúng vậy a, hiện tại không có tuyệt đối bí mật, nhà máy rượu đóng cửa về sau, Diêm xưởng trưởng chăm sóc có công. Nếu như không phải ngươi, nhà máy rượu chỉ sợ liền ba cái cổ hầm ao đều bị người cho trộm đi. Diêm Trung Dân sắc mặt xoát địa biến. Hứa Thuần Lương cố ý không nói đi xuống, nhìn qua Diêm Trung Dân nói, từ cửa chính tiến vào đi, sau khi đi vào, đại môn từ bên trong khóa trái, đám người này tiến vào cất rượu xưởng, ngươi có biết hay không? Diêm Trung Dân hoảng hồn, ta không biết, ngươi chỗ nào nghe được. Lý Thành Ba xem xét Diêm Trung Dân phản ứng liền biết nơi này khả năng có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, vừa không phải nói nha, hiện tại không có tuyệt đối bí mật, ngươi không có khả năng không biết, mỗi lần đều là ngươi lái xe dẫn người đi vào, đám người kia còn đào số một hầm ao. Diêm Trung Dân nói, ta không có. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên gầm lên giận dữ, đến lúc nào rồi ngươi còn dám nói láo. Nói, dưới mặt đất văn vật có phải hay không là ngươi dẫn người trộm. Diêm Trung Dân bị hù hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Lý Thành Ba cũng bị giật nảy mình, không qua phản ứng của hắn cũng không như Diêm Trung Dân như thế lớn. Diêm Trung Dân cái nào trải qua loại chiến trận này, dọa đến hồn bất phụ thể, ta không có, ta không có, bọn hắn là muốn kiểm tra xem xét cổ hầm ao. Ngươi nói láo khảo sát cổ hầm ao có hay không hướng trong trấn ngành tương quan báo cáo chuẩn bị? Có hay không thu hoạch được văn vật bộ môn cho phép? Bọn hắn liền nói nhìn xem, bọn hắn còn cam đoan bất động bất kỳ vật gì. Hứa Thuần Lương nói, biên, người mẹ nó tiếp lấy biên. Người sẽ vô duyên vô cớ mang theo đám người kia đi khảo sát. Tuyển tại khuya khoắt, sợ người khác biết, lén lén lút lút, tận làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, khó trách các ngươi nhà máy rượu sẽ đóng cửa, cũng bởi vì như ngươi loại này chỉ có tư tâm lãnh đạo, không đóng cửa mới là lạ. Nói đi, người thu người ta bao nhiêu tiền? Diêm Trung Dân nói, không có, ta không có. Hứa Thuần Lương lạnh hừ một tiếng. Diêm Trung Dân dọa đến khẽ run rẩy, thật không có nhiều, bọn hắn cho ta 2 vạn khối, bọn hắn tự xưng là thiên phàm tập đoàn bộ môn kỹ thuật, nghĩ tự mình khảo sát một chút cổ hầm ao, sớm ước định một chút cổ hầm ao giá trị dạng này mới có thể tốt hơn cùng trên trấn bàn điều kiện. Ta thề, ta không có làm trộm cướp văn vật sự tình, ta cũng không biết phía dưới có văn vật, cái kia trộm động cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lý Thành Ba cũng hỏa,
tốt ngươi cái Diêm Trung Dân, nhìn ngươi làm được sự tình gì. Diêm Trung Dân vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, ta thừa nhận ta tham tài nhưng là ta có thể thề, ta cùng văn vật mất trộm không có bất cứ quan hệ nào, không tin các ngươi có thể tìm những người kia đối chất, bọn hắn chính là tại cổ hầm ao nhìn một chút, không có hướng bên trong đào. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay tình huống như thế nào? Nhiều như vậy công nhân đột nhiên đi vào nhà máy rượu nháo sự, cùng ngươi có quan hệ à? Không có, không có. Hứa Thuần Lương nói, Diêm Trung Dân, ngươi bây giờ đã dính líu trộm cướp văn vật, nếu như thêm một cái nữa giật dây quần chúng, tụ chúng nháo sự, ta nhìn ngươi là nghĩ đoạn cả một đời cơm nhà nước. Lý Thành Ba trên bàn vỗ một cái, còn không nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Diêm Trung Dân cũng nhanh khóc lên, là, Diêm Phương Minh. Hứa Thuần Lương cùng Lý Thành Ba liếc mắt nhìn nhau, Diêm Phương Minh bọn hắn đều biết, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn phó tổng, để Hứa Thuần Lương đánh một trận thật đau mặt hàng, chỉ là không nghĩ tới giữa bọn hắn làm sao có liên hệ. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, hai người đều họ Diêm. Hứa Thuần Lương thẩm án sức mạnh đi lên, truy vấn quan hệ của hai người. Diêm Trung Dân đã triệt để phá phòng. Nói cho bọn hắn Diêm Phương Minh là hắn một cái bà con xa chất tử, đi qua cũng không có gì lui tới, bởi vì nhà máy rượu phát hiện suối nước nóng, Diêm Phương Minh không biết làm sao liền nghĩ tới chính mình cái này xa phương thúc thúc, tìm hắn hiểu rõ nơi đó tình huống, hắn hỗ trợ cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Hôm nay gây chuyện nguyên nhân, cũng là Diêm Phương Minh ở sau lưng cổ động, đáp ứng chỉ cần là bọn hắn sinh thái vòng ném cầm xuống nhà máy rượu suối nước nóng quyền khai phát. Tham gia gây chuyện công nhân về sau đều có thể trong tương lai suối nước nóng làng du lịch an bài công việc. Diêm Trung Dân còn không có dám khuếch trương phạm vi lớn hắn tìm tin được mười mấy người, sau đó mọi người các tự phát triển mấy tên đồng sự, mới tạo thành hôm nay hơn 50 người quy mô, vốn cho rằng có thể oanh oanh liệt liệt náo trên một trận, thật không nghĩ đến ngay từ đầu liền gặp kẻ khó chơi, bị một cái tiểu cô nương bạo đánh một trận. Hôm nay chuyện nguyên nhân gây ra đã hoàn toàn làm rõ ràng. Lý Thành Ba tức giận đến chỉ vào Diêm Trung Dân cái mũi mắng, Diêm Trung Dân, ngươi già nên hồ đồ rồi, biết ngươi bây giờ hành vi đã cấu thành phạm pháp phạm tội sao? Diêm Trung Dân nói, ta cũng là vì công nhân mưu điểm phúc lợi, nhà máy đóng cửa, mọi người cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, đừng đem chính mình nói đến cao thượng như vậy, Diêm Trung Dân, ngươi gây sự tình ngươi cho ta tranh thủ thời gian bình xuống dưới, ta cho ngươi nửa giờ, đem vây tại người bên ngoài cho lấy đi. Muộn một phút đồng hồ, ta liền cùng ngươi đem nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Diêm Trung Dân nói, đừng a, ta không phải là không muốn để bọn hắn đi, là ta hiện tại không có năng lực này, kia nữ đem chúng ta người đánh, hiện tại cũng là người nhà của bọn họ tới muốn thuyết pháp, ta nói bọn hắn cũng không nghe a. Lý Thành Ba cũng nghe không nổi nữa, Diêm Trung Dân, nhưng ngươi được lắm đấy, gây chuyện ngươi liền có năng lực, lắng lại tình thế ngươi không có bản sự, ta đi qua nhưng không có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi làm ra mấy trăm người vây vây nhốt chúng ta phái xuất xứ, mở hồ sơn trấn khơi dòng, khiêu chiến pháp luật. Ngươi biết hậu quả nhiều nghiêm trọng không? Diêm Trung Dân nói, là ta lòng tham, ta đáng chết, ta không nên ham tiền trinh. Lúc này Triệu Hoành gõ cửa tiến đến, nhìn thấy trước mắt một màn không khỏi lấy làm kinh hãi, thực sự không biết rõ Diêm Trung Dân vì sao lại quỳ xuống. Triệu Hoành nói, không xong, có phóng viên đến đây. Lý Thành Ba cả giận nói. Làm sao cái nào chỗ nào đều có bọn hắn. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, không cần hỏi đám này công nhân bị lợi dụng, vô luận bọn hắn nháo sự thành công hay không, người ta đến tiếp sau đều sẽ có động tác, tin tức phóng viên tại sao tới nhanh như vậy. Lý Thành Ba nói, trước đó chuẩn bị xong thôi, quả thực là quá ghê tởm. Hứa Thuần Lương nói, cái này sinh thái vòng ném thật đúng là có chút thủ đoạn. Hắn vỗ vỗ Diêm Trung Dân bả vai, đứng lên đi, đừng tổng quỳ. Quỳ lâu liền không đứng lên nổi. Diêm Trung Dân duỗi tay vịn cái ghế run rẩy đứng lên, hắn ý thức được mình khả năng bày ra chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có cách nào đem bọn hắn đuổi đi. Vậy ta đi bên ngoài đem ngươi làm sự tình nói cho mọi người, nếu như bọn hắn biết bị ngươi lợi dụng, bọn hắn ăn đòn, ngươi thu tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Diêm Trung Dân dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ta đi thử xem, ta đi thử xem. Lý Thành Ba để Triệu Hoành bồi tiếp hắn đi qua. Hai người rời đi về sau, Lý Thành Ba nói, ta là thật không nghĩ tới cái này giả Diêm thế mà có nhiều như vậy vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, biết người biết mặt không biết lòng a, Diêm Trung Dân lại là Diêm Phương Minh xa phương thúc thúc, xem ra công tác tình báo còn làm không chiếm được vị. Lý Thành Ba nói,
hôm nay huyên náo động tĩnh rất lớn, quay đầu ta lại muốn bị phê bình. Hứa Thuần Lương nói, Tần bí thư đến bây giờ cũng không đánh điện thoại, người chứng minh nhà không có coi thành chuyện gì to tát, người chớ tự mình dọa mình, ngược lại là những ký giả kia có chút phiền phức. Hai người từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy là Đông Châu phóng viên đài truyền hình, chính trong đám người phỏng vấn. Hứa Thuần Lương nhớ tới Tô Tình, hiện tại Tô Tình đã từ chức, Đông Châu đài truyền hình cũng không có người mình, kinh lịch nhiều như vậy phong ba, Hứa Thuần Lương đã khắc sâu cảm nhận được dư luận tác dụng, việc này tuyệt đối không thể chủ quan. Diêm Trung Dân đi bên ngoài đau khổ thuyết phục, nhưng chính như hắn vừa rồi nói, hắn dễ bản không có có năng lực như thế, nếu như đều là nhà máy rượu công nhân còn dễ nói, hiện tại hơn phân nửa đều là tới đòi công đạo gia thuộc, tình huống phi thường phức tạp. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại nhìn qua trong nội viện trên đại thụ treo một con tổ ong to lớn, móc ra một cục đá, thừa dịp Lý Thành Ba không sẵn sàng, dùng sức bắn ra ngoài. Hứa Thuần Lương đối đồn công an nội bộ hoàn cảnh vẫn là hết sức quen thuộc, biết đồn công an trong nội viện trên đại thụ có một con to lớn tổ ong, tới đây thời điểm nhìn thấy cái này ô ương ương vây khốn đồn công an chẳng diệt, lúc này liền nghĩ tới dùng chọc tổ ong vỏ vẽ biện pháp đến xua tan đám người này, bất quá đầu tiên nghĩ đến còn là hòa bình giải quyết. Lấy Hứa đại giáo chủ kinh nghiệm, đối đãi đa số người, hòa bình giải quyết thường thường là không có hiệu quả, bởi vì bọn hắn không có cảnh giới cao như vậy. Bình thường tới nói, càng là đơn giản thô bạo phương thức, bọn hắn độ chấp nhận càng cao. Quán chú nội lực cục đá bắn vào tổ ong vỏ vẽ, phát ra bồng. Tiếng vang, tổ ong vỏ vẽ bị từ đó đào ra nửa cái, bên trong trốn tránh qua mùa đông chờ đợi mùa xuân tiến đến ong vỏ vẽ trong nháy mắt khôi phục, vô số ong vỏ vẽ bị chọc giận. Bọn chúng bay vào đám người, chẳng có mục đích điên cuồng trả thù. Chuyện kẻ đầu têu Hứa Thuần Lương kéo lấy quai hàm, có chút hiếu kỳ nhìn qua bên ngoài, Trần Sở, bên ngoài thế nào? Đừng nhìn bên ngoài mấy trăm lỗ hổng người, nhưng là đối diện điên cuồng công kích ong vỏ vẽ bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mau trốn, xui xẻo nhất phải kể tới những cái kia phỏng vấn phóng viên, bọn hắn có khiêng camera, có cầm microphone, mà lại bọn hắn không là bản xứ người, đối cảnh vật chung quanh chưa quen thuộc. Bây giờ có thể nhớ kỹ chính là có cực khổ tìm cảnh sát nhân dân. Diêm Trung Dân là sớm nhất làm như vậy, hắn cùng mấy tên cảnh sát cùng một chỗ trốn vào đồn công an, cảnh sát gặp được ong vỏ vẽ cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt. Có mấy chục con ong vỏ vẽ còn cùng theo bay vào trong sở, đang phối hợp điều tra những người kia cùng cảnh sát cùng một chỗ liên thủ hành động đập điên cuồng ong vỏ vẽ. Lúc này Hứa Thuần Lương từ sở trưởng trong văn phòng ra, hắn cũng làm bộ xua đuổi ong vỏ vẽ. Hắn một đuổi, ong vỏ vẽ từ vừa rồi đơn binh tác chiến biến thành tập đoàn tác chiến. Đã bị mặc hàm đánh cho như đòn công nhân, lần này lại bị ong vỏ vẽ hợp nhau tấn công. Liền Lý Thành Ba cũng đã nhìn ra, bay vào trong sở ong vỏ vẽ không công kích nhân viên cảnh sát, không công kích mặc hàm, không công kích quét rác lão đại mụ, chuyên môn công kích những cái kia nhà máy rượu công nhân. Hứa Thuần Lương một bên xua đuổi lấy ong vỏ vẽ vừa nói, báo ứng A, chuyển vần báo ứng xác đáng. Không sợ trời không sợ đất mặc hàm lại có chút sợ hãi ong vỏ vẽ, bước nhanh đi vào Hứa Thuần Lương bên người tìm kiếm che chở, Hứa Thuần Lương hướng nàng gật đầu nói, thật là đúng dịp a, ngươi cũng tại đồn công an. Mặc hàm trừng mắt liếc hắn một cái, còn không phải ngươi cái kia phá nhà máy rượu cho gây. Hứa Thuần Lương nói, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết xuất thủ đả thương người nha. Ôi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mấy cái công nhân bị ngủ đông thảm rồi. Lý Thành Ba bên kia chỉ phất tay giữ cửa sổ mở ra, tướng ong vỏ vẽ thả ra, Triệu Hoành có khác biệt ý kiến, bên ngoài ong vỏ vẽ càng nhiều. Cổng mới vừa rồi còn thần thái phi dương phỏng vấn nhiệt tâm quần chúng nữ phóng viên bị ngủ đông đến đầu đầy bao, ôm bụng mặt, đã triệt để từ bỏ phản kháng, ở bên ngoài gào khóc. Thương Hương Tiếc Ngọc Hứa Thuần Lương đi ra ngoài hỗ trợ, đuổi đi ong vỏ vẽ, đem nữ phóng viên từ bên ngoài ôm vào đến, quay phim tiểu ca ôm camera. Đi theo Hứa Thuần Lương sau lưng đau khổ cầu khẩn, chờ một chút ta. Chờ ta một chút. Hứa Thuần Lương ôm nữ phóng viên xông vào giữa phòng, chân phải phản đá đem cửa phòng đóng lại. Quay phim tiểu ca che chở camera mất mạng hướng mặt trước chen, cửa phòng hết lần này tới lần khác lúc này bỗng nhiên đóng lại, cánh cửa đâm vào camera trên tiếng và đập cùng tiếng vỡ vụn đan vào một chỗ, camera ống kính đều bị đổi đến 4 phần nát thành 5 mảnh. Quay phim tiểu ca giật mình kêu lên, may là camera. Nếu là đầu mình trước tham tiến vào, mặt không được cho đổi mình, đưa tay đẩy cửa, cửa bị người từ bên trong khóa trái, ong vỏ vẽ kiên nhẫn lại đuổi đi lên, quay phim tiểu ca tướng rách dưới camera ném xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, cái này mẹ nó là người làm sự tình sao?
bằng cái gì cứu nữ không cứu nam, người không cứu ta coi như xong, thế mà liền cửa cũng không lưu cho ta, gia súc a. Không nhân tính a. Lý Thành Ba hiệu triệu nhân viên cảnh sát mặc phòng hộ, đi ra ngoài cứu người, bất quá phía ngoài ong vò vẽ bởi vì đám người tán đi mà rời đi, còn có mấy chục con ong vò vẽ vây quanh bị tổn hại tổ ong vừa đi vừa về bay múa. Bị đốt tổn thương không ít người, đa số đều không nghiêm trọng, nặng nhất phải đếm Đông Châu đài truyền hình quay phim tiểu ca, đầu ngủ đông đến cùng đầu heo, thảm nhất phải là vị kia nữ phóng viên, con mắt đều sưng thành một đường, miệng cũng thành lạp xưởng miệng. Đồn công an dự định tướng bộ phận thương thế nặng hơn người mang đến Nguy Sơn đảo bệnh viện. Hứa Thuần Lương ở phương diện này có quyền lên tiếng, hắn nói Nguy Sơn đảo bệnh viện tại xử lý cái này thương thế phương diện cũng không am hiểu, Liễu Sơn dân đổ là có thể, bất quá Liễu Sơn dân người tại Đông Châu. Nữ phóng viên con mắt thành một đường nhỏ, đã thấy vật mơ hồ, sợ hãi nói, ta bị hủy dung. Ta bị hủy dung. Hứa đại giáo chủ một bên an ủi, đừng sợ, dung mạo cũng không trọng yếu, tâm linh mới trọng yếu, cho dù là hủy khuôn mặt, con mắt không thấy được, chỉ cần ngươi có được một viên mỹ lệ tâm linh, tương lai của ngươi vẫn là một mảnh tươi sáng. Con hàng này đối với nữ nhân vẫn là tha thứ. Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, nữ phóng viên oa. Một tiếng khóc lớn lên. Ngươi đừng khóc a, cái gì cũng không bằng còn sống trọng yếu, ngươi phải dũng cảm sống sót. Một bên người đưa mắt nhìn nhau, người này là đang khuyên người hay là đang đả kích người ta. Nữ phóng viên mặc dù bị ngủ đông thành loại tính tình này, nhưng hủy dung chỉ là tạm thời đi. Mặc Hàm nói, Đông Châu đài truyền hình tới thật là nhanh, ai cho tin tức của các ngươi, vẫn là các ngươi biết trước. Nữ phóng viên chỉ là khóc quay phim tiểu ca phát hiện mình camera không thấy, quơ đầu to nhìn chung quanh, ta camera đâu? Ta camera đâu? Ai đem ta camera trộm đi? Lý Thành Ba nhắc nhở hắn nói, ngươi nói chuyện chú ý một chút, đây là đồn công an, không ai trộm ngươi đồ vật. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không vừa rồi chỉ lo chạy trốn, camera rơi bên ngoài rồi. Lúc này Trương Hải Đào từ bên ngoài đi vào, trong tay mang theo một con bị ngã đến hoàn toàn thay đổi camera, cái này ai đổ vật. Quay phim tiểu ca tiến lên tiếp nhận camera, kém chút không có khóc lên, bất quá hắn nét mặt bây giờ đã phân không ra là khóc là cười. Đầu tiên nghĩ đến phải là thẻ nhớ, hôm nay phỏng vấn tài liệu đều ở bên trong, không cần mở ra, nắp bảo hộ cũng không có, kẹt trong máng đâu còn có thẻ nhớ bóng dáng. Quay phim tiểu ca điễn lấy một gương mặt to hướng Trương Hải Đào nói, bên trong thẻ nhớ đâu? Trương Hải Đào lắc đầu biểu thị mình không biết. Quay phim tiểu ca gấp, nếu như phỏng vấn tài liệu mất đi, bọn hắn hôm nay đây không phải bạch ai dừng lại ngủ đông. Có phải hay không là ngươi cầm đi thẻ nhớ, có phải hay không là ngươi cầm đi ta camera? Hắn tiến lên bắt Trương Hải Đào, bị Trương Hải Đào một thanh đẩy ngã trên mặt đất. Trương Hải Đào mắng, cho cắn Lữ Động Tân, các người đám này đài truyền hình không có một cái tốt. Hứa Thuần Lương nói, đừng kích động a. Ta đoán chừng bọn hắn là bị ngủ đông hồ đồ rồi, vẫn là tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Ô, một bên truyền đến nữ phóng viên cực kỳ bi thương tiếng khóc. Mặc Hàm lạnh lùng nói, chớ nóng vội khóc, về sau có người khóc thời điểm. Nguy Sơn đảo bệnh viện khoa cấp cứu một chút tràn vào mấy chục tên bị ong vò vẽ đốt tổn thương bệnh nhân, tiền nhiệm viện trưởng Kim Vĩnh Hạo gần nhất lâm thời bị bắt tráng đinh, Hứa Thuần Lương điều tạm đi Hồ Sơn trấn về sau. Phân viện viện trưởng chức xuất hiện chống chỗ viện trưởng Triệu Phi Dương nhớ tới Kim Vĩnh Hạo, để hắn tới tạm thời chức phụ trách quá độ một chút, dù sao hắn đi qua liền phụ trách Nguy Sơn đảo bệnh viện công việc, cho nên không tồn tại rèn luyện vấn đề. Kim Vĩnh Hạo mặc dù không muốn tới, nhưng là Triệu Phi Dương đáp ứng hắn chỉ là quá độ 2 tháng, đến kỳ sau liền an bài hắn đi phụ trách khác chuông cộng đồng phòng khám bệnh. Kỳ thật Kim Vĩnh Hạo trở về Nguy Sơn đảo công việc đã có 3 ngày, nhưng là hắn cũng không có liên hệ Hứa Thuần Lương. Mặc dù hắn cùng Hứa Thuần Lương từng có cộng sự kinh lịch, nhưng là hai người quan hệ cá nhân, mà lại Hứa Thuần Lương cái này người căn bản không niệm tình xưa, đi Hồ Sơn trấn làm phó trấn trưởng về sau đầu tiên cầm đơn vị cũ khai đao, dạng này người hay là ít liên hệ vi diệu. Kim Vĩnh Hạo phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương phong cách làm việc, rõ ràng hơn mình tới chỉ là một cái quá độ, hỗn đầy 2 tháng giao nộp là được. Diêm Trung Dân cũng được đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu, bất quá tại xử lý vết thương về sau. Đồn công an lại tại trước mắt bao người đem hắn mang đi, căn cứ Trương Hải Đào giải tin tức ngầm, Diêm Trung Dân trước mắt liên lụy đến nhà máy rượu Văn Vật mất trộm án. Nghe được tin tức này, rất nhiều tham dự hôm nay gây chuyện nhà máy rượu công nhân bắt đầu ý thức được khả năng bị lợi dụng.
Sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn phó tổng quản lý Diêm Phương Minh cũng tao ngộ điều tra, lý do là thương nghiệp hối lộ, Diêm Trung Dân đã bàn giao, Diêm Phương Minh tự mình cho hắn 5 vạn khối tiền, cũng làm ra hứa hẹn, để Diêm Phương Minh xúi dục nhiễu loạn nhà máy rượu Văn Hóa Vườn bình thường kinh doanh hành vi. Diêm Phương Minh thầm mắng vị này Sa Phương thúc thúc quá ngu, thế mà đem mình cho thay cho ra. Căn cứ tại chỗ pháp luật, thương nghiệp hối lộ trao phương cá nhân đút lót tại 1 vạn nguyên trở lên, đơn vị đút lót mức tại 20 vạn nguyên trở lên, ứng cho truy tố, thương nghiệp hối lộ thu lấy phương nếu như tướng thu lấy hối lộ khoản về cá nhân tất cả, mức đạt tới 5.000 nguyên trở lên ứng cho truy tố. Diêm Trung Dân nhận được tiền hiển nhiên vượt ra khỏi giới hạn này. Diêm Phương Minh kỳ thật cũng là một cái người chấp hành, nhớ tới một chiêu này cũng không phải là hắn, mà là Hạ Hành Kiệt, hiện tại sự việc đã bại lộ. Diêm Phương Minh đối diện sự thật không phải do hắn không thừa nhận, nhưng là hắn không dám khai ra Hạ Hành Kiệt. Hạ Hành Kiệt kỳ thật đang bày ra chuyện này trước đó liền nghĩ qua xấu nhất một bước, sự tình vạn bại lộ một cái, liền để Diêm Phương Minh một mực chắc chắn số tiền kia là hắn lấy danh nghĩa cá nhân đưa tặng cho Diêm Trung Dân, tư nhân ở giữa quà tặng cũng không thể tính thương nghiệp hối lộ. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đã cho sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Mặc Hàm đối nữ phóng viên kia lời nói tuyệt không phải uy hiếp, xế chiều hôm đó Đông Châu Đài truyền hình thành phố liền nhận được tỉnh Bình Hải bộ môn tuyên truyền vấn trách văn kiện, có người khiếu nại Đông Châu Đài truyền hình lợi dụng dư luận dẫn hướng bôi đen địa phương chính phủ, chế tạo xã hội không ổn định nhân tố. Trực tiếp điểm tên băng tần tin tức xã hội muôn màu chuyên mục tổ, yêu cầu bọn hắn đối hôm nay Hồ Sơn Chấn phát sinh sự tình làm ra giải thích. Nhìn qua chương này vấn trách văn kiện Đông Châu Đài truyền hình đài trưởng Tôn Thăng nâng cao mày. Tỉnh lý vấn trách văn kiện tới quá nhanh. Đông Châu nhiều như vậy xã hội tin tức không đi đưa tin, bọn hắn chạy đến Nguy Sơn đảo làm cái gì? Tôn Thăng Nâng lập tức đem trong tin tức chủ nhiệm Tiết Mỹ Trân gọi vào phòng làm việc của mình. Tiết Mỹ Trân là Đông Châu đài truyền hình một trong những nhân vật có thực quyền, nội bộ bởi vì cổ tay nàng cường ngạnh, đem nó xưng là sắt nương tử. Tiết Mỹ Trân vừa vào cửa, Tôn Thăng Nâng liền chất vấn, ai cho các ngươi cung cấp manh mối? Ai bảo các ngươi đi Hồ Sơn Trấn phỏng vấn? Tôn Thăng Nâng tướng kia phần vấn trách đưa cho nàng, chính ngươi nhìn. Tiết Mỹ Trân nói, quần chúng đường dây nóng A, là Nguy Sơn đảo nhà máy rượu một vị công nhân cung cấp manh mối, chúng ta hoài nghi chuyện này liên quan đến quốc hữu tài sản sói mòn, cho nên mới phái ra đưa tin tổ. Tiết Mỹ Trân sau khi xem xong, sắc mặt cũng thay đổi, Hồ Sơn Trấn sự tình làm sao lại liên lụy tới trong tỉnh. Tôn Đài, ta cam đoan không có. Tôn Thăng Nâng nói, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi, làm tin tức đầu tiên muốn cân nhắc đến chính xác dư luận dẫn hướng, các ngươi lần này phỏng vấn rõ ràng có nơi nhằm vào. Ngươi không cần hướng ta cam đoan, ngươi gây ra phiền phức, chính ngươi đi giải quyết, ngươi không giải quyết được chuyện này, ta cũng chỉ có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tiết Mỹ Trân cắn môi một cái, Tôn Đài, ý của ngài là. Tôn Thăng Nâng nói, ngươi còn muốn ta nói đến hiểu hơn một chút sao? Kia tốt ta cho ngươi biết. Ngươi chọn sai đối tượng. Hạ Hành Kiện vốn cho rằng Diêm Phương Minh chẳng mấy chốc sẽ được thả ra, hắn tìm người hỏi thăm một chút, Diêm Phương Minh cũng không phải là bị trải qua trinh thám chi đội cho mang đi, mà là phụ trách Nguy Sơn đảo nhà máy rượu Văn Vật mất trộm án tổ chuyên án phụ trách. Hạ Hành Kiện bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, trước đó không phải đã rửa sạch Diêm Phương Minh phương diện này hiểm nghi, tại sao lại chuyện xưa nhắc lại rồi. Diêm Phương Minh mình cũng cảm thấy hồ đồ, nhìn qua đối diện Lục Kỳ cùng Lý Trung nói. Ta thừa nhận, ta đích xác cho Diêm Trung Dân 5 vạn khối, nhưng hắn là ta đường thúc, nhà hắn kinh tế tình huống không tốt, làm thân thích ta giúp hắn một chút có lỗi sao? Lục Kỳ nở nụ cười, chúng ta cũng không phải điều tra chuyện này. Diêm Phương Minh nói, vậy các ngươi tìm ta tới làm gì? Lục Kỳ nói, căn cứ Diêm Trung Dân mình bàn giao, hắn tự mình dẫn người đi cổ văn vật hiện trường điều nghiên địa hình, xin hỏi ngươi biết chuyện này sao? Diêm Phương Minh căn bản không biết chuyện này. Diêm Trung Dân cũng không có khả năng nói cho hắn biết, hắn lắc đầu, ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng thầm mắng, Diêm Trung Dân a Diêm Trung Dân, người đến cùng thu mấy nhà tiền. Lý Trung vỗ bàn một cái, Diêm Phương Minh, người thành thật điểm, người cho Diêm Trung Dân 5 vạn khối là không phải là vì chuyện này. Diêm Phương Minh nói, ta là một cái làm chính cách buôn bán thương nhân, ta làm sao có thể trộm cướp văn vật đâu. Lại nói, ta đi khảo sát suối nước nóng thời điểm. Còn không biết phía dưới có văn vật đâu. Lý Trung nói, ngươi nói láo. Diêm Phương Minh nói, các ngươi đừng làm ta sợ, con người của ta cũng không phải dọa lớn,
không có chứng cứ các ngươi tốt nhất chớ nói lung tung, không phải ta sẽ khống cáo các ngươi. Lục Kỳ cười nói, pháp luật ý thức rất mạnh a, Phan Kim Sơn ngươi hẳn là nhận biết a. Diêm Phương Minh sửng sốt một chút, hắn lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua cái tên này cũng không biết người này. Lục Kỳ nói, Phan Kim Sơn tháng trước bị bắt, tội danh là dính líu đầu cơ trục lợi quốc gia văn vật, trên người ngươi mang mấy khối cổ ngọc là từ chỗ của hắn có được a. Diêm Phương Minh vô ý thức sờ lên bên hông ngọc bội, lần trước hắn tại Nguy Sơn đảo bị bắt, trên người cổ ngọc đều bị tịch thu, bất quá cảnh sát rất nhanh liền về trả lại hắn, hắn còn tưởng rằng không sao, thật không nghĩ đến sau sổ sách nhanh như vậy lại tìm tới, lúc đầu coi là cổ ngọc có thể cản tai, nhưng bây giờ ngược lại dẫn tới phiền phức không ngừng. Lý Trung nói, căn cứ Phan Kim Sơn bàn giao, trên người ngươi cổ ngọc đều là hắn bán đưa cho ngươi, ngoài ra, trong nhà người còn có không ít từ chỗ của hắn mua được văn vật. Diêm Phương Minh cái trán toát ra mồ hôi, hắn không biết Phan Kim Sơn, nhưng mà ai biết đâu. Nói không chừng bán cho hắn cổ ngọc người dùng giả danh đâu. Lục Kỳ nói, căn cứ nước ta hình pháp thứ 326 đầu, đầu cơ trục lợi văn vật tội, lấy kiếm lời làm mục đích, đầu cơ trục lợi quốc gia cấm chỉ kinh doanh văn vật, tình tiết nghiêm trọng chỗ 5 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn, cũng phạt tiền. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, chỗ 10 năm trở xuống 5 năm trở lên tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Diêm Phương Minh nói, ta không biết, ta còn tưởng rằng hắn là đang lúc đường tắt có được những vật này. Lục Kỳ cùng Lý Trung Giao đưa một cái ánh mắt, Phan Kim Sơn là cái đầu cơ trục lợi văn vật tội phạm không giả, nhưng là cũng không chứng cứ cho thấy Diêm Phương Minh cổ ngọc là từ chỗ của hắn mua được, đây chính là thẩm phán kỹ xảo, hư hư thực thực, nên lừa dối liền phải lừa dối. Lục Kỳ khinh thường cười nói, tốt một cái không biết, ngươi cho Diêm Trung Dân 5 vạn khối tiền, Diêm Trung Dân dẫn người nháo sự, ngươi không biết. Người mua sắm cổ văn vật ngươi cũng không biết, nhưng ngươi nói không biết cũng không có nghĩa là bọn ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lý Trung nói, lập tức xin lệnh kiểm soát đi trong nhà hắn điều tra, còn không biết trong nhà giấu có bao nhiêu tang vật đâu. Diêm Phương Minh sợ hãi, vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi vì sao cần phải nhằm vào ta lại không có đầu cơ trục lợi văn vật, ta chỉ là mua mấy khối cổ ngọc, ta lại không biết hắn từ chỗ nào có được, còn có Diêm Trung Dân, hắn làm sự tình các ngươi đến hỏi hắn. Tại sao muốn để ra nghi vấn ta? Ta lấy danh dự của ta thề, ta căn bản cũng không biết nhà máy rượu dưới mặt đất có văn vật. Lục Kỳ nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cho Diêm Trung Dân kia 5 vạn khối tiền là làm cái gì? Lý Trung nói, không cần hỏi khẳng định là cùng Diêm Trung Dân cùng một chỗ trộm mộ văn vật. Diêm Phương Minh lớn tiếng nói, không phải, ta chính là để hắn dẫn người đi duy quyền, nâng cốc nhà máy thầu khoán đuổi đi ra. Lục Kỳ cùng Lý Trung liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, nha. Thì ra là thế a. Diêm Phương Minh lúc này mới ý thức được, mình khả năng trúng bọn hắn cái bẫy, tại hai người kẻ sướng người họa uy bức lợi dụ dưới, mơ mơ hồ hồ đem chân tướng nói ra. Lục Kỳ nói đi, ai bảo ngươi làm như vậy? Diêm Phương Minh nói, không có người nào, tất cả đều là chính ta nghĩ ra được. Bình thường càng là đem mọi chuyện cần thiết đều nắm vào trên người mình. Càng là chứng minh sau lưng của hắn có khác chủ mưu. Lục Kỳ nói, đừng che giấu ngươi cũng không phải sinh thái vòng ném lão bản, ngươi suy nghĩ kỹ càng a, hiện tại Diêm Trung Dân khẩu cung đối ngươi phi thường bất lợi, hắn một mực chắc chắn tất cả tiền đều là ngươi cho, có chuyện tình đều là ngươi an bài. Diêm Phương Minh nói, ta không có. Hắn bắt đầu sợ hãi, lượn quanh một vòng tại sao lại cùng văn vật án có liên lạc, hắn nghĩ không ra nhìn qua trung thực Diêm Trung Dân thế mà làm cái đại hoạt. Vốn cho rằng là mình đang lợi dụng hắn, nghĩ không đến cuối cùng bị hắn cho hố. Lý Trung nói, nhìn xem người rất tinh minh, không đến mức làm ra làm người cõng nồi sự tình a. Cõng nồi cũng phải phân rõ ràng dạng gì nồi, cái này nồi nấu ngươi chưa hẳn cõng nổi. Lục Kỳ nói đi, đến cùng là chủ ý của người nào. Diêm Phương Minh nội tâm đang kịch liệt giao chiến, hắn quyết định từ bỏ chống lại thời điểm, Lục Kỳ điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại lên. Nhìn thoáng qua không khỏi nhíu mày. Hạ hành kiện an bài luật sư tướng Diêm Phương Minh tạm thời bảo đảm ra. Diêm Phương Minh bên trên cổng chờ lấy hắn Audi A8, vào bên trong hạ hành kiện nói, kiện ca. Hạ hành kiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, để lái xe. Hạ hành kiện nói, có nói gì hay không? Diêm Phương Minh lắc đầu, nói đích thật là nói, nhưng là hắn cũng không có đem hạ hành kiện khai ra, coi như khai ra cũng không thể ở trước mặt thừa nhận. Hạ hành kiện nói, người cũng quá không cẩn thận, Diêm Trung Dân cái loại người này căn bản không thể tin a. Diêm Phương Minh nói,
ta gặp hắn trung thực, không nghĩ tới hắn lá gan như thế lớn, lại dám tham gia trộm cướp cổ văn vật. Hạ Hành Kiện nói, Phương Minh a, người vẫn là trước từ trước đi. Diêm Phương Minh ngây ngẩn cả người, hắn rất nhanh liền hiểu Hạ Hành Kiện ý tứ. Hạ Hành Kiện là lo lắng hắn ảnh hưởng đến sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn danh dự, đây rõ ràng là muốn để hắn một mình nâng lên tất cả. Diêm Phương Minh trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, chuyện này là Hạ Hành Kiện nghĩ ra được, hiện tại náo ra phiền phức, hắn không phải nghĩ lắng lại chuyện này, đầu tiên nghĩ đến lại là muốn mình từ chức. Hạ Hành Kiện đối ở giữa Phương Minh phản ứng đã có chỗ dự phán, thở dài nói, Diêm Trung Dân và văn vật trộm cướp án dính líu quan hệ, ngươi cũng bị dính líu đi vào. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty, ta cũng là không được lấy mà vì đó, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diêm Phương Minh nói, Kiện ca, ta cùng văn vật trộm cướp án không có bất cứ quan hệ nào, ta là trong sạch. Hạ Hành Kiện nói, Diêm Trung Dân một mực chắc chắn ngươi cho hắn tiền, nếu như chuyện này liên lụy đến công ty, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Phương Minh a, ta luôn luôn đem ngươi trở thành thân đệ đệ nhìn, ta biết lần này ủy khuất ngươi, nhưng là thân là tập đoàn người lãnh đạo. Ta nhất định phải đem tập đoàn tổn thất xuống đến thấp nhất. Cho nên ngươi liền để cho ta tới khiêng đây hết thảy. Phương Minh, ta cũng không phải đối ngươi chẳng quan tâm. Ta cam đoan cho ngươi tiền lương của ngươi đãi ngộ một dạng không ít, chờ danh tiếng đi qua, ngươi vẫn là có thể trở về, công ty giám đốc vị trí ta giữ lại cho ngươi. Trúc Đi Kiện nhất định phải trước ổn định Diêm Phương Minh. Diêm Phương Minh cúi đầu xuống, qua một hồi lâu mới nói, lúc nào? Hạ Hành Kiện nói, chờ chuyện này trôi qua về sau. Nếu như không qua được đâu. Hạ Hành Kiện lòng tin tràn đầy nói, tại Đông Châu liền không có chúng ta khảm qua không được. Hạ Hành Kiện điện thoại di động vang lên, điện thoại là vợ hắn Trần Ý Như đánh tới, Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch vừa mới nhận được Bình Hải Cục Du lịch phát xuống, giao trách nhiệm sửa lại thư thông báo tại bọn hắn cũng không biết rõ tình hình tình trạng dưới, trong tỉnh phái ra điều tra chuyên viên đối bọn hắn làng du lịch tiến hành ngầm hỏi. Trải qua kiểm tra phát hiện có nhiều vấn đề cùng tai họa ngầm, cụ thể vấn đề như sau. 1. Chỗ tiếp khách, không tắm rửa suối nước nóng cần biết bên trong tiếng Anh so sánh, không có giá cả công kỳ, phòng y tế cửa phòng khóa chặt, trong phòng che kín cho bụi, không khẩn cấp cứu trợ nhân viên y tế, không cáng cứu thương, vệ sinh công cộng ở giữa không nước rửa tay, không khăn tay, không có thiết trí người tàn tật không chướng ngại thông đạo, bình chữa lửa quá thời hạn, phòng cháy công trình thùng rỗng kêu to. 2. Thay quần áo khu, thông gió không khoái, có mùi lạ, nhiệt độ quá thấp. 3. Tắm gội khu, mặt đất không có phòng hoạt công trình. 4. Tắm rửa khu, đặc sắc ao suối nước nóng không có nạp liệu, hữu danh vô thực, không có ghi rõ ao suối nước nóng nhiệt độ, cá liệu ao thu phí đánh dấu bày ra vị trí không rõ ràng, tăng dưỡng bơm trực tiếp đặt ở bên cạnh ao có an toàn tai họa ngầm, làm trưng, ẩm ướt trưng phòng gửi lại tủ cất đặt chính là nhân viên công tác vật phẩm tư nhân. Tân khách xếp lê không có trừ độc. 5. Nhân viên phục vụ an toàn ý thức, phục vụ ý thức chênh lệch, nghiệp vụ huấn luyện ít. Từ khi Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch khai trương, bọn hắn còn chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Hạ Hành Kiện thầm than nhà dột còn gặp mưa, hắn để thê tử tìm nhạc phụ đại nhân cùng ngành tương quan lên tiếng kêu gọi. Trần Ý Như trong điện thoại liền phàn nàn lên, lần này là trong tỉnh người tới điều tra cẩn thận, nàng có thể có biện pháp nào? Đông Châu thì cục du lịch căn bản không biết trong tỉnh đến ngầm hỏi tin tức, bây giờ kế sách chỉ có thể dựa theo quy định tiến hành chỉnh đốn và cải cách, vấn đề là người ta là ngầm hỏi, không biết lúc nào còn sẽ tới, nếu như lần sau kiểm tra vẫn tồn tại vấn đề, chỉ sợ cũng trực tiếp để bọn hắn ngừng kinh doanh. Diêm Phương Minh từ Hạ Hành Kiện nặng nề biểu lộ đã nhìn ra chuyện lần này chưa hẳn giống hắn nói như vậy nhẹ nhõm, bọn hắn lúc trước cho rằng ứng phó một cái nho nhỏ Hồ Sơn trấn còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng hiện thực lại là bọn hắn đá vào trên miếng sắt. Hạ Hành Kiện muốn cho hắn ra chống đỡ chuyện lần này, Diêm Phương Minh có chút do dự, Hạ Hành Kiện mặc dù đối với hắn không tệ, nhưng là hắn cũng không rõ ràng chuyện này sẽ diễn biến đến loại tình trạng nào, chính như Lý Trung nói, cái này nồi nấu mình chưa hẳn có thể đối phó được. Diêm Phương Minh tại cư xá môn hạ rồi xe, đưa mắt nhìn Hạ Hành Kiện xe đi xa, chuẩn bị cho cứu cứu Tạ Trung Tín gọi điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là hẳn là trực tiếp đi một chuyến. Hai nhà khoảng cách không xa. Diêm Phương Minh tại phụ cận mua hai điếu thuốc, đi vào nhà cậu, ấn vang chuông cửa, một lát sau, mở tới mở cửa. Diêm Phương Minh kêu một tiếng cậu mụ, mụ mụ thái độ đối với hắn rõ ràng có chút lãnh đạm, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem cứu cứu. Bên trong truyền đến Tạ Trung Tín thanh âm,
để Tiểu Minh vào đi. Mới mấy ngày không gặp, Diêm Phương Minh cảm giác Cứu Cứu già đi rất nhiều, cả người lộ ra mặt ủ mày chau. Tạ Trung Tín hiển nhiên biết hắn bị công an cơ quan gọi đi hiệp trợ chuyện điều tra, thấp giọng nói, ra rồi. Nghe Phương Minh làm sao nghe câu nói này làm sao khó chịu, ho khan một tiếng nói, ta là đi hiệp trợ điều tra, ta không có phạm pháp. Tạ Trung Tín nói, làm trái không phạm pháp, người nói không tính. Diêm Phương Minh thuốc lá đặt lên bàn, một bên lau bàn mỡ nghiêm nghị nói, lại mua thuốc, người đây là muốn hại chết người cậu. Diêm Phương Minh một mặt xấu hổ, Tạ Trung Tín nói, không có chuyện của ngươi, đi cho mua chút đầu heo trên thịt đến, ban đêm ta nghĩ uống vài chén. Mợ tướng khăn lau trong tay hung hăng ném ở trên bàn, lại rút lại uống, sớm tối hại chết ngươi. Diêm Phương Minh làm sao có thể nghe không ra mợ ý tại ngôn ngoại, như ngồi bàn trông, thẳng đến mợ rời đi lúc trùng điệp tiếng đóng cửa vang lên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Trung Tín nói, đừng trách ngươi mợ, nữ nhân ra đều là cái dạng này. Hắn đi lấy trên bàn thuốc lá, Diêm Phương Minh tranh thủ thời gian móc ra thuốc lá của mình đốt cho hắn. Tạ Trung Tín hít một hơi thuốc lá nói, hắn nguyên suối nước nóng bị tỉnh du lịch cục lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Diêm Phương Minh trong lòng lấy làm kinh hãi, nhớ tới vừa mới trên xe hạ hành kiện cú điện thoại kia, ngay lập tức đem chuyện này đối với ứng lên, Cứu Cứu chính miệng nói ra được sự tình chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, xem ra chuyện này so với mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tạ Trung Tín nói, trong thành phố để cho ta giải thích ngươi tại sinh thái vòng ném nhậm chức sự tình, có người báo cáo ta lợi dụng công việc chi tiện cho thân thích kiếm lời. Diêm Phương Minh một viên tim đập bịch bịch, lúc này hắn ý thức được sự tình quả nhiên náo lớn. Tạ Trung Tín thở dài nói, ta đã sớm nói với các ngươi qua làm việc phải điệu thấp, đừng tưởng rằng có chút quan hệ liền có thể muốn làm gì thì làm, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi cùng hạ hành kiện không giống, nếu quả thật gặp được đại sự, hắn sẽ không chút do dự đem ngươi đẩy ra đi. Diêm Phương Minh cũng lấy ra một điếu thuốc, đốt quất, hai người mặt đối mặt hút thuốc, đều rõ ràng tình cảnh của đối phương không dễ chịu. Diêm Phương Minh một điếu thuốc cũng nhanh hút xong mới nói, cậu, hắn để cho ta từ chức. Tạ Trung Tín hừ lạnh một tiếng, đó chính là để ngươi gánh chịu tất cả trách nhiệm. Diêm Phương Minh nhẹ gật đầu. Tạ Trung Tín nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như là trách nhiệm của ngươi, như vậy người khác sẽ còn dọc theo ngươi tiếp tục đào xuống đi, bọn hắn sẽ cho rằng ta cho ngươi cung cấp tiện lợi, cung cấp ô dù. Diêm Phương Minh có chút thống khổ nhéo nhéo lông mày, cậu, ta là thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ phó trấn trưởng năng lượng thế mà như thế lớn. Tạ Trung Tín nói, hạ hành kiện coi là Trần chủ nhiệm là hắn nhạc phụ, hắn tại Đông Châu liền có thể xông pha, tầm mắt vẫn là thấp, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, coi như tại Đông Châu so với hắn nhạc phụ lợi hại cũng rất có người tài. Hồ Sơn trấn địa phương nào, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, hiện tại vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi đó, các người muốn cầm xuống suối nước nóng, hẳn là căn cứ chính sách đến, nhất định phải làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, giật dây công người nháo sự. Hiện tại tốt, rời lên tảng đá nện chân của mình. Diêm Phương Minh nói, Cứu Cứu, ta làm sao bây giờ? Việc nhỏ có thể khiêng, đại sự không thể được, người chống không nổi, đến lúc đó đè sập không chỉ có riêng là ngươi sống lưng của mình. Tạ Trung Tín lời ngầm chính là ngươi nếu là gánh chịu trách nhiệm này, đến tiếp sau còn sẽ liên lụy đến hắn. Diêm Phương Minh nói, cái kia Hứa Thuần Lương đến cùng bối cảnh gì? Tạ Trung Tín tướng đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc nhấn diệt. Ta hỏi thăm một chút, hắn cùng Chu thư ký quan hệ không tệ, bất quá a, lần này tỉnh du lịch cục trực tiếp điều tra hắn nguyên suối nước nóng, cái này chứng minh hắn trong tỉnh có người, ứng nên không phải Chu thư ký xuất thủ. Diêm Phương Minh nói, ta nghe nói hắn bạn gái là khu công nghệ cao phó thư ký Mai Như Tuyết. Tạ Trung Tín nói, các người a, lần này chọc cái đại phiền toái a.